Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 31. Còn về chuyện gặp mặt đệ Ngũ Hiên, tìm hiểu về bố mẹ anh, đợi thêm 3 năm nữa, anh cũng đợi được. Tứ Hàm đợi nối không? Tống Ngữ Hiên đợi nối không? Diệp Khánh Ngôn và Lâm Giao đợi nối không? Anh không quen biết Cung Bổn Võ Tàng, không dám đảm bảo ông ta sẽ làm chuyện gì. Được, Bát Hoang, nếu đã như vậy thầy ủng hộ con, Cổ Lục Đạo thận trọng nói, thầy phái người đi cùng con, mau chóng giải quyết chuyện, cố gắng về sớm một chút. Không cần, chuyện của con, mình con gánh vác, Trần Đức vội vàng từ chối, anh biết rất rõ ràng, dù là người trên thần vương cũng sẽ gặp phải áp chế thiên đạo, ít nhiều cũng sẽ đế lại chút ảnh hưởng. Chuyện địa cầu, Trần Đức có lòng tin giải quyết được, cần gì phải dính líu thêm một người nữa. Được, Cổ Lục Đạo gật đầu tỏ ý khen ngợi, càng cảm thấy quý đệ tử này của mình, ông ta tán thưởng, thân là một tu sĩ, trọng tình trọng nghĩa như vậy, Cổ Lục Đạo thầy không hề nhận nhầm đệ tử, con đi đi, thầy chờ con chớ lại. Dạ, Trần Đức gật đầu, dưới hướng dẫn của Cổ Lục Đạo, anh đến không gian truyền tống trận. Trận pháp này đi đến thành thông thiên, nhớ tọa độ chung khắc ấn của trận pháp, từ thành thông. Thiên quay về con chỉ cần đánh vỡ hư không, quay về đây là được. Sư tôn, hẹn gặp lại, Trần Đức thúc giục trận văn, tạm biệt Cổ Lục Đạo. Vù vù, trận văn thúc giục, cuồng phong cấp tốc, từng đường vân hiện lên, hư không xé ra một khe hớ, sau đó bóng dáng Trần Đức biến mất trong trận văn. Khoảng cách từ Đông Nguyên đến thành thông thiên tương đối xa. Ước chừng mất thời gian 5 ngày, lúc này Trần Đức mới đến thành thông thiên, tìm được thành chủ Lục Âm Dương của thành thông thiên, tìm Linh Châu rồi chạy thẳng đến Côn Luân Hư. Bây giờ đã là ngày 29 tháng 11, lúc hoàng hôn. Trần Đức vừa đến Côn Luân Hư, anh hơi nhíu mày, trong mơ hồ anh có thể cảm nhận thấy từng tia lực quy luật đại đạo đang vọt thẳng về phía mình, ý đồ áp chế anh. Đồng thời chẽn vân không. Từng đám mây đen đang đèn cuồng hội tụ, trong mây đen lóe lẻn sấm sét chập chờn kinh khủng. Mặc kệ, đến giới thế tục trước đã, thời gian không được phép trì hoãn, anh không còn tâm tư đi tìm hiểu áp chế thiên đạo hay quy luật trói buộc. Với tốc độ hết sức mãnh liệt, anh bay về phía nơi tiếp giáp giữa Côn Luân Hư và Hoa Hạ. Lúc này vào mùa đông, dãy núi Côn Luân Phú đầy tuyết trắng, thoạt nhìn đã bị bao phủ bởi màu bạc, vì sự xuất hiện của Trần Đức, bầu trời tuyết rơi như lông ngỗng đột nhiên dừng lại. Trong mơ hồ, giữa chân trời xuất hiện tia chớp mùa hè, trong mơ hồ sẩm rền đùng đoàng, giống như đang nổi lên bão táp. Không chỉ có Côn Luân Hư chịu ảnh hưởng. Toàn bộ bầu trời giới thế tục cũng đang dần dần ảm đạm, bị mây đen bao phủ, từng đường tia chớp thỉnh thoảng giáng xuống. Kéo dài như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ở chân trời, một tiếng sét bằng phẳng vang dội, mưa như thác đổ như chút nước rơi xuống. Ngay sau đó từng trận cuồng phong xuất hiện, sấm chớp rền vang, bầu trời đêm hoàn toàn bị mây đen bao phủ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe sáng. Xảy ra cái gì vậy? Tại sao mùa đông lại xuất hiện mưa to sấm lớn của mùa hè? Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mưa lớn quá. Ở giới thế tục, rất nhiều người ở trong các thành phố đều cực kỳ kinh ngạc, trên bầu trời tối đen, sấm chớp rền vang, mưa lớn như đạn rơi xuống mặt đa. Văng ra từng tầng nước, rất nhanh liền có nước đọng trên diện tích lớn. Mưa như thác đổ này dù là mùa hè cũng khó gặp, vậy mà lại xuất hiện vào mùa đông. Loại hiện tượng dị thường như vậy khiến cho máy bay Hoa Hạ ngừng bay, Internet chặn đứng, thành phố cũng bị cắt đứt nguồn điện trên diện rộng. Đây chính là đại đạo, đây chính là thiên kiếp sao, trên trời cao, Trần Đức đạp không đi, đính đầu toàn là sét và sấm rền, còn có từng ký hiệu đại đạo co rút về phía anh. Giống như dây thường vọt vào thức hải, ý đồ áp chế anh. Anh chống cự sấm sét và tia chớp, toàn thân linh khí màu vàng lóe lên, cứng rắn chống lại quy luật đại đạo. Chỉ vậy thôi sao, vẫn yếu lắm, không thế nào áp chế được tao đâu, ánh sáng thần thức Trần Đức lóe lên, nhưng quy luật đại đạo này không có một chút hiệu quả gì với anh. Tên nhãi Trần, số mệnh anh tốt đấy, bởi vì sức mạnh thần thức quá mạnh, quy luật của địa cầu. Không thể nào ảnh hưởng đến anh. Linh Lung xúc động, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người cảnh giới thần tôn chống cự lại quy luật áp chế. Tôi cũng rất bất ngờ, Trần Đức cười một tiếng, anh tưởng rằng sẽ bị áp chế xuống địa tiên cửu trọng, ai biết được sức mạnh quy luật lại là tiếng sấm với mưa to có chút ít, không có một chút ảnh hưởng nào đến anh. Nhưng, như vậy càng tốt, cứ thế anh lại trở thành vô địch địa cầu. Bóng người xoẹt qua trời cao, lướt qua từng thành phố,
anh đi thẳng về phía kinh đô, chuẩn bị tìm mấy người lãnh đạo tối cao để tìm hiểu tình hình. Mẹ, mau nhìn đi, có một người màu vàng bay qua, ở một nơi trong thiếu khu nào đó, một đứa trẻ 12-13 tuổi đang thắp nến làm bài tập nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sững sờ. Gì mà người nhỏ màu vàng, mau làm bài tập đi, bên cạnh, một người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ sấm sét phần chỉ là sấm sét, thời tiết hôm nay rất bất thường, viết xong ngủ sớm một chút, ngoài ra trẻ con không được phép nói láo, biết chưa? Lại trong một tiểu khu khác, một người trẻ tuổi yêu thích thiên văn đang dùng máy ảnh chụp lại kỳ quan hiếm thấy. Nhấn nút chụp, hình ảnh được chụp lại. Anh ta kinh ngạc phát hiện trong hình có một người quấn quanh ánh sáng màu vàng, rừng treo lơ lửng trên lầu cao mấy chục tầng. Bóng người không rõ ràng, nhưng anh ta dám xác định, 100% là con người. Thấy bức ánh này, người thanh niên theo bản năng nhìn về phía lầu cao, nhưng lại không phát hiện ra một bóng dáng nào. Mẹ nó, tình huống gì đây, chẳng lẽ có người ở độ kiếp? Người trẻ tuổi sắc mặt kinh hãi, ngạc nhiên không nói thành lời, anh ta giữ lại bức ảnh, quyết định ngày mai đăng lên mạng. Cùng lúc đó, thành phố Nam Đài Hoa Hạ. Nơi này nằm trong phạm vi Hoa Hạ, gần nhất với một thành phố của quốc đảo, thành phố Nam Đài và quốc đảo gần như cách biển nhìn nhau, gặp nhau cũng chưa đến trăm dặm. Lúc này ở trên một hòn đảo giữa Nam Đài và quốc đảo lại cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí quý dị, nghiêm túc. Lại thấy, hai nhóm người đang đứng đối lập nhau trên đảo, đầu người nhốn nháo. Đến gần bên Nam Đài, phần lớn là lão giả mặc trang phục thời đường, người cầm đầu không ai khác chính là người bảo vệ Côn Luân Hư, Liễu Tông Nguyên. Sau lưng ông ta chính là các gia chủ của 36 tộc địa sát, cùng với viện trưởng trưởng lão của học viện Vô Song, còn có cả một trong những lãnh đạo tối cao của Hoa Hạ cũng ở đây. Sau nữa là mấy người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Giã. Cách đây hơn nửa năm, thực lực mấy người bọn họ điên cuồng tăng trưởng, bây giờ đã sớm là đệ tử đứng đầu học viện Vô Song. Sau bọn họ lần lượt là các cường giả mạnh nhất chọn lọc từ trong 36 tộc. Quét mắt nhìn, ít nhất có đến 7-8 ngàn người. Bọn họ tập trung lại, trong không khí vô hình kéo lên từng trận cuồng phong lạnh lùng. Nhiệt độ xuống đến dưới 20-30 độ. Nhưng thân là võ giả, bọn họ cũng không sợ giá rét, quần áo mặc chẻn người cũng không hề dày. Đối diện với Liễu Tông Nguyên cũng có 7-8 ngàn gần 10 ngàn người, những người này hoặc là âu phục dày da, hoặc là trang phục của nhẫn giả. Nhìn khí thế không kém chút nào so với đám người Liễu Tông Nguyên, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Người cầm đầu là một người đàn ông nhìn khoáng chừng 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, bên hông cắm đôi đao, mặc trang phục võ đạo của quốc đáo. Chính là Cung Bổn Võ Tàng. Sau lưng Cung Bổn Võ Tàng, bốn người Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, Diệp Khánh Ngôn, Tử Hàm bị dây thừng buộc chặt, sắc mặt tiều tụy, tái nhợt. Tử Hàm vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có sức chống đỡ cơ thể, cô bé nằm bò trên đất chết ngất, mặt đầy đất bùn. Liễu Tông Nguyên, hôm nay là hạn chót của mấy người, Trần Bát Hoang đâu? Hân tới không, Cung Bổn Võ Tàng ngồi trên ghế, bên cạnh ông ta bày ra một cái bàn. Ông ta vừa nói chuyện vừa pha trà. Cũng không phải nói tiếng Hoa Hạ, mà là ngôn ngữ của quốc đảo bọn họ. Đau đớn là trong đây duy chỉ có ông ta ngồi, thần sắc nhàn nhã, ánh mắt mang theo miệt thị nhìn mấy ngàn người Liễu Tông Nguyên. Đối với đám người Hoa Hạ trước mắt, từ đầu đến cuối ông ta cũng không thèm nhìn chính diện. Trong ấn tượng của ông ta, Hoa Hạ chẳng qua chỉ là một đám bệnh tật, rác rưởi. Người phiên dịch đứng bẽn cạnh Liễu Tông Nguyên dịch lại nguyên văn những lời của Cung Bổn Võ Tàng. Cung Bổn Võ Tàng, quốc đảo và Hoa Hạ từ trước đến nay không có thù oán, chủ nhân của tôi và ông cũng không có tranh chấp, tại sao ông phái tìm cậu ta? Liễu Tông Nguyên ăn mặc vô cùng giản dị, tóc tai bù xù, dáng người lom khom, NSLN giống như một tên ăn mày. Ha ha, Cung Bổn Võ Tàng cười lãnh đạm, uống một hớp trà, chậm rãi nói. Cung Bổn Võ Tàng tôi tự nhận là người không ai địch nổi, nhưng không ngờ trên đời này còn có người mạnh hơn tôi, đương nhiên phải giao đấu một trận xem có đúng như lời đồn không. Ông đã biết chủ nhân của tôi rất mạnh, còn dám ra tay, Liễu Tông Nguyên lạnh lùng nói, tôi khuyên ổng lập tức thả người, bằng không chủ nhân của tôi trở về, ông nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Liễu Tông Nguyên vừa dứt lời, trong đám người quốc đảo đột nhiên truyền ra một giọng nói nữ tính. Điềm đạm. Ngài Cung Bổn chiến đấu cả một đời, chưa từng nếm qua mùi thất bại,
trong từ điển của ngài ấy càng không có hai chữ hối hận, muốn ngài ấy hối hận, dựa vào cái gì? Dựa vào đám tầm thường các người sao? Nhìn về hướng của giọng nói, lại thấy đám đông tách ra, một người phụ nữ bước ra. Người phụ nữ mặc kimono, khuôn mặt được khoáng báy tám điếm, tự nhiên đi tới bên cạnh cung bồn võ tàng, dùng tư thế quỳ tiêu chuẩn của quốc đáo, quỳ trước mặt cung bồn võ tàng, đôi môi đó mỏng mỉm cười, rót trà cho ông ta. Tô An khẽ, nhìn thấy người phụ nữ đó, hai người Lâm Giao và Tống Ngữ Yên đều biến sắc, ánh mắt Tống Ngữ Yên trở nên sắc bén, tất cả những việc này đều là cô sai khiến. Sai khiến, đừng đánh giá tôi quá cao như vậy, tôi làm sao có thể chỉ thị cho ngài cung bồn. Ngài cung bồn là người chi phối người da vàng chúng ta, tôi ấy à, chỉ là vợ bé của ngài ấy mà thôi. Giọng Tô An Khê như bơi trong nước, lời thì nói như vậy, nhưng khóe miệng lại hiện lẻn nụ cười lạnh lùng giễu cợt, ngài cung bồn sức mạnh vô song không ai địch nối, nghe nói Trần Bát Hoang rất mạnh, nên muốn làm quen chút, nhưng, không thấy. Anh ta, chỉ có thể đưa mấy người đến đây, dù anh ta xuất hiện. Tô An Khê, trước đây tôi và Ngữ Yên đối xử với cô không tệ, nhưng cô lại lấy oán báo ân, Lâm Giao cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sợi dây thường buộc chặt vào người cô, bộ ngực kiêu ngạo dựng đứng, khá đồ sộ. Đối xử với tôi không tệ, ha ha chấm sai người các cô đúng là không biết xấu hổ, vì Trần Bát Hoang mà đuổi tôi đi, còn nói đối xử với tôi không tệ, sắc mặt Tô An Khê u ám, không chút nể tình cũ, giọng nói lạnh lùng. Hồi đó, nếu không phái Trần Bát Hoang, nếu không phải Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, với năng lực của bản thân, đã sớm trở thành người thượng lưu ở thành phố Tân. Nhưng, chính bởi vì những người đó, mà cô ả không thể tồn tại ở Hoa Hạ, chỉ có thể chạy tới quốc đảo. Cô ả chưa bao giờ quên sự thù hận của mình với Trần Bát Hoang, cô ả đã từng thề nhất định sẽ khiến Trần Bát Hoang phải trả giá. Sau khi rời khỏi Vân Bắc, cô ả nhiều lần chìm nổi, không biết đã phục vụ bao nhiêu đàn ông, trải qua bao nhiêu gian khổ, mới đi đến ngày hôm nay, trở thành vợ bé của cung bồn võ tàng. Tất cả những điều này là vì gì chứ? Báo thù. Bất kể trả giá như nào, cô ả nhất định sẽ khiến Trần Bát Hoang phải chịu nỗi đau khổ nhất trên đời, để anh ta mất đi tất cả những gì anh ta quan tâm nhất. Nói thật với các cô, hôm nay mặc kệ Trần Bát Hoang có đến đây hay không, các cô đều sẽ chết. Trong mặt Tô An Khê hiện lên vẻ hả hê nham hiểm, ngược lại tôi hy vọng tên khốn Trần Bát Hoang có thể tới đây, ha ha. Đáng tiếc, anh ta dám sao? Lúc này cũng không biết đã trốn ở chỗ nào rồi. Tô An Khê, cô sẽ hối hận, Diệp Khánh Ngôn lạnh lùng cười. Lúc trước Tô An Khê là bạn thân của Tống Ngữ Yên, nên đương nhiên cô ấy cũng biết Tô An Khê, một khi Trần Bát Hoang trở về, cho dù cô chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ tan xương nát thịt. Ồ, thế sao, Tô An Khê dựa sát vào trong lòng cung bồn võ tàng, có người mạnh mẽ như ngài cung bồn, Tô, à không, cung bồn An Khê tôi có gì phải sợ chứ? Nên biết, tôi là vợ bé của ngài cung bồn, người phụ nữ của người mạnh nhất thế giới. Trần Bát Hoang, ha ha. Là cái thá gì? Cung bồn An Khê, ha ha, Tô An Khê, mẹ kiếp cô khiến tôi thật buồn nôn, Tống Ngữ Yên chưa bao giờ chửi thề, nhưng hôm nay cô ấy không thể nhịn được nữa. Mặc kệ cô nghĩ thế nào, gả cho ai thì theo người đó, gả cho ngài cung bồn, đương nhiên tôi phải họ cung bồn rồi, Tô An Khê không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tự hào, sao tôi phải quan tâm đến suy nghĩ của người sắp chết như cô. Lời tán thưởng của Tỏ An Khê rõ ràng khiến cung bồn võ tàng rất thoải mái, ông ta ôm lấy cô ả, trong mắt hiện lên sự cô độc lẻ loi, tôi phải cảm ơn An Khê, đã cho tôi biết trên đời này còn có một cường giả, người bất khả chiến bại tôi đây rất muốn đấu với người đó một trận. Kể từ khi trở thành võ giả, không ai đấu lại được ông ta, từ trước đến nay chưa từng nếm trải thất bại, thậm chí đến người có thế để ông ta đánh một trận đã đời cũng không có. Ước mơ lớn nhất của ông ta chính là tìm được một đối thủ, đánh một trận đã đời, sảng khoái. Trần Bát Hoang, còn chưa tới sao, trong mặt cung bồn võ tàng hiện lên sát ý, Liễu Tông Nguyên, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Sắc mặt Liễu Tông Nguyên trầm xuống, nghiến răng nói, cung bồn võ tàng, với thực lực của ông, đứng trước mặt chủ nhân của tôi chẳng là gì, khuyên ông đừng cố chấp không chịu tỉnh ngộ nữa, nếu không thá người, cho dù chúng tôi phải sống mái một trận, cũng phải mai táng các người ở đây. Liễu Tông Nguyên vừa dứt lời, hàng ngàn võ phía sau bộc phát linh khí, một cỗ sát khí lạnh lẽo trôi nổi trên không trung, giống như hàng loạt mũi đao vô hình cứa vào mặt đến đau rát. Chí dựa vào các người, cung bồn võ tàng không quan tâm,
Không đợi ông ta lên tiếng, hàng ngàn ninja và võ sĩ phía sau ông ta cũng bùng phát linh khí khủng bố. Trong số đó, lại có 2-3 người là cường giả cảnh giới địa tiên. Làm sao có thể đánh lại đây? Phải biết là bên phía Côn Luân Hư chỉ có một mình Liễu Tổng Nguyên là cường giả cảnh giới địa tiên. Chỉ còn 10 phút nữa, Trần Bát Hoang vẫn chưa xuất hiện, xem ra, cậu ta sẽ không đến, thật đáng tiếc. Cung Bồn Võ Tàng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trong mắt lóe lên sát ý, nếu Trần Bát Hoang đã không đến, các người sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, làm nô bộc của tôi. Ra tay đi, nhớ kỹ, không cần giết chết, tôi cần bọn chúng làm nô bộc, bắt sống cho tôi. Cung Bồn Võ Tàng vừa dứt lời, 7-8 ngàn ninja và võ sĩ cùng lúc ra tay. Ngay lập tức, ánh đao bóng kiếm lóe sáng trong bóng tối, hàng loạt bóng người lao về phía đám người Liễu Tông Nguyên. Giết, cho dù thế nào cũng phải cứu được 3 cô gái và em gái của chủ nhân, Liễu Tông Nguyên ra. Lệnh, cùng lúc đó, hàng ngàn người Hoa Hạ cũng xông lên. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Giết, giết chết đám chó chết này đi. Giết, trong nháy mắt, tiếng chém giết đinh tai nhức óc lần lượt vang lên. Hòn đảo này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, mặt đất nứt ra, hư không dung chuyển. Ngụy Vô Minh môn chủ của Vô Song Môn, Trình Kiếm Phong, Lâm Chấn Lôi cùng 8 đại trưởng lão, một số cường giả kim đan kỳ của Vô Song Môn tiên phong xông lên giao đấu với các cường giả kim đan kỳ của quốc đảo. Nhóm người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Dã cũng đã là kim đan kỳ, hiện giờ thực lực của bọn họ đã vượt qua mấy người Ngụy Vô Minh. Đối thủ của bọn họ đương nhiên là 2 cường giả cảnh giới địa tiên của quốc đảo. 5 người thì sao, không phải là lũ run dế. Thôi sao, R trong mắt 2 người quốc đảo cảnh giới đại tiên hiện lên tia giễu cợt, không chút sợ hãi xông lên. Tuy nhóm 5 người Kỳ Hàn mạnh, nhưng đối thủ lại là 2 cường giả cảnh giới địa tiên, rất nhanh đã bị thương, mà đối thủ không hề hấn gì. Ha ha, người Hoa Hạ quả nhiên là những tên ốm yếu, đến võ giả cũng yếu ớt. Kém cỏi như vậy, 2 tên cường giả cảnh giới địa tiên ra vẻ ta đây, tự cho mình là ưu việt hơn hắn. Giết, Kỳ Hàn lạnh lùng, mặc kệ vết thương, lại xông lên. Âu Dã Thanh Vô, Trương Tử Đằng, Hà Đồn và Lữ Đông Dã theo sát hắn, 4 người bọn họ cũng bất chấp tất cả, không nói gì, trong đầu họ chỉ có một chữ, giết. Giết chết 1 tên là hòa, giết chết 2 tên vẫn hời. Giống như bọn họ. Còn có trưởng tộc và con cháu trong tộc của 36 gia tộc địa sát. Có thể, giữa họ đã từng có khoảng cách, từng có mâu thuẫn và tranh chấp, nhưng lúc này lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phải toàn bộ đều là vì Trần Đức, mà bọn họ đều là người Hoa Hạ, bình thường bọn họ có thể tranh giành chém giết lẫn nhau, nhưng, tranh chấp trong Hoa Hạ là việc riêng của bọn họ, người nước ngoài, đặc biệt là người quốc đảo. Không được can thiệp. Phụt, phụt, giết chết hắn. Tiếng hò hét chém giết vang lên khắp nơi, máu tươi tuôn ra, trắng mấy chốc không khí nồng nặc mùi máu tanh, trong vòng chưa đầy 1 phút đã có người bị thương nặng. Trong đám đông, Nhan Huy đứng thẳng người, bên cạnh có 2 cường giả kim đan kỳ bảo vệ, mặc dù ông không phải là võ giả, nhưng không chút sợ hãi, đôi mắt già nua hiện lên vẻ lạnh lùng, nói vào mic của tai nghe, bộ chỉ huy Nam Đài, tôi là Nhan Huy. Bất cứ lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của tôi, một khi tôi gửi tín hiệu, lập tức sử dụng vũ khí hạt nhân phá nát hòn đảo này. Vâng. Sau khi nghe được tiếng trả lời từ tai nghe truyền đến, Nhan lão chậm rãi ngồi xuống, ông đã già, không thể đứng quá lâu, hôm nay có thể là trận chiến cuối cùng trong những năm tháng tài hoa của ông. Liễu Tông Nguyên không nói gì, nhanh chóng tiến vào trong đám đông, di chuyển đến trước mặt 4 người Diệp Khánh Ngôn, Tống Ngư Yên, Lâm Giao, Tử Hàm. Định cứu họ. Cứu người, tôi cho phép sao? Cung Bồn Võ Tàng vẫn ngồi đó, đầu cũng không ngoảnh lại, ném thẳng một con dao găm vào người Liễu Tông Nguyên. Vẻ mặt Liễu Tông Nguyên liền thay đổi, ông ta giơ tấm phòng ngự lên, nhưng con dao găm đó quá sắc nhọn, mang theo linh khí bạo ngược của Cung Bồn Võ Tàng, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của ông ta, đâm thẳng vào ngực ông ta. Xì. Dao găm ở trong ngực ông ta giống như máy xay thịt điên cuồng phát huy sức mạnh. Xuyên qua lồng ngực ông ta, tạo thành một cái lỗ, máu tươi chảy ròng ròng. Không đợi Liễu Tông Nguyên kịp hoàn hồn lại, Cung Bồn Võ Tàng lại hành động, đạp một cước vào chân ông ta. Bịch! Ngay lập tức, Liễu Tông Nguyên khuỵu gối quỳ xuống, mặc dù ông ta không muốn, nhưng cơ thể mất kiểm soát,
quỳ hai đầu gối trước mặt cung bồn võ tàng. Tiền bối, tiền bối. Sắc mặt ba cô gái Diệp Khánh Ngôn, Tống Ngữ Yên và Lãm Giao thay đổi, nước mắt lưng tròng, gần như sắp khóc. Ha ha, đây chính là người canh giữ của Côn Luân hư sao? Yếu đến không ngờ, cung bồn võ tàng nhìn xuống Liễu Tông Nguyên, trong mắt đầy vẻ khinh thường, dùng vốn tiếng Hoa hạ sứt sẹo nói, ông muốn cứu bọn họ, phải không? Thật ngại quá, người phụ nữ của tôi không muốn đế cho bọn họ được sống, bọn họ dựa vào cái gì để sống tiếp? Khụ, Liễu Tông Nguyên phun ra một ngụm máu, sắc mặt xám xịt, cung bồn võ tàng, nếu chủ quân của tôi trở về, ông chắc chắn không được chết tử tế. Ha ha, thật sao? Cung bồn võ tàng cười diều cợt, nhìn đi, nhìn đám võ giá ông mang đến đi, mới bao lâu chứ, chưa đến 10 phút gần như đều đã nã suốt, bi đánh. Bại rồi, mà chủ nhàn trong miệng ông đâu? Ớ đâu? Đôi mắt Liễu Tông Nguyên đỏ ngầu, đầy tuyệt vọng, quả thật, như những gì cung bồn võ tàng đã nói, trận chiến bắt đầu chưa đầy 10 phút, người của Côn Luân Hư và 36 gia tộc địa sát đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. 7-8 ngàn người, lúc này đã có ít nhất 5-6 ngàn người bị đánh gục, mất khả năng chiến đấu. Ngay cả mấy người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Lữ Đông Dã cũng bị thương nặng, bị bắt lại. Môn chủ Vô Song Môn, Thái Thượng Trưởng Lão, các trưởng lão ai cũng đã bị thương nặng, chỉ còn lại 1-2 ngàn người, chiến đấu thế nào đây? Phía Nhan Huy cũng không mấy lạc quan, hai cường giả Kim Đan Kỳ bảo vệ ông đang liều chết chiến đấu, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Ông trời muốn giết mình sao, chủ nhân, cậu đang ở đâu? Liễu Tổng Nguyên bi thương, nước mặt đầy mặt. Cung bồn võ tàng khẽ cười, giơ một chân lên, giày da dẫm lên vai Liễu Tông Nguyên, đầu cũng không ngoảnh lại nói với Tô An Khê, An Khê, không phải em muốn người phụ nữ của Trần Bát Hoang chết sao? Nào, em tự mình ra tay giết chết bọn họ, để người canh giữ này tiếp tục trải qua nỗi tuyệt vọng. Vâng, cảm ơn ngài cung bồn. Tô An khẽ nhặt con dao găm đã đâm bị thương Liễu Tông Nguyên lên, vô cùng hưng phấn từng bước đi về phía Tống Ngữ Yên. Con đàn bà thối tha, không ngờ phải không, cô cũng có ngày phải chết trong tay tôi, ha ha, Tô An khê cười lạnh lùng, sát ý lóe lên trong mắt, điềm đạm nói, đừng trách tôi, có trách, hãy trách cô hồi đó chọn sai đàn ông, có trách hãy trách người đàn ông của cô là một kẻ hèn nhát. Hừ, Lâm Dao ở một bên nhổ thắng nước bọt vào mặt Tô An khê. Hồi đó chúng tôi mật mù mới không nhìn ra cô là một con chó như vậy, có giỏi thì giết tôi trước đi. Tô An khê sững sờ, lấy giấy ra, ghét bỏ lau sạch nước bọt trên mặt, sau đó, cô ả đi đến trước mặt Lâm Dao. Bốp, tát một cái vào mặt Lâm Dao, cô muốn chết trước sao? Được thôi, tôi giúp cô được toại nguyện. Tô An khê nhướng mày, giơ dao găm trong tay lên, nhắm thẳng vào cổ họng Lâm Dao đâm xuống. Đừng, Tống Ngữ Yên hét lên. Diệp Khánh Ngôn nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được khí tức của cái chết, Lãm Giao cũng nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại khuôn mặt của Trần Đức. Nhớ lại những chuyện cùng trải qua trong quá khứ với Trần Đức, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Người hùng của em, hy vọng kiếp sau Lâm Giao vẫn có thể gặp được anh, có thể ở bên cạnh anh cả đời, tạm biệt. Ánh mắt cung bồn võ tàng thờ ơ, chân đạp lên vai Liễu Tông Nguyên, bình tĩnh nhìn tất cả những gì xảy ra giống như đang xem kịch. Ở phía xa, Nhan Huy đút một tay vào túi quần, trong túi có một nút ấn màu đỏ. Nút ấn màu đỏ này có tổng cộng 7 chiếc. Trong tay của nhà lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ, mỗi người có một chiếc, là nút ấn dùng để kích hoạt tín hiệu. Chỉ cần ông ấn xuống, bên Nam Đài ngay lập tức sẽ thả bom hạt nhân, phá hủy hoàn toàn nơi này. Phải chết, vậy cùng chết đi, Nhan Huy nghiến răng, tim đập loạn, chuẩn bị ấn nút. Ngay lúc ông chuẩn bị ấn xuống, dao găm của Tô An khê cũng gần chạm đến yết hầu của Lâm Dao, đột nhiên, ầm. Chẽn bầu trời vốn yên tĩnh bỗng vang lẻn một tiếng sấm. Tiếng sấm giống như tên lứa đạn đạo, bom hạt nhân rơi xuống. Một tiếng rền vang, đinh tai nhức óc, vang lên bên tai mọi người. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm cực to, cộng hướng với vũ khí của rất nhiều võ giả, vũ khí trong tay bọn họ vỡ nát. Cả con dao găm trong tay Tô An khẽ và chiếc nút ấn trong túi Nhan Huy đều vỡ tan. Toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển, nước biến xung quanh cuộn trào, gào thét dữ dội, giống như ngày tận thế sắp đến, rất nhiều người không thể đứng vững được. Sau tiếng sấm, là những tia chớp chi chít giống như mạng nhện, lan tràn rơi trên bầu trời và rơi xuống, giống như đang lượn vòng trên đầu bọn họ, trong tiếng sấm sét, mưa xối xá như chút nước.
Cảnh tượng đó kinh khủng đến mức ngay cả cung bồn võ tàng cũng phải run sợ. A Huy, Tô An Khê sợ hãi hét lén, sắc mặt tái nhợt trốn trong lòng cung bồn võ tàng. Xảy ra chuyện gì, cung bồn võ tàng nhíu chặt mày, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, trên hòn đảo, tất cả mọi người đã dừng cuộc tấn công, ai cũng nhìn vào tia chớp dày đặc, nghe tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, vẻ mặt đều kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mùa đông sao lại có tiếng sấm như vậy, còn xuất hiện tia chớp như thế? Trong lòng bọn họ đầy khó hiểu và nghi hoặc. Trong lúc bọn họ còn không hiểu, đột nhiên, dưới bầu trời đầy mây xuất hiện một chùm ánh sáng vàng dần đến gần, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những đám mây đen trên đầu chuyển từ màu đen sang màu vàng, ngay sau đó, giống như thiên thạch rơi xuống, lại thấy trong ánh sáng vàng đó có một bóng sáng đáp thẳng xuống. Rầm! Tia sáng đó rơi xuống, toàn bộ hòn đảo bị nứt toác. Không sai! Hòn đảo bán kính ngàn dặm đã nứt ra một vết rất sâu. Trong vết nứt đó, nước biến dần dần dâng lên. Ai vậy? Vẻ mặt cung bồn võ tàng thay đổi, có một dự cảm không lành. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng đó. Không chỉ ông ta, mà hơn 10.000 người có. Mặt đều nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói mắt đó. Tôi chính là người mà ông muốn gặp. Cung bồn võ tàng vừa dứt lời, ánh sáng vàng dần biến mất. Sau đó, một dáng người mảnh khảnh mặc áo choàng đen dần hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đầu tiên là chiếc áo choàng đen bay phất phới trong gió, tiếp theo là một đôi chân thon dài, khỏe khoắn. Anh chậm rãi bước từng bước một đến gần cung bồn võ tàng, vừa đi anh vừa nói rõ ràng từng chữ, tôi họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang. Từ cuối cùng rơi xuống. Ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu sắc xảo, sáng ngời xuất hiện. Chồng, Bát Hoang, anh Hoang. Khoảnh khắc khuôn mặt này xuất hiện, ba cô gái Tống Ngữ Yên, Lâm Giao và Diệp Khánh Ngôn đều sững sờ, từng hàng nước mắt trong veo rơi xuống. Chủ nhân. Ha ha ha, chủ nhân, cuối cùng cậu cũng đến rồi, Liễu Tông Nguyên kích động đến cả người run rẩy. Nhan Huy, Ngụy Vô Minh môn chủ Vô Song môn, cùng các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nhóm người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Dã, Hà Đồn, Trương Tử Đằng đều vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay. Được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi. Từ trước đến nay, Trần Bát Hoang luôn là người đáng tin cậy, là tín ngưỡng trong lòng bọn họ. Bây giờ, ngay khi anh vừa xuất hiện, sự căng thẳng của mọi người đều được giảm bớt. Một vài võ giả thậm chí còn cười lớn. Người của quốc đảo kinh ngạc, sững sờ. Người trước mặt chính là Trần Bát Hoang sao? Cung bồn võ tàng cẩn thận quan sát Trần Đức, muốn thăm dò cảnh giới, thực lực của anh, nhưng... ông ta không nhìn ra gì cả. Trần Bát Hoang giống như một người bình thường, đang từng bước đến gần ổng ta. Nhưng... cung bồn võ tàng lại cảm nhận được nguy hiểm trên người bình thường này. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta xuất hiện cảm giác này, Tô An khẽ đang nép trong lòng ông ta, lúc vừa nhìn thấy Trần Đức còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại vui mừng khôn xiết. Ngài cung bồn, chính là anh ta là Trần Bát Hoang, giết anh ta đi. Tô An khê không biết Trần Đức mạnh đến mức nào, càng không hiểu chuyện của võ giả, chỉ biết cung bồn võ tàng ở cạnh cô ả là người không ai địch nổi. Trần Đức là cái thá gì? Một tên vô dụng có đầu rút cổ mà thôi, làm sao có thể so sánh được với cung bồn võ tàng? Ngài cung bồn, anh ta rất mạnh, có thể để ngài đánh một trận đã đời, mau ra tay đi. Tô An khê hung phấn thúc giục, có điều, ngài yên tâm, anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngài, sấm sét, tia chớp, ánh sáng vàng gì đó trắng qua là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Tô An khê không phải đang nói dối. Mà thật sự cho rằng Trần Đức đang cố ý lừa bịp. Đúng vậy, quả thực là cố ý làm ra vẻ huyền bí, cung bồn võ tàng cũng cười nhạo, ông ta quan sát Trần Đức rất lâu, nhưng không nhìn ra được gì, về phần cảm giác nguy hiểm đó, ông ta cho rằng đó là ảo giác, chỉ bởi vì lúc cậu ta đến động tĩnh quá lớn. Bỏ chân khỏi vai Liều Tông Nguyên, cung bồn võ tàng mang theo Tô An Khê, cũng từng bước đi về phía Trần Đức. Trần Bát Hoang phải không? Ha ha, cậu làm. Tôi thật thất vọng, đám người Liễu Tông Nguyên nói cậu rất mạnh, lại là cường giả đứng đầu Cố Hoa Hạ, ha ha, đến kim đan cũng không có, cũng tính là mạnh, cung bồn võ tàng lạnh lùng cười nói. Nói thật, cậu thật sự làm tôi thất vọng, vốn tưởng rằng có thể đánh một trận đã đời, kết thúc cuộc đời luyện võ một cách hoàn hảo, không ngờ, cuối cùng đối thủ lại là tên rác rưởi như cậu.
Trần Đức dừng lại, không trả lời Cung Bồn Võ Tàng. Mà đáo mắt nhìn đến tình hình xung quanh, vừa đến Hoa Hạ, anh liền chạy tới thủ đô hỏi thảm tình hình, sau khi biết được bọn họ ở đây, đã dốc toàn sức chạy đến. Không ngờ, vẫn chậm một bước. Mắt Trần Đức lạnh như băng, lửa giận ngút trời, sát khí cuộn trào. Điều an ủi duy nhất là tuy nhiều người bị thương, gần chết nhưng không có ai thật sự bị chết. Lâm Giao, Diệp Khánh Ngôn, Tống Ngữ Hiễn vẫn còn sống. Mặc dù tứ hàm bất tính, nhưng hơi thở vẫn khá. Ổn định. Thu lại ánh mắt, Trần Đức nhìn đến Cung Bồn Võ Tàng và Tô An Khê trong lòng ông ta, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Không cần nói, lại là Tô An Khê gây khó dễ. Nhìn cái gì, Trần Bát Hoang, còn không quỳ xuống, Tô An Khê nhìn thấy ánh mắt của Trần Đức, không kiêng nể gì nói, ở trước mặt Cung Bồn An Khê tôi, anh còn dám láo xược. Trần Đức không thèm đếm xỉa đến cô ả, mà nhìn chằm chằm vào Cung Bồn Võ Tàng, cảnh giới, thực lực của ông ở địa cầu quả thực cũng xem không tệ, đáng tiếc, ông đã làm sai hai việc. Ồ, Cung Bồn Võ Tàng nở một nụ cười chế giễu, tôi ngược lại muốn nghe xem, tôi đã làm sai hai việc gì. Trần Đức lạnh lùng nói, việc thứ nhất, ông không nên ở cùng với người phụ nữ này, không nên nghe lời mê hoặc của cô ta. Việc thứ hai, ông không nên bắt em gái tôi, bắt người phụ nữ của tôi. Hai việc này tôi đều làm rồi, Cung Bồn Võ Tàng cười khẩy, vậy thì sao? Tôi sai rồi sao? Ngược lại tôi lại cảm thấy, tôi không sai. Vậy thì, Trần Đức nhướng mi, nhìn chằm chằm vào hai mặt Cung Bồn Võ Tàng, ông và những người ông mang đến đều phải chết. Trần Đức vừa dứt lời, trên trời đột nhiên lại vang lên tiếng sấm rền vang, sau đó là hàng ngàn hàng vạn tia chớp từ trên trời rơi xuống. Đoàng đoàng, ầm ầm, gió dục mây vần, hư không rung chuyển, vô số tia sáng đan xen chẳng chịt, giống như có mắt, rơi xuống tất cả người của quốc đảo. Ahhh, am, bụp bụp bụp. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng thét chói tai khiến da đầu tê dại vang lên, võ sĩ của quốc đảo đột nhiên nổ tung, xương máu rơi lả tập, 10 giây. Chưa đầy 10 giây, 8.000 võ giả của quốc đảo, ngoại trừ Tỏ An Khê, Cung Bồn Võ Tàng, tất cả đều chết. Chết không thể chết hơn được nữa, chết không còn xác. Chí thấy trong không khí còn sót lại sương mù như phun sương và mùi máu tanh. Lúc này, trong trời đất chỉ còn lại sấm rền chớp giật, những người còn lại trên đảo đều là ngây ngốc. Kỳ Hàn, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Lữ Đỏng Giã, Liều Tông Nguyên, Môn Chủ, Trưởng Lão Vô Song Môn, 7-8.000 người như bị đố xi máng, sững sờ tại chỗ. Lúc này, trong mắt, trong đầu mọi người chỉ còn lại dáng vẻ và hình bóng của Trần Đức. Chấn động. Chấn động trước đây chưa từng có. Đó là hàng ngàn người đó. Bọn họ anh dũng chiến đấu, cố gắng hết sức cũng không thể đánh bại được hơn 8.000 người. Trần Bát Hoang không cần động tay đã giết được tất cả bọn chúng. Nói thế nào nhỉ, vốn dĩ, trong số bọn họ, có rất nhiều người đều cho rằng bản thân có tư chất tốt, thực lực không tệ, có thể đi tắt đón đầu, thậm chí có thể đánh hai. 3, 4 người một lúc. Nhưng Trần Bát Hoang vừa xuất hiện, không cần động tay đã giết được mấy ngàn người. Cú sốc kinh hoàng chấn động này gần như khiến tim bọn họ ngừng đập, còn khó tin hơn là nhìn thấy ma. Ngay cả một bộ phim kinh phí hàng chục tỷ cũng chưa chắc đã đem lại cho bọn họ chấn động như vậy. Ai cũng miệng đắng lưỡi khô, ngây người nhìn Trần Đức. Lúc này, bọn họ như đang nhìn một vị thần, một vị chiến thần, thiên thần. Tất cả những người có mặt ở đó chỉ có Tống Ngữ Yên còn tỉnh táo, sau khi được cứu, cô ấy liền ôm lấy Tử Hàm đang bất tính, bảo vệ cô bé. Trước mặt Trần Đức, hai người Cung Bồn Võ Tàng và Tô An Khê đều căng thẳng, lúc này mồ hôi đã thấm ướt quần áo của bọn chúng. Đầu óc Tỏ An Khê quay cuồng, vốn dĩ cô ả đã sớm ngất đi, nhưng Trần Đức đã dùng sức mạnh thần thức để cô ả tỉnh táo, cho cô ả chịu đựng tất cả những chuyện này. Cung Bồn Võ Tàng cả đời chưa từng thất bại. Lúc này hai chân run lấy bấy. Trỏ đúng quần ướt một mảng. Tiếu ra quần rồi. Ông ta bị cảnh tượng này làm cho chấn động đến mức không nhịn được. Vốn dĩ ông ta không nên sợ hãi, trong mắt chỉ có chiến đấu, chỉ có trận chiến sinh tử. Ông ta chưa bao giờ sợ chết. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá mức chấn động, hoàn toàn vượt quá tầm nhận thức của ông ta về võ giá. Người này đâu phải là con người chứ? Là thần ư? Lại. Dại có thể điều khiến sấm sét. Mẹ kiếp, đúng là thần kỳ.
Cung Bồn Võ Tàng đổ mồ hôi như mưa, người thanh niên trước mặt cho ông ta cảm giác còn đáng sợ gấp 100.000 lần cái chết. Lúc trước còn tự tin, kiêu ngạo, ý chí chiến đấu ngút trời, lúc này cả người không khỏi run rẩy. Bây giờ, đã biết sai chưa, Trần Đức nhìn chằm chằm vào Cung Bồn Võ Tàng, nhàn nhạt hỏi. Ý thức của Cung Bồn Võ Tàng bị những lời của Trần Đức kéo lại. Bịch. Sau đó, ông ta quỳ xuống. Quỳ xuống không chút do dự, run rẩy nói, Trần, cậu Trần, tôi sai rồi, cầu xin cậu cho tôi được chết thoải mái. Ông ta không cầu xin tha mạng, thứ nhất là bởi vì Cung Bồn Võ Tàng không sợ chết, cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Thứ hai, ông ta biết rất rõ cầu xin tha thứ cũng vô dụng, cho nên thà chết thoải mái, như vậy ít nhất còn có tôn nghiêm. Không phải ở quốc đảo các ông lưu hành mổ bụng phanh thây sao, Trần Đức nhàn nhạt nói, ông tự mình giải quyết đi. Cảm ơn cậu Trần. Cung Bồn Võ Tàng run rẩy rút một thanh kanata từ thắt lưng ra, nghiến chặt răng, đâm thẳng vào bụng mình. Xì. Ngay lập tức, máu tươi trào ra, Cung Bồn Võ Tàng, chết. Không còn chút hơi thở của sự sống. À, Epto An Khê ở một bên hoàn toàn bị dọa cho ngây ngốc, cuối cùng hét lên thảm thiết, ngồi bệt trên đất không ngừng lùi về phía sau. Tô An Khê, đã lâu không gặp, Trần Đức nhìn chằm chằm Tô An Khê, khóe miệng nhếch lên, cô đem đến cho tôi phiền phức lớn như vậy, cô cảm thấy tôi nên xử lý cô thế nào? Anh là ai, đừng lại gần tôi, Tô An Khê lắc đầu, đầu tóc rối tung, ánh mắt rối rảm. Tôi là Cung Bồn An Khẽ, tôi là vợ bé của Cung Bồn Võ Tàng, anh là cái thá gì, đừng đến gần tôi. Trần Bát Hoang đâu, tôi phải giết anh ta. Tô An Khê hoảng loạn đứng dậy, nói năng lộn xộn, điên khùng khùng. Điên rồi, cô ta bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi đến phát điên rồi. Trần Đức có thể cảm nhận được cô ả không giả vờ, mà thật sự bị khiếp sợ đến điên rồi. Ha 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 ha, tôi nhất định phải giết Trần Bát Hoang, anh ta hại tôi mất đi tất. Cả, ngài Cung Bồn, ngài bị sao vậy, mau đứng dậy đi. Tô An Khê vừa đứng lên, lại quỳ xuống, quỳ ở bên cạnh Cung Bồn Võ Tàng, sao ngài lại ngủ, mau dậy đi. Trần Đức bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra. Anh không phải là thánh mẫu, không hề cảm thấy đau lòng cho Tô An Khê. Kết cục của ngày hôm nay tất cả đều là cô ta gieo gió gặp bão, anh đã cho Tô An Khê rất nhiều cơ hội, bất kể là ở thành phố Tân hay vùng Vân Bắc, chưa từng ra tay với cô ta, mà cô ta thì sao? 5 lần 7 lượt gây phiền phức. Nếu đã điên rồi, vậy tôi cho cô được thoải mái hơn, ngón tay Trần Đức khẽ cong, ánh sáng bắn ra. Phập. Tô An Khê, chết. Chết trước xác Cung Bồn Võ Tàng. Tô An Khê ngã xuống, mọi thứ, kết thúc. Bát Hoang, cậu trưởng thành rồi, một giọng nói già nua từ phía sau truyền đến, Nhan Lão Đang. Chậm rãi đi về phía anh. Chồng, Tống Ngữ Yên ôm Tử Hàm, trong mắt mờ sương. Anh Bát Hoang, Lâm Giao cũng đi đến, đã lâu không gặp, Âu Dã Thanh Vũ không kìm được xúc động, cũng đi về phía anh. Sau đó là nhóm người Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Lữ Đông Dã, Hà Đồn, Giang Hồ Hải tập trung đến chỗ anh. Khóe miệng Trần Đức khẽ mỉm cười, nhận lấy Tử Hàm từ trong tay Tống Ngữ Yên, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, mọi người, thật xin lỗi, tôi đến hơi muộn. Trần Đức, cẩn thận một chút, Trần Đức vừa dứt lời, trong thức hài, không hề báo trước. Linh Lung đột nhiên nói, ở đây vẫn còn một cường giả. Lời nhắc nhớ đột ngột của Linh Lung khiến Trần Đức có chút kinh ngạc, lập tức, thần thức anh rộng mở, âm thầm tìm kiếm người ở trong bóng tối. Có điều, ngay lúc thần thức của anh vẫn đang còn bập bềnh, cách đó vài mét, trong không gian cũng bắt đầu gọn sóng, một bóng người già nua mỉm cười bước ra. Nhị viện trường, Trần Đức khẽ giật mình, anh cúi đầu hành lễ ngay sau đó. Người đến thực sự là viện trưởng thứ hai của Học viện Thánh Phong, Lãm Chi Tâm. Ngay khi Lâm Chi Tâm vừa xuất hiện, trong nòi sâu thắm tâm hồn của mỗi một võ giả ở đó, một cảm giác sợ hãi không tự chủ dâng lên trong lòng họ. Lâm Chi Tâm không cố ý bày ra khí thức của mình, là do bọn họ tự cảm thấy sợ hãi mà không thể giải thích được. Bát Hoang, đừng khách sáo, đại viện trưởng lo lắng cậu có chuyện, nhưng lại đúng lúc đại thiên bí cảnh sắp khởi động, không dứt ra được, vậy nên... Phái tôi đến đây bí mật bảo vệ cậu. Lâm Chi Tâm chậm rãi nói, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng.
Trần Bát Hoang quả thật quá mạnh mẽ, chuyến đi này một lần nữa làm mới nhận thức của ông ta về sức mạnh của anh. Với quy tắc của trái đất, phàm là cảnh giới dưới Tố Vương, đều sẽ bị áp chế. Vậy mà, Trần Bát Hoang lại không sao. Anh vẫn giữ vững được sức mạnh khủng bố của mình. Với biểu hiện như vậy, Lâm Chi Tâm tự hỏi bản thân, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao của mình, chưa chắc ông ta đã làm được như vậy. Sự lo lắng của viện trưởng là điều không cần thiết. Khụ. Trần Đức trong lòng khá cảm động, Cổ Lục Đạo đối với anh đúng là không còn gì để nói, nhị viện trưởng, vất vả cho ông rồi. Không cần khách sáo. Lâm Chi Tâm cười nói, có điều, Bát Hoang, cậu nên sớm rời khỏi đây, nếu cậu ở đây lẩu, e rằng trái đất sẽ xảy ra thảm họa vì cậu đấy. Mặc dù công nghệ ở đây phát triển, nhưng mưa bão, sấm chớp kéo dài như vậy cho dù là ở đâu cũng khó chịu đựng được. Vâng ạ. Trần Đức ngẩng đầu lên và liếc nhìn sấm sét đan xen trên khoảng không trên đầu mình, mặc dù anh có thể kiểm soát hướng của sấm sét nhưng không thể làm hiện tượng này biến mất. Nếu tiếp tục như vậy, Hoa Hạ có thể sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt chưa từng có. Từ cuộc nói chuyện của hai người, mọi người biết được rằng, hiện tượng thiên nhiên trước mặt là do Trần Đức gây ra. Ai nấy không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Liễu Tông Nguyên, ông ta còn kinh hoàng hơn. Chủ nhân của ông gia, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Kỳ Hàn, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Giã và những người khác thậm chí còn ngưỡng mộ hơn. Hơn một năm trước, Trần Bát Hoang giống như bọn họ, chỉ là một võ giả bình thường. Một năm đã trôi qua, người trước mặt này đã bỏ lại họ rất xa. Vươn tới thành quả mà nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Khoảng cách như vậy khiến họ vừa vui mừng vừa ghen tị. Ngược lại, bốn người phụ nữ Âu Dã Thanh Vũ, Tống Ngữ Yên, Lâm Giao, Diệp Khánh Ngôn lại không có quá nhiều cảm xúc, nghe tin Trần Đức sắp rời đi, bọn họ chỉ cảm thấy không lỡ. Chồng ơi! Ánh mắt Tống Ngữ Yên tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không thể ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Anh cũng muốn, nhưng mà, thực lực không cho phép. Trần Đức lắc đầu, có điều, anh có thể dành đêm nay cho em. Trần Bát Hoang, anh chỉ ở cùng cô ấy thôi sao? Âu Dã Thanh Vũ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trong mắt là một tia không phục, vậy thì em tính là... Gì chứ? Còn có em nữa. Lâm Giao ưỡn ngực kiêu ngạo, Ngữ Yên, cậu không thế một mình chiếm giữ anh ấy được. Ha ha! Diệp Khánh Ngôn che miệng cười khúc khích, nhưng trong lòng cũng có chút kỳ vọng nhìn về phía Trần Bát Hoang. Thôi vậy, bốn người, anh đều dành thời gian ở bến, có được không? Trần Đức cảm thấy đau đầu, có điều, anh không thể rời khỏi hòn đảo này, tránh việc mang mưa bão đi đến nơi khác. Cậu chủ, còn em gái tôi nữa. Kỳ Hàn thấy Kỳ Hồng đang cúi đầu bên cạnh thì bước lên trước nói với Trần Đức, em ấy cũng thích anh. Thằng nhóc nhà anh rốt cuộc là phước đức mấy đời vậy. Được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vảy quanh. Linh Lung cũng cạn lời. Những người khác tìm. Được một cô gái cực phẩm đã là may mân cả đời rồi. Trần Bát Hoang thì sao? Hết người này đến người khác. Khụ khụ. Trần Đức ho khan, anh có thể nói đây chỉ là một phần của thế giới trần tục không? Nghiêm túc mà nói, cộng cả trái đất và giới tu tiên, trong nước ngoài nước. Ít nhất anh cũng có hơn 100 người đẹp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Được rồi, chúng ta cùng đi thôi, để lại nơi này cho Bát Hoang. Nhan lão người già nhưng tâm không già, rất biết điều cùng mọi người rời đi. Sau đó, ông ấy đến bên cạnh Lâm Chi Tâm, cung kính nói, tiền bối, ông có thể đến thủ đô Hoa Hạ chúng tôi trò chuyện một chút được không? Đợi đến ngày mai hãy dẫn Bát Hoang đi cùng. Được. Lâm Chi Tâm gật đầu, ghen tị nhìn Trần Đức, nhóc con, cố gắng lên, tranh thủ sinh một thằng cu kháu khỉnh nào. Nói xong, làm Chi Tâm trực tiếp biến mất. Sau đó, Liễu Tông Nguyên, Kỳ Hàn và những người khác cũng lần lượt rời đi. Bát Hoang, Tử Hàm có cần tôi đưa đi không? Nhan Huy đi cuối cùng, đến trước mặt Trần Đức, nhìn bé gái đang say giấc trong lòng anh và nói. Không cần. Trần Đức nói, Nhan lão, ông về trước đi, tôi sẽ nhờ Ngữ Yên bọn họ đưa con bé về sau. Chẳng bao lâu, 7-8 nghìn người đã lên một con tàu khổng lồ và rời khỏi. Trần Đức lấy ra một viên đan dược, tự mình bón cho Tử Hàm. Rất nhanh, cô bé đã tỉnh dậy. Anh Bát Hoang. Nhìn thấy Trần Đức, đôi mắt to tròn như quả nho của Tử Hàm tràn đầy bất ngờ và hạnh phúc, dường như khiến người ta quên hết muộn phiền. Anh Bát Hoang, thật sự là anh sao?
Tử Hàm đang nằm mơ ư? Sao có thế là mơ chứ? Trần Đức đặt cô bé xuống đất, chạm vào đầu cô bé nói, anh Bát Hoang về rồi, về chơi với em. Anh Bát Hoang. Đột nhiên, Tử Hàm ôm chặt Trần Đức, em rất nhớ anh. Trẻ con không hiểu chuyện, cô bé đã nghe từ Tống Ngữ Yên nơi ở cố Trần Đức, một cô bé chưa từng biểu hiện sự nhớ nhung, giờ phút này chỉ biết ôm chặt anh không buông. Khoáng 10 phút sau, Tử Hàm mới bước ra khói. Niềm vui vẻ trùng phùng, Trần Đức đưa theo cô bé, Âu Dã Thanh Vũ, Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao, Kỳ Hồng và Tống Ngữ Yên cùng chơi đùa. Từ trò trốn tìm đến nhảy dây, bịt mắt bát dê. Nếu người trong Vân Tiêu giới nhìn thấy, đường đường là Bát Hoang Vương mà lại có một mặt như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc đến rất cằm. Cô bé đó rốt cuộc đắp tích bao nhiêu phúc đức, mới có được sự cung chiều của một vị thần tôn như thế. Cho đến nửa đêm, Tử Hàm cuối cùng cũng chơi đến mệt nhoài, đem theo nụ cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Trần Đức đã có thể thư giãn và cùng với năm người phụ nữ của mình nói về những chuyện đã xảy ra một năm qua. Anh nói rất bình thản, đơn giản, từ Thiên Thành đến Vân Tiêu Giới, sau đó đến Học viện Thánh Phong. Mấy người các em, so với trước đây đã xinh đẹp hơn không ít, đến đây nào, để ông xã coi. Trần Đức nói xong, ánh mắt quét qua năm người. Phụ nữ, ngay sau đó, thân ảnh của năm cỏ gái không khỏi lao thẳng về phía anh. Tống Ngữ Yên của hôm nay, sau một năm tu luyện, sớm đã đạt tới giai đoạn luyện khí trung kỳ. Trần Đức cuối cùng cũng có thể làm gì đó với cô rồi. Mặc dù, anh và cô đã đi đăng ký kết hôn, đã sống chung nhưng từng phát sinh quan hệ. Chỉ bởi vì thể chất đặc biệt của Tống Ngữ Yên. Trong số những truyền thừa mà Trần Đức đạt được, chỉ có băng tâm quyết thích hợp với Tống Ngữ Yên, mà môn tâm quyết này, phải đạt đến luyện khí trung kỳ mới có thể làm chuyện nam nữ. Cũng chính vì như vậy, giữa hai người ỷ vẫn chưa phá vỡ tầng quan hệ đó. Hôm nay, cơ hội đang ở ngay trước mắt, cô chủ tịch hội đồng quản trị cao quý, lạnh lùng ngày thường đang e thẹn, trái tim tăng nhịp, thân hình mảnh mai đang chờ đợi anh. Váy lụa dài trên người cô cũng từ từ tuột xuống. Cùng qua đây nào. Trần Đức hai tay trái phải, nắm lấy tay Minh Tinh Ẩu Dã Thanh Vũ và em gái ngực bự Làm Giao, lại nhìn sang phía Kỳ Hồng, Diệp Khánh Ngôn. Còn ngây ra đó làm gì, còn không qua đây phục vụ chồng yêu à? Vâng, vâng. Lâm Giao, Kỳ Hồng ngoan ngoãn trả lời, Diệp Khánh Ngôn không nói gì nhưng động tác cũng không chậm hơn so với hai cô gái kia, liền đi về phía trước. Một đêm gió hòa, sấm sét đan xen, bầu trời sáng rực, nhất thời có thể nhìn thấy sáu bóng người đang chiến đấu trên đảo, mồ hôi nhễ nhại. Sấm chớp chớp nhoáng, và trong âm thanh hỗn độn của cơn mưa xối xả. Bạn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy quyến rũ liên tiếp vang lên. Trần Đức tràn đầy năng lượng, một người phục vụ năm người cũng không thành vấn đề, sau 3-4 tiếng thì mọi thứ mới kết thúc. Một đêm mưa gió, trên gương mặt xinh đẹp của năm cô gái lộ ra vẻ hồng hào, đó là nét riêng của phụ nữ. Những ngày tiếp theo, Tử Hàm sẽ giao cho các em chăm sóc, anh phải rời đi. Trần Đức có chút không lỡ nhưng vẫn phải rời đi. Đầu tiên, anh cần phải nâng cao thực lực của mình. Thứ hai, nếu anh còn ở lại đây, hòn đảo này sẽ bị mưa lụt nhấn chìm hoàn toàn. Sau khi chia tay năm người phụ nữ của mình, anh đi cùng với nhị viện trướng ngồi trên Linh Châu, trở về thành Thông Thiên, phá vỡ hư không, không ngừng lao về Học viện Thánh Phong. Sau khi Trần Đức rời đi, Hoa Hạ đã bình yên trở lại, nhưng trên mạng xuất hiện nhiều bài đăng về đĩa bay và việc vượt qua hoạn nạn của đất nước. Có điều, những bài viết này không lâu sau đã biến mất không một dấu vết. Đã gần 6 ngày kể từ khi Trần Đức và Lâm Chi Tâm trở về Học viện Thánh Phong. Ngay từ ngày Trần Đức đến thế tục, bí cảnh Đại Thiên đã khởi động, hàng ngàn thần tôn võ giả đã bước vào đó tìm kiếm cơ hội và đột phá. Khi Trần Đức quay trở lại, bí cảnh Đại Thiên đã bị đóng lại và không thể vào đó được nữa, mặc dù Trần Đức đã dự liệu được điều này nhưng cũng có chút thất vọng. Không sao. Lần này không được thì chờ thêm 3 năm nữa. Cố Lục Đạo mỉm cười an ủi, 3 năm không là gì với tu giả cả, hơn nữa cho dù có tiến vào, cũng chưa chắc đã đột phá đến cảnh giới thần vương. Con, Trần Đức đang định nói gì đó thì trong thức hải, Lĩnh Lung đột nhiên nói, bỏ lỡ bí cảnh Đại Thiên cũng không sao, nói với Cố Lục Đạo, anh muốn đến núi Vạn Long. Trần Đức đang định nói gì thì Lĩnh Lung trong thức hải bỗng nói, lỡ mất Đại Thiên bí cảnh cũng không sao. Nói cho Cổ Lục Đạo là anh muốn đi núi Vạn Long.
núi Vạn Long. Trần Đức kinh ngạc, cái núi đang nhốt em trai của lão tổ học viện Thánh Phong ư? Chẳng phải chỗ đó rất nguy hiểm hả? Không đợi Trần Đức hỏi, Linh Lung đã nói, tin tôi đi, giờ anh đã có tư cách bước vào núi Vạn Long. Huống chi, còn có chị đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được. Trong mắt Trần Đức toát ra vẻ phấn khích nói, sư tôn, con muốn đến núi Vạn Long bế quan. Bát Hoang, vành đai an toàn trong núi Vạn Long đã không còn tác dụng với con nữa. Con đi vào tiếp thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Phản ứng đầu tiên của Cố Lục Đạo là Trần Bát Hoang muốn đến nơi đã đi qua lúc trước nên đưa ra lời khuyên của mình. Giờ, cách tốt nhất đế manh lẻn với con là vào sâu trong núi chiến đấu với linh thú. Sư tôn, ý con không phải là vành đai an toàn mà là núi Vạn Long thật sự. Trần Đức ngừng một lát rồi nói thêm, là núi Vạn Long đầy nguy hiểm, nơi nhốt lão tổ học viện Thánh Phong. Cái gì? Trần Đức vừa nói ra câu đó, Cổ Lục Đạo đã ngấn người, trắng chút suy nghĩ từ chối, Bát Hoang, chuyện đùa này không buồn cười đâu, con không thể đi núi Vạn Long. Tại sao? Trần Đức hỏi. Còn có thể là tại sao nữa, đương nhiên là vì con sẽ chết. Cổ Lục Đạo bình tĩnh nói, con cũng biết rõ chuyện núi Vạn Long, đi vào trong đó chẳng khác nào tự tử. Là một đại viện trưởng nên Cổ Lục Đạo biết rất rõ tình hình trong núi Vạn Long. Đừng nói là Trần Bát Hoang, ngay cả ông ta đi vào cũng chưa chắc lành lặn đi ra nổi. Phải biết rằng, lúc trước ông ta và mấy vị viện trưởng hợp tác cũng mới khó khăn lắm vòng ra được một vành đai an toàn. Cao thủ trong núi Vạn Long đã sớm vượt qua khỏi sự hiểu biết của họ. Đến giờ, nơi đó vẫn là cấm địa của học viện Thánh Phong. Cố Lục Đạo cũng không phải là chưa từng thứ cho đệ tử đi vào để có thể đạt được cơ duyên. Nhưng, đều hề đi vào cũng chỉ có một quả, đó chính là chết. Chưa có ai có thể còn sống mà đi ra. Khi ông ta hơn 100 tuổi thì cũng từng đi vào núi Vạn Long, nhưng chưa đi được 1/3 đã không chịu nổi và bị thương nặng. Lúc ấy, nếu không phải sư tôn ông ta liều mạng đến cứu và dạy dỗ thì Cổ Lục Đạo đã chết từ lâu rồi. Thế nên, khi Trần Đức muốn đi núi Vạn Long, phản ứng đầu tiên của Cố Lục Đạo chính là từ chối, nghiêm khắc từ chối. Ai cũng có thể đi thử, riêng Trần Bát Hoang là không được, bởi vì Trần Bát Hoang là đệ tử đắc ý và được ông ta xem trọng nhất. Cổ Lục Đạo không muốn Trần Đức xảy ra bất cứ sơ suất gì. Cũng vì thế nên dù Trần Đức đi đến một nơi như trái đất, ông ta cũng lén lút cử người tin được bên cạnh đi bảo vệ. Sư tôn, con muốn và nhất định phải đi núi Vạn Long. Trần Đức nói với giọng quá quyết, kiên định, không chút nhượng bộ. Anh đã bỏ lỡ đại thiên bí cảnh rồi nên không muốn bỏ qua núi Vạn Long. Núi Vạn Long đã có mấy ngàn năm chẳng ai bước vào, bên trong chắc chắn có rất nhiều tài nguyên, nhiều đến mức mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn có sự bảo đảm của Linh Lung thì sao anh lại không đi thử? Con! Thấy Trần Đức quyết tâm như thế, Cố Lục Đạo biết với tính cách của anh thì e rằng ông ta có ngăn. Cũng không ngăn được. Hồi đó, trắng phái ông ta cũng thế sao? Vì tu luyện và mạnh lên mà liều mạng, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn sẽ thử. Trên thực tế, tuy lần đó ông ta chỉ đi được 1/3 núi Vạn Long, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Song, vì lần đó, ông ta cũng mất đi sự tôn kính yêu của mình. 2. Cổ Lục Đạo trần chờ một lúc lâu rồi thớ ra ồ nói, con đã quyết định thì thầy cũng đồng ý. Ông ta nói xong bèn lấy một cái lệnh bài từ trên người ra nói, cầm nó giao cho ông Lỗ Ô Thủ Sơn là con có thể đi một mạch không bị ngăn cản tiến vào núi Vạn Long. Cảm ơn sư tôn. Trần Đức nhận lấy lệnh bài, sau đó chạy như bay về phía núi Vạn Long. Khoảng nửa tiếng sau, anh đã đến núi Vạn Long. Người đến là ai? Đứng lại, một. Trần Đức vừa đến đây, trong núi đã truyền ra một giọng nói trầm khàn. Sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra từ bên trong, nhàn nhạt nói. Đây là cấm địa núi Vạn Long, không thể tự tiện xông vào, mau lùi lại. Tiền bối, tôi là Trần Bát Hoang, đệ tử của Đại viện trưởng Học viện Thánh Phong. Đã được sư tôn cho phép tiến vào núi Vạn Long tu luyện. Trần Đức nói xong bèn lấy cái lệnh bài mà Cổ Lục Đạo cho mình ra. Trần Bát Hoang. Người đàn ông trung niên hơi giật mình, gần đây, ba chữ Trần Bát Hoang chính là đang làm mưa làm gió trong Học viện Thánh Phong, tên tuổi lan xa, có thể nói là như sấm bên tai. Sau khi biết được tên anh, vẻ mặt ông ta cũng hơi dịu đi. Kiểm tra xong lệnh bài,
xác định là của cổ lục đạo xong bèn nói, bát hoang, bên trong núi Vạn Long rất nguy hiểm, cậu muốn đi vào thật à? Muốn. Trần Đức nói, xin tiền bối hãy cho tôi vào. Được rồi, đã có lệnh bài của viện trưởng thì ta cũng không nên ngăn cản cậu. Người đàn ông trung niên tránh qua một bên lộ ra một con đường, trong mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Một mầm tu luyện tốt như vậy tại sao lại ngớ ngẩn muốn đi vào núi Vạn Long chứ? Quan trọng nhất là cổ lục đạo còn đồng ý. Phải biết rằng, dù cao thủ thần vương tiến vào núi Vạn Long thì cũng 10 có 9 chết. Còn Trần Bát Hoang, anh chẳng qua chỉ là thần tôn mà thôi. Từ khi ông ta trở thành người thủ sơn đến nay, hễ là đệ tử thần tôn đi vào thì chưa có ai còn sống đi ra. Trần Bát Hoang, tôi phải nhắc cậu là bên trong núi Vạn Long không chỉ nhốt em trai lão tổ, còn có một số linh thú khủng bố. Sau khi đi vào, một khi gặp được nguy hiểm phải rời đi ngay, biết không? Ông ta nói xong bèn trả lệnh bài lại cho Trần Đức. Cảm ơn. Trần Đức chắp tay cảm ơn, sau đó bèn không quay đầu lại nhanh chóng xông vào núi Vạn Long. Trên không bên ngoài núi Vạn Long có vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đầu không phải ai khác chính là cổ lục đạo. Bên cạnh ông ta, ngoài ngũ viện trưởng đang quan sát động tĩnh trong đại thiên bí cánh ra thì mấy viện trưởng còn lại đều đến. Tên nhóc thối tha này vừa về đã đi núi Vạn Long, đúng là không khiến người ta bớt lo mà. Nhị viện trưởng Lâm Chi Tâm có chút cạn lời, tên đệ tử Trần Bát Hoang này đúng là khiến họ lo muốn bạc đầu. Hai, thái độ của cậu ta rất kiên quyết, tôi cũng không cản nổi. Trong lệnh bài có một luồng thần thức của tôi, một khi có nguy hiểm gì, tôi sẽ phát hiện ngay. Đến lúc đó, tôi sẽ đi vào cứu người luôn. Cổ lục đạo nghiêm túc, nặng nề nói, nếu tôi xảy ra chuyện, mong mọi người đừng trách Trần Bát Hoang mà phải cố gắng bồi dưỡng cậu ta. Viện trưởng, ông nói cái gì vậy? Lâm Chi Tâm nói, yên tâm đi, tôi cảm thấy tên nhóc kia sẽ không sao đâu. Đúng vậy, ở hiền thì gặp lành. Đại viện trưởng, ông cứ yên tâm đi. Mấy vị viện trưởng đều an ủi, tuy nói thế, nhưng trong lòng họ cũng không cảm thấy Trần Bát Hoang có thế bình an trở về. Dù sao, bên trong núi Vạn Long thật sự rất nguy hiểm. Cổ lục đạo cũng cười khổ, không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Giữa núi Vạn Long và Học viện Thánh Phong có một dải trận văn ngăn cách. Trần Đức đi đến trước mặt trận văn rồi hít sâu một hơi. Sau đó, anh nhảy vào bẽn trong. Vừa vào, trời đất lập tức xoay chuyển. Trần Đức chỉ cảm thấy có một sức mạnh thần thức khủng bố khó có thể chống lại khiến cả người anh có chút chóng mặt. Cái cảm giác ấy không chỉ là thần thức, mà ngay cả cơ thể cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn. Giống như có người cầm một cây gậy điên cuồng khuấy trong thức hái của anh, cảm giác ấy. Làm người ta buồn nôn, mặc ói. Phù! Trần Đức hít sâu một hơi, vận chuyển âm dương kinh ổn định thần hồn. Bấy giờ cái cảm giác đó mới chậm rãi biến mất, lúc này mới vừa vào mà đòn tấn công vào thần thức đã mạnh như vậy rồi sao? Trần Đức, anh sai rồi, đây không phải là đòn tấn công vào thần thức. Trong thức hải, Linh Lung nói, trong đây nhốt một tên sống 3.000 năm, thực lực đã sớm đến một cánh giới cực kỳ khủng bố đú để ảnh hưởng đến thiên đạo. Toàn bộ dãy Vạn Long vì hắn mà sống, tự thành một khoảng trời có đại đạo ảnh hưởng, hiểu không? Hiểu rồi. Đạo lý ấy giống như tôi mới từ trái đất đến vân tiêu giới thì trọng lực ở đây mạnh hơn trên trái đất gấp mấy ngàn lần, đúng không? Trần Đức nói. Đúng vậy. Linh Lung nói, chút quấy nhiều thần thức đó với anh không đáng là gì, chúng ta đi tiếp tìm kiếm linh tinh đi. Được. Trần Đức gật đầu, sau đó dùng bộ pháp nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong dãy Vạn Long. Càng vào sâu thì sự quấy nhiều đối với thần thức càng mạnh. Cũng may. Cường độ thần thức của Trần Đức đã sớm thoát khỏi phạm vi thần tôn, chút quấy nhiễu ấy tạm thời không ảnh hưởng mấy đến anh. Khoảng một tiếng sau, anh đã tiến vào 1/3 núi Vạn Long. Trên đường đi, Trần Đức thấy rất nhiều xương cốt và họ đều là những đệ tử tùng tiến vào núi Vạn Long, hay những ai muốn tìm kiếm cơ duyên trong đầy. Đáng tiếc, cuối cùng ngay cả 1/3 họ cũng chưa đi được đã chết mất. Ngoài ra, Trần Đức còn cảm nhận được một con linh thú đẳng cấp thần tôn đỉnh. Xong, trước đôi mắt ngự thú, nó cũng không có ra tay với anh. Linh khí trong núi Vạn Long nồng hơn so với bẽn ngoài gấp trăm lần, có thể tu hành ở đây thì đã là một loại cơ duyên. Chẳng trách lại có nhiều người đến như vậy. Trần Đức cảm khái, tiếc là một nơi tu hành. Hoàn mỹ như vậy lại là một bảo tàng bị khóa, không thể đụng vào đối với những người khác. Đó là... Trần Đức bỗng dưng dừng lại.
Cách đó 100 mét, anh nhìn thấy một cái xác. Đây là một cái xác duy nhất còn giữ được nguyên vẹn. Đó là một ổng lão, gục đầu xuống, râu buông thõng, ngồi khoanh chân trên mặt đất, thần thức đã sớm biến mất chỉ còn lại cái xác. Sư tổ! Thấy vẻ ngoài của ông ấy, Trần Đức không khỏi ngây người. Anh đã từng nhìn thấy người này trong sách cổ của Học viện Thánh Phong, ông ấy là đại viện trưởng của Thê, hệ trước, sư phụ của Cố Lục Đạo và cũng chính là tổ của anh. Lâm Phá Thiên chính là thần tôn đỉnh cấp và cũng là một hồn tu. Nơi ông ta chết là một ranh giới. Trong thức hải, Linh Lung lại mở miệng, đến nơi đó, sự quấy nhiêu với thần thức sẽ càng mạnh. Hơn, chẳng những có thiên đạo quấy nhiều, còn sự dao động thần thức của người bị nhốt. Dưới sự quấy nhiễu của hai loại đó, tu sĩ bình thường rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Được rồi, hèn chi đại viện trưởng lại chết ở đó cũng không ai đến nhặt xác. Trần Đức hỏi, ngay cả sư tổ cũng chết, e rằng lúc sau sẽ rất khó khăn đúng không? Với người khác thì quả thật rất khó khăn, nhưng anh lại khác. Anh không chỉ đơn giản lẻ hồn tu, mà còn là một võ giả. Hồn lực và linh khí hợp hai làm một, thế nên, đòn tấn công về thần hồn yếu của anh yếu hơn của họ rất nhiều. Huống chi, anh còn có sức hồi phục của bất tứ điếu và cửu trọng cực ảnh. Linh Lung lại nó, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, tôi đã cảm nhận được linh tinh trong đó rồi. Được. Ánh mắt Trần Đức lóe lên, sau đó bước tiếp về phía trước. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét. Sắp rồi. Khoảng cách xác chết của Lâm Phá Thiên càng ngày càng gần. Khoảng 1 phút sau, anh bước một bước đến gần Lâm Phá Thiên. Vừa đến gần ổng ấy, Trần Đức bỗng dưng cảm thấy có một khí tức khủng bố chợt ập xuống một cách bất ngờ. Quần áo của anh dần dần vỡ vụn, da thịt cũng đỏ lên, thần thức dập dờn quay cuồng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trần Đức thầm hoảng sợ và kinh ngạc tới cùng. Cực! Mẹ nó! Sóng quấy nhiều thần hồn của nơi này thật là khủng bố. Ngay vừa nãy, khi gặp phải sức mạnh khủng bố ấy, anh thế mà hoàn toàn không thể chống cự. Nó còn mạnh hơn so với những kẻ thù và đối thủ anh gặp trước đó rất nhiều. Linh Lung, đây là cái không khó mà cô nói hả? Trần Đức mếu máo, may mà sức hồi phục của bất tử điểu vô cùng đáng sợ, anh xem như là có được cơ thể bất tử, không thì với một đòn hồi nãy thôi, anh đã chết rồi. Chẳng phải anh vẫn còn sống à? Ngay cả thần vương đỉnh phong cũng chết ở đây, nhưng anh lại còn sống, không phải sao? Linh Lung cười khẽ nói. Trần Đức đen mặt, mếu méo nói, chị Linh Lung yêu dấu, chị nói có lý ghê. Đương nhiên rồi. Linh Lung hừ hừ, chẳng biết sao một tiếng yêu dấu thuận miệng của Trần Bát Hoang lại khiến trong lòng cô ta nổi lên chút rung động. Linh Lung ơi Linh Lung à, không phải mày thích một tên nhóc nhỏ hơn mình cả 1000-2000 tuổi đó chứ? Linh Lung thầm nói trong lòng rồi vội vàng vứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Chưa nói đến sự chênh lệch tuổi tác của cả hai, riêng sự ngăn cách về thân phận thôi cũng đã tuyệt đối không thể ở bên nhau rồi. Trần Đức bước đến trước mặt thi thể của Lâm Phá Thiên rồi lại không đi tiếp nữa. Không phải anh không thể đi tiếp, mà là Trần Đức có thể rèn luyện ở đây, dựa vào phép tắc thiên đạo và sự quấy nhiều thần thức thì có thể chui rèn bản thân để tiếp tục mạnh lên. Ầm. Đúng lúc này, có một luồng áp lực giống như sóng thần bỗng dưng ập đến. Lần này, Trần Đức cũng không có né và phòng ngự, mặc kệ sức mạnh. Ẩy đánh vào thức hải và cơ thể. Phụt! Anh lại hộc máu thêm lần nữa, thần thức chẳng những bị thương mà cơ thể cũng xuất hiện từng vết rạn, máu tươi bắn ra, cả người trông như một người máu. Tiếp đi! Trần Đức vẫn không lùi lại, nương đòn tấn công vào thần thức và quấy nhiều đại đạo đế không ngừng rèn luyện cơ thể và thần thức. Một lần, hai lần, trăm lần, ngàn lần. Ban đầu, lần nào Trần Đức cũng bị thương nặng, có mấy lần suýt nữa gần chết, thần hồn như nứt toạc. Xong, anh đã dựa vào nghị lực kiên cường của mình, chẳng hề lùi lại dù là nửa bước. Nhưng sau khi đến 1000 lần, 10000 lần thì cuối cùng sự quấy nhiễu của nơi này đã không thể ảnh hưởng đến anh. Thần thức của anh cũng trở nên vững chắc và củng cố hơn. Thần lực bất tử điếu đúng là biến thái, mỗi lần gần chết đều có thể tắm máu sống lại, cũng ngày càng mạnh hơn. Trần Đức thầm cảm khái, có được bất tử điếu càng lâu, anh lại càng cảm thấy kinh ngạc và rung động. Sức mạnh bất tử điếu còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của anh. Khi Trần Đức lên đường tiếp thì đã là ngày thứ 3 anh tiến vào núi Vạn Long. Lúc này, anh đã trở nên mạnh hơn,
vẻ sắc bén cũng ẩn đi, trông như một người bình thường, đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Giờ phút này, thần thức của anh quét qua, trong chu vi 100 mét thì dù là một con kiến cũng không thể chạy thoát được cảm giác của Trần Đức. Nơi này vẫn là núi Vạn Long, có thiên đạo và sự quấy nhiễu thần thức của em trai lão tổ Thánh Phong. Nếu là ở bên ngoài thì sẽ càng khủng bố. Phù, cũng là lúc nên đi tiếp rồi. Trần Đức đứng dậy, hơi khom lưng vái chào xác chết của Lâm Phá Thiên, sư tổ, ngài đợi ở đây thêm một lát nhé. Con đi tiếp đây, chờ con đi ra ngoài sẽ mang ngài về học viện Thánh Phong. Anh nói xong bèn tiếp tục đi về phía trước, điên cuồng lao tới men theo hướng dẫn của Linh Lung. Một ngày một đêm sau, họ đã tiến vào đoạn giữa của núi Vạn Long, sự chờ mong trong mắt Trần Đức cũng càng trở nên nồng đậm. Bởi vì, theo lời Linh Lung thì nơi này chắc xác có linh tinh. 30 mét kế tiếp thì quẹo trái rồi lại đi thêm 50 mét. Linh Lung dựa vào thần thức khủng bố cảm giác rồi chỉ huy Trần Đức đi đến trước một cây cổ thụ. Cây cổ thụ này thật sự rất lớn, 10-20 người trưởng thành ôm lấy cũng chưa chặt ôm hết được. Nhìn lên chẽn, ít nhất cũng phải cao cả 700-800 mét. Trên thân cây, vỏ cây rất thô ráp tràn đầy nếp uốn, nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhỏ vắt ngang trước mặt. Linh tinh, tôi cảm nhận được nó rồi. Trong mật Trần Đức tràn ngập sự vui sướng, bẽn trong thân cây cổ thụ và mấy nhánh khác chắc phải ấn chứa 6 luồng linh tinh. Nếu ở đại thiên thế giới thì cái cây này đã thành tinh từ lâu. Đáng tiếc, nó lại sinh ở vân tiêu giới bị thế giới áp chế. Linh Lung cảm khái, nhưng thế cũng tốt, nếu thành tinh thì chúng ta đã không tìm thấy linh tinh. Trần Đức, ra tay đi. Ừ. Trần Đức vươn tay chạm vào vỏ cây, linh khí trong cơ thể men theo thân, cành, lá, dê lao về phía 6 luồng linh tinh kia. Rào. 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 Một. Cố thụ lay động, cành lá đong đưa, lúc này nó giống như sống lại, thân cây không ngừng rung lắc. Khoảng nửa tiếng sau, 6 luồng linh tinh màu đen giống như mấy con cá trạch xông ra từ trong thân. Cây. Trần Đức nhanh tay lẹ mắt há miệng hút mạnh một cái như hố đen vũ trụ, thoáng chốc đã hút 6 luồng linh tinh kia vào bụng. Cùng lúc đó, anh lại nhớ tới luồng linh tinh mà cổ lục đạo đã lấy từ trò viện trường danh thì ên viện Trần không hành, rồi cũng nuốt vào. Thường thì cả đời một võ giả cũng không có được nửa luồng linh tinh, Trần không hành thích chữ cả đời cũng mới được 3 luồng, có thể thấy nó khan hiếm và quan trọng thế nào với võ giả rồi đó. Mà Trần Bát Hoang hút một cái đã nuốt 7 luồng. 7 luồng linh tinh đó như một trận hỏa hoạn trong bụng anh. Chúng thiêu cháy mọi thứ, lướt qua kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cường hóa mỗi một tế bào, thần kinh trong người Trần Đức. Nếu là người khác, 7 luồng linh tinh vừa chui vào người đã nổ tan xác mà chết từ lâu rồi. Nhưng Trần Đức lại khác. Đầu tiên, anh vốn đã mạnh hơn võ giả bình thường, cách tu hành cũng khác với họ. Thứ hai, thần thức trong người anh còn có một điểm đen kỳ lạ. Mọi khí tức tàn bạo, bất ổn, hung ác đều bị điếm đen kia im lặng hấp thu. Giống như những thứ xấu xa ấy chính là chất dinh dưỡng của nó. Quan trọng nhất là, sau khi hấp thu, nó còn có thể trả lại một số linh khí cực kỳ tinh hoa, tẩm bổ thần thức của anh. Nói cách khác, thứ thật sự bị Trần Đức hấp thu sẽ không có một chút tạp chất nào hết. Tuy Trần Đức cũng hơi lo có khi nào có một ngày điếm đen kia sẽ mang lại thứ gì đó không tốt không. Song. Đấy chẳng phải là điều anh có thể khống chế, ngay cả Linh Lung cũng không biết nó là gì, chỉ có thế mặc nó phát chiến. Ít nhất thì trước mắt vẫn chưa xuất hiện điều gì xấu, không phải sao? Sau khi hấp thu 7 luồng linh tinh, Trần Đức cũng càng trở nên mạnh hơn. Anh có cảm giác dù giờ là thần vương tầng 4 cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, có vẻ như, cũng không tệ. Trần Đức hết sức vui sướng nghĩ. Nhóc Trần. Phải công nhận rằng anh biến thái thật đó. Người khác tới một cảnh giới nhất định mà không đột phá được thì sẽ hoàn toàn không thể trưởng thành, như là mắc kẹt tại đó. Nhưng riêng anh lại giống một cái động không đáy, vẫn có thể lớn mạnh tiếp. Linh Lung nói tiếp, thậm chí tôi còn nghi ngờ có lẽ anh đã tới cực cảnh trong truyền thuyết. Cực cảnh? Trần Đức khó hiểu hỏi, cực cảnh là gì? Nói đơn giản chính là cực hạn, đỉnh phong của cảnh giới. Linh Lung giải thích. Mỗi một võ giả đều có tư chất khác nhau, cùng là một cảnh giới, nhưng lại có thể đạt tới sức chiến đấu khác nhau. Nhưng, người, xưa phân chia mỗi một cảnh giới ra cũng không phải là chẳng có lý do của nó. Bởi vì, mỗi cái cảnh giới đều có một giới hạn, một đỉnh phong,
Theo lý thuyết thì cực hạn trong mọi cảnh giới chính là tu luyện mỗi một cái tế bào, huyệt vị, thần kinh đến cùng cực, đến đỉnh phong. Điều này, có thể thật ư? Trần Đức có chút kinh ngạc. Lúc trước, khi sử gia truyền y thuật cho anh thì thường nói một câu, y võ thông nhau. Chỉ khi hiếu biết mỗi một bộ phận trong cơ thể mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng, lại có mấy ai có thể làm được. Càng trở thành võ giả càng lâu, Trần Đức càng cảm thấy cơ thể phức tạp. Mỗi một bộ phận đều có vô số sợi dây thần kinh. Dù lè một sợi tóc trên đầu cũng có vô vàn hoa văn, mao mạch. Với người khác thì đúng là rất khó, nhưng với anh TH cũng không phải không có khả năng. Linh Lung nói, bình thường thì võ giả, hồn tu hay võ tu đều phải chú trọng một cái mới làm nên thành tựu. Thế nên, dù là loại yêu nghiệt như bàn, khai cũng không thể nào đạt tới cực cảnh, mà anh, hồn võ song tu nên rất có thể làm được. Có điều, trước mắt cho dù là đại thiên thế giới cũng chưa có ai từng đạt tới cực cảnh. Cực cảnh chính là một thứ chỉ có ở trên lý thuyết. Nếu anh có thể đạt tới thật thì tuyệt đối là có 102. Thế hả, vậy tôi lại càng muốn thử xem. Trong con người của Trần Đức chợt lóe sáng. Giờ, anh đã có khả năng chiến đấu với thần vương tầng 4. Nếu đạt tới cực cảnh thì sức chiến đấu phải mạnh tới mức nào? Trần Đức quả thật rất là mong đợi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, cực cảnh nào có dễ dàng như vậy. Đi tiếp đi. Sâu trong núi Vạn Long còn có rất nhiều bảo tàng đó, Linh Lung nói. Được. Trần Đức bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, anh đã gặt hái được rất nhiều. Núi Vạn Long thật sự rất nguyên thủy, vô số núi non và bảo tàng giống như là thiếu nữ trong chân chưa bao giờ trải sự đời chờ người đến hái. Dọc đường, Trần Đức đã đạt được hơn 100 gốc linh dược ngàn năm, hơn 1 triệu cây di linh thạch, 130.000 cây di tử linh thạch, thu hoạch dồi dào. Xong, trước mắt thì mấy thứ này đều không có tác dụng gì với Trần Đức. Anh đã đến thần tôn đỉnh phong, dù là linh khí trong 100.000 cây di tử linh thạch cũng chỉ như muối bỏ biến. Khi đi qua 2/3 núi Vạn Long, Trần Đức cũng đã tiến vào đây được hơn 7 ngày. Trên đường đều bình tĩnh yên ổn, có đôi mắt ngự thú, mấy con linh thú khủng bố trong bóng tối thấy anh cũng chỉ có thể chọn cách đi đường vòng. Thế nên, trên đường cũng coi như là thuận lợi. Khí tức âm sát càng trở nên nồng đậm rồi. Trong núi sâu rừng già, bộ pháp của Trần Đức càng ngày càng chậm. Theo bước chân của anh, trong không khí bắt đầu xuất hiện từng lớp xương đen. Bẽn trong đan xen sát khí đáng sợ và hồn lực. Trong lớp xương mù dày đặc này, thần thức của Trần Đức cũng bị hạn chế trong phạm vi 10 mét, hoàn toàn không thể cảm giác được khí tức ở xa hơn. Cùng lúc đó, một sự rét buốt cũng không ngừng chui vào trong người anh. Dưới sát khí lạnh lẽo kia, tay chân, kinh mạch, xương cốt của anh thế mà lại có chút cứng ngắc. Phải biết rằng, Trần Đức chính là võ giả có thuộc tính hỏa, trong người còn có ly hỏa nên bản thân chính là một cái lò lửa di động. Thế nhưng, anh vẫn không thể chịu đựng nổi khí âm sát trong này. Nếu là người ỷ khác thì đã chết từ lâu rồi. Giấc! Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ bỗng vang lên. Trần Đức phát hiện túi trữ vật trên người đã bị đông cứng rồi vỡ vụn. Linh thạch và lệnh bài mà Cố Lục Đạo đã đưa cho anh lúc trước trong túi trữ vật dưới sát khí này đều hư hết, bị ảm sát lực cắn nuốt, hóa thành hư vô. Luồng thần thức do Cố Lục Đạo để lại trong lệnh bài cũng biến mất không còn sót lại chút nào trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Bên ngoài núi Vạn Long, khoảnh khắc khi thần thức biến mất, sắc mặt Cố Lục Đạo chợt trở nên trắng bệch. Không xong, Bát Hoang xảy ra chuyện rồi. Ông ta nói xong bèn biến mất khỏi tại chỗ. Không quay đầu lại xông vào núi Vạn Long, định đi cứu Trần Đức. Nhưng, vài vị viện trưởng lại đi trước một bước chặn trước mặt Cổ Lục Đạo. Đại viện trưởng, ông không thể đi. Lâm Chi Tâm nói, ít nhất, Trần Bát Hoang cũng đã đi đến đoạn giữa của núi Vạn Long. Nếu ông đi vào, chính là tốn công vô ích đi chịu chết. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn thông qua thần thức của Cổ Lục Đạo dõi theo bước chân của Trần Đức. Mỗi lần anh dừng lại, trong lòng họ đều cầu nguyện cho anh trở về, nhanh chóng đi ra. Nhưng mà, Trần Bát Hoang vẫn đi tiếp về phía trước. Mãi đến khi ban nãy mất đi cảm giác thì anh đã sắp đi vào sâu trong núi Vạn Long. Ngay cả mấy vị viện trưởng là họ cũng không biết sâu trong núi Vạn Long có cái gì. Hồi đó, Lâm Phá Thiên chết ở 1/3 núi Vạn Long thì họ cũng đã không dám bước vào nhặt xác. Lúc này, nếu Cố Lục Đạo đi vào thì chẳng khác gì là chịu chết. Mấy người tránh ra.
Cổ Lục Đạo bực bội, mặt mày lo lắng nói, tôi phải đi cứu Trần Bát Hoang. Không được, thần thức do ông để lại bồng biến mất chứng tỏ Trần Bát Hoang đã chết. Giờ đi cũng vô dụng. Lâm Chi Tâm dứt khoát từ chối, ông muốn đi vào thật thì hãy bước qua xác tôi. Tôi nữa. Cả tôi nữa. Ba vị viện trưởng còn lại cũng tiến lên, mặt mày kiên quyết nói. Nếu Cổ Lục Đạo bị làm sao thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Học viện Thánh Phong. Đến lúc đó, chưa biết chừng sẽ bị Danh Thiên Viện chiếm lấy. Ngoài thản phận của Cổ Lục Đạo ra, mấy người họ còn là bạn bè, là anh em của nhau. Nếu Trần Bát Hoàng ớ 1/3 mé ngoài núi Vạn Long, có lẽ họ sẽ đế Cổ Lục Đạo đi cứu. Nhưng, ở chỗ sâu trong thì ông ta đi chỉ có nước chết mà thôi. Về công về tư, họ đều sẽ không thế để Cổ Lục Đạo đi vào núi Vạn Long chịu chết. Vì vậy, bốn người bèn bắt tay khóa mảnh không gian này lại. Mấy người, sắc mặt Cổ Lục Đạo hết sức khó coi, vừa cảm động lại sốt ruột nói, mấy người có biết Trần Bát Hoang là người có tư chất mạnh nhất mà tôi gặp được không? Cậu ta mà chết thì tôi sẽ áy náy cá. Đời, đại viện trưởng, nếu ông chết, Lâm Chi Tâm tôi và mấy viện trưởng khác cũng sẽ áy náy cả đời. Lâm Chi Tam ra hiệu cho ba viện trưởng khác rồi chợt nói, đại viện trưởng, đắc tội. Ông ta vừa nói xong, bốn người bèn bắt tay thi triển võ kỹ, trong đa trời bồng xuất hiện một sợi xích nhỏ dài như linh xà trói Cổ Lục Đạo lại. Mấy người các ông, Cố Lục Đạo hoảng hốt, không phải là ông ta chẳng có cách nào đế phá sợi dây thừng đó, nhưng bẽn trong ấn chứa máu huyết và thần hồn của cả bốn vị viện trưởng. Một khi ông ta mạnh mẽ phá vỡ, bốn người họ chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thậm chí, lục viện trưởng yếu nhất rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Bất đắc dĩ, Cổ Lục Đạo chỉ có thể mặc cho dây thừng trói lấy mình. Sau đó, Lâm Chi Tâm không nói hai lời, vác Cổ Lục Đạo trên vai, quay về đính cô. Hai, Cổ Lục Đạo thở dài, trong đôi mắt già nua ấy là giọt nước mắt chảy dài. Giọt nước mắt đó rơi vì tính mạng của Trần Đức, cũng vì sự vô năng của bản thân mình, nếu ông ta có thể chờ nẻn mạnh mẽ hơn một chút. Nếu khi đó ông ta quyết đoán từ chối, ngăn cản không cho Trần Đức tiến vào núi Vạn Long thì tất cả những điều này có lẽ đã không xảy ra rồi. Tất nhiên Trần Đức không hề hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài kia. Trong núi Vạn Long, bấy giờ, anh đang mừng rỡ như điên. Bởi vì, chấm đen nhỏ trong thần thức anh đang điền cuồng hấp thu sát khí trong khu rừng, sát khí trước mặt nó chẳng khác gì một bữa cơm miếng nước bình thường, bị nó điên cuồng hấp thu. Chấm đen đó thật sự là cái hố đen vũ trụ tìm không thấy đáy, sau khi hấp thu sát khí, nó lại thu tóm ít linh túy tinh hoa cho Trần Đức. Linh túy tinh hoa không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu. Trong thức hải, Linh Lung cũng được lợi khá nhiều, thần thức của cô ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn. Một, hai canh giờ sau, Trần Đức đi tới một núi đá nhô ra, một lần có được 6 linh tinh, lần này anh không trực tiếp hấp thu mà cất chúng đi. Thời gian vội vã thoi đưa, lại là 7 ngày trôi. Qua, trong 7 ngày đó, Trần Đức Vân luôn di chuyển trong khu rừng đầy sương mù và sát khí, mãi đến khi sát khí được hấp thu hết không còn một mảnh, linh thạch, dược thảo linh tinh đều bị anh lấy hết, cộng thêm 53 linh tinh nữa mới thỏa mãn rời khỏi đỏ, tiếp tục đi tới. Phía trước, chính là nơi sâu nhất của núi Vạn Long rồi. Trần Đức hết sức háo hức, lúc này, anh đã cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ. Mạnh đến mức con người ta phải hoảng sợ. Dù là anh thì dưới sự ảnh hưởng của thần thức đó, cũng chớ nén hỗn loạn, không thể chống cự lại được, hệt như lúc mới vào núi Vạn Long. Tuy có chấm đen đó hỗ trợ, nhưng bản thân anh cũng phải tự đối mặt. Lúc này, anh lấy toàn bộ linh tinh ra hấp thu, cắn nuốt. Luyện hóa. 6 giờ sau, tất cả linh tinh đều bị dây luyện hóa. Bấy giờ... Đột nhiên trong thức hải Trần Đức xuất hiện ám thanh của thứ gì đó vỡ nát, khi anh đang khó hiếu thì thức hải đột nhiên nhấc lên một ngọn sóng. Ao ao, thức hải nhộn nhạo, như cơn bão gió giật cấp 10, điên cuồng nổi lên từ 4 phương 8 hướng. Ngay sau đó, một màn đầy kinh hãi xuất hiện, trước khi trong thức hải vô cùng yên tĩnh, linh khí lặng ngắt như tờ bồng nhiên lan tràn ra khắp nơi, từ đỉnh đầu xuôi theo kinh mạch của anh, như nước suối chảy khắp 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là máu của anh cũng như được rót vào, không ngờ lại. Hóa thành màu vàng, thần quang chói lọi. Không những thế, cả mái tóc đen, hàng mi, lông mi cũng từ đen sang màu vàng kim,
ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ngoại trừ da thịt và chấm đen trong thần thức, tất cả mọi thứ đều hóa thành màu vàng sáng lạn. Linh khí màu vàng đó bao trùm lấy anh, như mặt trời chói chang với ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bộp, bộp, cảm nhận được những thay đổi kinh người trong cơ thể, Chân Đức mở to hai mắt, khoảnh khắc đó, đòi mặt vốn đen láy, sâu thẳm kia cũng hóa thành màu vàng. Dầm, anh trợn mắt, khoảnh khắc anh đứng dậy, một luồng linh khí lấy anh làm trung tâm lan tràn ra bốn phương tám hướng. Núi non, cây cối trong bán kính 10 dặm đều ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn. Mảnh đất đó bỗng chốc run lên ầm ầm, như thế đang có động đất vậy. Cái định mệnh, Trần Đức trợn mắt há hốc miệng, tất cả những điều này đều là vô tình. Anh chỉ đứng dậy, không hơn. Cả bàn thản anh cũng không ngờ mình sẽ gảy ra động tĩnh lớn đến vậy. Đây, chính là cực cảnh trong truyền thuyết đó. Trần Đức vô cùng rung động, cảm nhận năng lượng khủng bố mênh mông trong cơ thể, anh thấy miệng đắng lưỡi khô. Cực cảnh. Đúng vậy, đây chính là cực cảnh. Tuy là anh chưa từng thấy cực cảnh, cũng không biết rõ cực cảnh là gì, nhưng trong khoảng thời gian này, anh luôn cố gắng phấn đấu theo mục tiêu mà Linh Lung từng nói, từng bước tiến bộ. Khi thức hải của anh bắt đầu biến hóa, bản thân anh biết mình đã thật sự đến được cực cảnh. Tất cả mọi thứ trước mắt anh như một giấc mơ. Bóng hình màu vàng, ánh ngọc sáng lạn, cực kỳ giống một thiên thần. Tiểu tử, không ngờ anh thật sự có thể đi đến một bước này. Giọng Linh Lung không hề bình tĩnh, Trần Đức thật sự khiến cô ta khiếp sợ. Cực cánh. Cô ta chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, Trần Bát Hoang lại làm được thật. Ở trong thức hải của Trần Đức, cô ta thật sự mặc niệm cho người đối đầu với anh, không hề nói quá một chút nào, dù người đó có lẽ thần vương ngũ trọng, lục trọng, cũng không thể tổn thương hơn chút nào. Khoảnh khắc này, thiên tài, yêu nghiệt không còn là những từ ngữ đủ để miêu tả về Trần Bát Hoang, dù là Linh Lung có kiến thức cực kỳ sâu rộng cũng không cách nào chấp nhận được. Nên biết rằng, Trần Đức chỉ mới là một thần tôn đính phong mà thôi. Nếu anh có thể đạt tới thần vương thì còn khủng bố đến mức nào nữa? Đánh với thánh nhân một trận. Cái gì vậy, đúng là con mẹ nó biến thái mà. Linh Lung hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên cô ta không nhịn được nón tục, rốt cuộc cô ta đã sống trong thức hải của một kẻ biến thái đến mức nào vậy? Muốn tìm ai đó đánh một trận quá. Muốn, tìm người đánh một trận quá. Chiến ý Trần Đức là vô song, linh khí dồi dào, anh tung người nhảy xuống một chỗ sâu trong núi rừng. Ngay sau đó, đôi mắt ngự thú mở ra. Đôi mắt lại xuất hiện biến hóa một lần nữa. Con người của anh dần xuất hiện một màu tím, mà con mắt thì vẫn là ánh vàng rực rỡ đó, không hề thay đổi. Gào! Khoảnh khắc đôi mắt ngự thú được vận dụng, anh trông thấy một con linh thú. Thực lực có thể sánh ngang với linh thú thần vương tam trọng. Trên người là bộ lông màu đen dài, cơ thể to lớn như ngọn núi, hình dạng giống một con trâu, tứ chi dài và sừng ngọn, đôi mắt đỏ bừng, như quỷ đói đến từ địa ngục, chỉ mỗi cái đầu thôi đã to gấp đôi Trần Đức rồi. Ngạo ngoan, bàn về dị thú ở Vân Tiêu giới thì gần đây Trần Đức cũng gặp được khá nhiều, còn trước mặt anh chính là một trong 10 mãnh thú của Vân Tiêu giới. Ngạo ngoan da dày thịt béo, sức phòng ngự mạnh mẽ. Bộ lông trên người nó thường được các cao thủ thu thập về dệt thành giáp. Trần Đức đứng trước người nó, nhỏ bé như một con kiến, nhưng khí thế trên người anh lại có thế gắt gao chèn ép Ngạo Ngoan. Ngạo Ngoan khổng lồ như cả ngọn núi đứng trước mặt anh quỳ rạp xuống, cúi đầu, lạnh run, như thế đang nhìn một vị vương, cảm nhận được áp chế từ sâu trong huyết mạch. Đứng lên, đánh với tôi một trận. Trần Đức thản nhiên nói, sau đó thu hồi đôi mắt ngự thú. Gào. Lực áp chế trong mắt đã biến mất, Ngạo Ngoan lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy hung hãn, tức giận và giết chóc gào lên, bốn cái sừng trên đầu nó hiện lên huyền quang đánh về phía Trần Đức, cái đùi lực lưỡng bước chẽn mặt đất khiến đất nứt vỡ, ầm ầm vang vọng. Đối mặt với nó, Trần Đức không có biếu cám gì đặc biệt. Anh tới đây để thử nắm đấm của mình. Vì thế, một quyền nâng lên, dồn hết toàn lực nhâm vào nơi có sức phòng ngự mạnh nhất là đầu nó. Ngay sau đó, nằm đấm và sừng Ngạo Ngoan chạm vào nhau. Bịch 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 bịch. Cơ thể Ngạo Ngoan điên cuồng lùi lại phía sau như thế có người đang dùng dây tóm lấy vậy, nơi nó đi qua, cây cối ngã xuống, núi cũng hóa thành bột phấn, bán kính trăm mét bị san thành đất bằng. Hai giây sau, Ngạo Ngoan hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh đó,
cơ thể to lớn của nó như pháo hoa đột nhiên nổ tung, máu tươi như mưa bay tá lả trong không trung, mùi máu gay mũi. Cũng không tệ lắm. Trần Đức khá là hài lòng, một đấm đó của anh. Có ít nhát 8.000 ti lực long tượng, hơn nữa, anh vẫn còn chưa dùng đến cửu trọng cực ảnh. Nếu có thêm cửu trọng cực ảnh và cực cảnh, thì sẽ có bao nhiêu sức mạnh nữa? Dù là thần vương thất hay bát trọng thì Trần Đức cũng có thể đánh một trận bất bại đấy nhí. Nhóc Trần, tôi thật sự chờ mong đến ngày anh trở thành thần vương. Trong thức hải, Linh Lung hít một hơi thật sâu, Trần Đức còn mạnh hơn những gì cô ta tưởng rất nhiều, điều đó khiến cô ta bị sốc tâm lý. Tôi cũng chờ mong, nhưng mà, tôi vẫn chưa được tính là mạnh. Trần Đức không kiêu ngạo vì điều đó, anh không thể kiêu ngạo được, đến tận lúc này, trong đầu anh vẫn không thể quên được Đoàn Sơn Nhạc tộc bất tử điều. Dù là bây giờ, nếu gặp được Đoàn Sơn Nhạc, anh Vân sẽ bị giết trong nháy mắt. Sau khi gặp được Đoàn Sơn Nhạc, Trần Đức đã cảm nhận được sâu sắc câu núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một đường tu võ, mục tiêu của anh không phải là cánh giới thần vương gì cả, mà là Đoàn Sơn Nhạc. Anh muốn trở thành một cao thủ cái thế như Đoàn Sơn Nhạc vậy. Trạng thái cực cảnh đúng là rất mạnh, nhưng, nhóc Trần, dáng vẻ này của anh có hơi hống hách quá rồi đó. Linh Lung cười nói. Đúng là vậy thật, ha ha. Trần Đức cười, chợt, anh giấu đi linh khí, một lần nữa lấy lại thái độ bình thường, hệt như một thanh niên bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Trên thực tế, trạng thái cực cảnh cũng không khác gì cửu trọng cực ánh lắm, thay vì linh khí, nó lại hao tổn rất nhiều thần hồn, không thể duy trì mãi. Được. Cái gì mà không khác Lâm, tiểu tử này, đừng có được lời còn khoe mẽ như thế được không? Linh Lung ném cho anh ánh mặt khinh thường. Một cái là võ kỹ, mượn ngoại lực để sử dụng, có thời gian duy trì nhất định, mà cực cảnh là của bản thân anh, chỉ cần không hao tổn quá nhiều thì vẫn duy trì được. Huống chi, cửu trọng cực ảnh và cực cánh giống nhau được nhất, hai cái hoàn toàn khác nhau nhé. Tuy tôi chưa từng tới cực cánh, nhưng tôi đoán sử dụng trạng thái đó hoàn toàn không khó, tên nhóc ngốc này muốn gạt tôi hả? Ặc, Trần Đức cười xấu hổ, dạ, chị Linh Lung đúng là trâu bò. Kiến thức rộng rãi, thiên phú kinh người, tóm lại, hành trình núi Vạn Long này lời to, không chỉ mình tôi mà cô cũng thu hoạch được khá nhiều nhỉ. Cái đó thì đúng. Giọng Linh Lung cũng có vẻ vui lòng, lực thần hồn của tôi đã khôi phục được 1/4 rồi, nếu có thêm vài núi Vạn Long thế này nữa thì tốt, thời kỳ huy hoàng sắp trở về rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Trần Đức thu hồi mạch suy nghĩ, không nói thêm gì nữa tiếp tục đi về phía trước. Với núi Vạn Long này, Trần Đức vẫn giữ trong lòng một sự kính sợ, vì thế, tốc độ của anh cũng không nhanh, vừa đào bới đế khai thác linh thạch và dược thảo, vừa cẩn thận di chuyển. Càng vào sâu trong núi Vạn Long, sự quấy nhiều dành cho thần thức của anh lại càng dữ dội. 3 ngày trôi qua, cuối cùng, cũng đến rất gần rồi. Khi bọn họ hoàn toàn tiến sâu vào núi Vạn Long thì nơi này chỉ có một mảnh đen ngòm, giơ tay không thể thấy được 5 ngón. Lạnh lạnh yên tĩnh, dường như nơi nào cũng có ma khí tản ra. Đi tới. Răng rắc. Đột nhiên, có thứ gì đó dưới chân Trần Đức gãy nát. Tập trung nhìn lại. Đó là một mảnh xương trâng. Xem ra có người đã từng tới nơi này, nhưng người đó đã chết rồi. Trần Đức nhìn những dấu vết còn để lại trên đá, hết sức kinh hãi. Những người này không yếu, hóa thành xương trâng thế này, không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Nhưng vẫn đế lại hơi thở đáng sợ khiến con người ta rợn gáy. Sau đó, sau 10 mét đất đầy xương trắng, lại là 10 mét nữa, sau 10 mét nữa là 10 mét khác. Trần Đức đi khoảng 1 cây số, dưới chân chỉ có đúng một cảnh tượng, xương cốt đầy đất, không có ngoại lệ. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Đức hết sức kinh hãi, xương cốt trải dài cả cây số đường, phải có bao nhiêu người chết mới có thể tạo thành cảnh tượng thế này? Nơi này cực kỳ quỷ dị, cẩn thận một chút. Linh Lung buột miệng nhắc nhớ, hình như đây không phải là nơi đế giam giữ một người, mà là một chiến trường. Đúng vậy. Trần Đức không dám khinh thường, cảnh giác tiến về phía trước, trong không khí là lực thần hồn không ngừng quẩy nhiễu, cấn nuốt anh, nhưng cùng với thần thức đã trở nên mạnh mẽ cộng thậm sự trợ giúp của chấm đen và Linh Lung thì anh chẳng hề hấn gì. Khoảng 1 giờ sau, Trần Đức đã đi được 10.000 mét. Cuối cùng. Xương cốt đã không còn nữa.
Nơi cuối màn đêm đó chính là một tòa cung điện được làm bằng đồng xanh, màu đen ngòm. Hai bên trái phải cung điện có một cột kim loại màu đen với đường kính ít nhất là 10 mét, cây cột đó giật cao, như có thể đâm chọc trời, trên cột là sợi xích sắt trông như một con mãng xà vừa thô vừa dày quấn quanh, trên xích sắt và cây cột đen đó đều phủ kín những đường vân chi chít, lóe lên những vầng sáng. Bên phải cánh cổng cũng là một cây cột như thế. Trên hai cây cột kim loại đó, đầu xích trái dài dưới mặt đất, một chia thành hai, nối liền với một bóng người. Không sai. Giữa cánh cổng lớn đó có một bóng người. Bóng người đó vừa khô vừa gầy, chỉ có da bọc xương, trên người chỉ có cái quần cộc rách nát không sao tả nổi, đầu cúi xuống rất thấp. Mái tóc xám xám trắng trắng, rối bời, bù xù che khuất hai má người đó, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất. Cánh tay người đó thì bị xích sắt siết chặt, kéo căng, đôi chân xếp bằng cũng thế. Xích trắng trên cột kim loại đó chia thành hai nhánh, bẽn trái trói lấy tay trái và chân phải, bẽn phải lại trói tay phải với chân trái, khiến người đó chỉ có thể duy trì tư thế khoanh chân ngồi, hai tay bị kéo căng. Có thể thấy rất rõ, xích sắt không chỉ trói lấy người đó mà còn đâm xuyên vào cả da thịt, nối liền với kinh mạch và xương cốt, như hòa vào làm một với nhau. Dưới vòm trời màu đen, trước cung điện đồng xanh chính là cảnh tượng như thế khiến con người ta phải rợn cả tóc gáy. Dù là Trần Đức cũng không khỏi dừng lại cách đó hơn 10 mét. Hết cách. Sát khí âm u trong bầu không khí, ngọn nguồn của những quấy nhiều trong thần thức của anh đều đến từ bóng dáng yếu ớt, khô gầy, dường như chẳng. Còn chút sức sống nào ở nơi đó. Tiền bối. Trần Đức cố gắng ổn định thần hồn, đứng cách đó hơn 10 mét, chắp tay với người nọ. Tôi là Trần Bát Hoang, đệ tử của Đại viện trưởng Cổ Lục Đạo, Học viện Thánh Phong, cho hỏi. Ông có phải là em trai của Thương Huyền Phong, Thương Huyền Đấu không? Trần Đức nói xong. Anh im lặng, lặng lặng nhìn bóng người đó, chờ đợi ông ta đáp lại. Một phút, hai phút, mười phút, một giờ. Khoảng ba canh giờ đã trôi qua, bóng người đó vẫn không nhúc nhích, không trả lời, hệt như một người chết vậy. Linh Lung, sao lại thế này, cô có thể kiểm tra được tình trạng của ông ấy không? Rốt cuộc là chết hay chưa vậy? Trần Đức thấy quái lạ nói. Không thể thăm dò được. Linh Lung nói, đừng nóng vội quá, thứ chúng ta. Có chính là thời gian, cứ chờ một lát xem sao. Được. Trần Đức gật đầu, không có hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, mượn những quấy nhiễu thần thức xung quanh để rèn luyện thần thức. Khoảng một ngày sau đó, nhóc con, cũng kiên nhẫn quá nhỉ. Khoảnh khắc đó, đột nhiên một giọng nói trầm thấp. Âm u như ma quý đột nhiên vang vọng bên tai Trần Đức. Anh bỗng trợn tròn mắt, phát hiện bóng người lẽ ra phải khoanh chân ngồi trước cung điện không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, gương mặt tái nhợt, vàng vọt khô cằn cách anh không đến 1 mm. Đôi mắt màu đỏ tươi phủ đầy tơ máu, đang nhìn chằm chằm vào anh. Bốn mắt nhìn nhau. Trắng qua. Ông ta không cúi đầu xuống mà vẫn nhìn chằm. Chằm Trần Đức, đôi mắt màu đỏ đó đầy khát máu. Sát khí âm u lại rét lạnh, hệt như ma quỷ từ địa ngục. Trần Đức chỉ cách ông ta có 5 mét. Có thể nói là rất rất gần. Ảo cảnh, lúc nãy, tôi bị thần thức của ông ấy ảnh hưởng ư. Trần Đức đột nhiên giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, không chỉ mình anh, bất chi bất giác, ông ta còn nhốt cả tôi, khiến tôi không thể liên lạc được với anh. Giọng Linh Lung đầy hoảng sợ. Nếu không phải tôi thoát ra đúng lúc thì e là chúng ta đã cùng nhau bị thần thức của ông ta cân nuốt rồi. Giết! Đột nhiên, trước cung điện đồng xanh, ông lão như phát điên, bắt đầu gào lên thật to, cơ thể bắt đầu giãy giụa. Ha 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 ha, giết giết giết, đáng chết, tất cả đều đáng chết, a! À. Cùng lúc đó, lực thần thức khủng bố như biển lớn lấy ông lão làm trung tâm, như sóng to gió lớn lan ra khắp nơi. Cảm xúc chống đối đáng sợ lan đến mỗi một ngóc ngách núi Vạn Long. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng gào giống của ông ta, vùng trời này ngày càng tăm tối, gió lạnh rít gào giận dữ, Trần Đức chỉ cách ông ta khoảng 5 mét, đứng mũi chịu sào, bị hất bay ra ngoài. Rầm. Hơn 100 mét, Trần Đức rơi xuống đất với vẻ chật vật. Nếu không phải anh đủ mạnh, là song tu hồn võ thì e là thần thức đã sớm mai một, hóa thành một. Cái xác. Bấy giờ ông lão đó như điên như dại, tạo thành động đất, bán kính mấy trăm mét núi Vạn Long đều rung động vì ông ta. Xẹt xẹt. Trước cung điện đồng xanh, bấy giờ, hai cây cột màu đen đang hiện lên huyền quang, những ấn ký chợt sáng lên.
từ xích sắt chuyển thành những vầng sáng chạy dọc vào cơ thể ông lão, đồng thời, đất trời vang lên những âm thanh, như có người của nhà Phật đang niệm chú vậy. Khoảng 2 tiếng sau, cuối cùng ông lão đó cũng yên tĩnh lại, hệt như người máy, đôi mắt mê man, kinh ngạc và sững sờ. Cách đó 1 cây số, Trần Đức lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ diễn ra. Lòng bàn tay chợt vã mồ hôi cho bản thân mình. Cái gì thế không biết, suýt chút nữa bị ông ấy mê hoặc, mất đi sức phán đoán, 2 cây cột đó giam cầm căn nguyên của ông ấy, một khi lẩy đi, e là ông ấy sẽ thoát ra ngoài. Nếu không phải Linh Lung đánh thức anh đúng lúc, e là lúc này đã gây ra những sai lầm rất lớn. Xem ra ông ta thật sự là Thương Huyền Đấu, không có gì để nghi ngờ. Trần Đức quan sát một lúc lâu, xác định chắc chắn ông lão đó chính là Thương Huyền Đấu. Tất nhiên, trạng thái của ông lão chính là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có 2 loại trạng thái. Một là tẩu hỏa, hệt như súng bị cướp cò, trong lúc tu hành, trong cơ thể người đó xảy ra vấn đề khiến võ giả phải chịu nỗi đau đớn khổ sở cùng cực. Bình thường, có 99,9% võ giả bị tẩu hỏa đều chết ngay lập tức. Không chết, thì sẽ tiến vào trạng thái thứ 2. Nhập ma, như Thương Huyền Đấu vậy. Sau khi nhập ma, người đó sẽ mất đi toàn bộ ý thức, chỉ để lại chấp niệm sâu sắc nhất, ngoài ra, người đó chẳng khác gì một loài dã thú. Chấp niệm của Thương Huyền Đấu là gì? Không có gì để nghi ngờ, tất nhiên là thoát khỏi giam cầm, rời khỏi nơi này, vì thế, tâm ma của ông ta mới được diên hóa ra, mê hoặc Trần Đức. Sau đó, ông lão trông như chỉ còn da bọc xương, da thịt khô gầy nhưng mặt mũi vẫn rất giống với bức tranh trong sách sử của Học viện Thánh Phong. Ông ta từng là một thánh nhân. Lúc này, Linh Lung nói, dù nhập ma nhưng vẫn có thể tự chủ được thần thức, ảnh hưởng đến anh theo phản xạ có điều kiện, nhưng bấy giờ ông ta đang trong thời kỳ suy yếu, chúng ta có thể tranh thủ cơ hội này, cuỗm đi tất cả tài nguyên, tôi có thể cảm nhận được trong khu vực này có rất nhiều linh tinh. Ánh mắt Trần Đức dừng lại trên người Thương Huyền Đấu, quan sát thật lâu, Linh Lung, cô có cảm thấy trạng thái của ông ấy giống với Thanh Vũ lúc trước không? Hình như trạng thái của Ưng Thanh Vũ còn phức tạp hơn ông ấy gấp 100 lần, tôi cảm thấy, có lẽ tôi đủ sức giúp ông ấy hồi phục thần trí. Anh lại muốn vận dụng châm đen trong thần thức hả? Linh Lung lo lắng nói, Trần thiếu tử, tôi phải nhắc nhớ anh, hiện tại thứ đó với anh là tốt hay xấu tôi vẫn chưa biết, nó luôn hấp thu những thứ xấu xa, cứ thế này, không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện. Gì? Anh có thể cứu ông ấy, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. Thứ nhất, võ giả cần có ý chí sắt đá, chuyện không liên quan gì tới anh thì chẳng cần phải lo làm gì. Thứ hai, ông ta đã suy yếu lắm rồi, tuổi thọ không còn nhiều, dù anh cứu được, ông ta cũng không còn bao nhiêu ngày để sống, tại sao không để ông ta tự sinh tự diệt? Không, tôi nhất định phải cứu. Trần Đức không suy nghĩ quá nhiều, anh nói ra suy nghĩ và đáp án của mình. Dù sao Thương Huyền Đấu cũng là nhân vật tố tông của Học viện Thánh Phong, có thể nói là một hóa thạch sống. Trần Đức là một thành viên của Học viện Thánh Phong, nhận được sự cố gắng tận tâm bồi dưỡng của Cố Lục Đạo nên mới đột phá nhanh như thế, Thương Huyền Đầu lại là một trong những lão tổ của Học viện, anh không thể phớt lờ không giúp. Đúng vậy, một võ giả cần có ý chí sắt đá. Nhưng mà, đó chỉ là với kẻ địch mà thôi. Thương Huyền Đấu là kẻ địch ư, ít nhất bây giờ là không phải. Trần Đức luôn có những nguyên tắc chuẩn mực trong tác phong và hành động của mình. Được rồi. Nếu anh đã kiên quyết thì tôi sẽ ủng hộ. Linh Lung thở dài, cô ta hiểu tính Trần Đức, chuyện anh đã quyết định, dù là cô ta cũng không thể thay đổi. Sau đó, Trần Đức không nói thêm gì nữa. Tranh thủ lúc Thương Huyền Đấu suy yếu, anh cẩn thận đi từng bước đến gần ông ta. Chẳng mấy chốc, khoảng cách của 2 người chỉ còn 30 mét. Giết! 2 mắt Thương Huyền Đấu đỏ tươi, gật gao nhìn chằm chằm Trần Đức, hệt như loài dã thú. Dù ông ta đang suy yếu nhưng với khoảng cách gần như vậy, Trần Đức vẫn không thể chịu nổi, xương cốt trong người cứ kêu răng rắc, thần thức hốt hoảng không yên, hơi thở khát máu, hắc ám điên cuồng quấy nhiễu và cắn nuốt anh. Linh khí bùng nổ, Trần Đức biến thân thành cực cảnh, cả người kim quang lóng lánh, đồng thời bỏ thêm cửu trọng cực ánh vào, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng màn đêm, xóa tan hết những thứ xấu xa. Sau vài giây, anh chỉ còn cách Thương Huyền Đấu 3 mét. Khoảng cách rất ngắn, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của Thương Huyền Đấu, nhìn thấy nếp nhăn trên mặt ông ấy. Tiền bối,
tôi tới đây để giúp ông. Trần Đức khẽ nói, anh không trông chờ Thương Huyền Đấu có thể nghe hiểu, hay đáp lại, lúc này, Thương Huyền Đấu chẳng khác gì một dã thú hình người. Nói xong, anh khoanh chân ngồi trước mặt Thương Huyền Đấu. Ngay sau đó, thần thức màu vàng từ trong cơ thể anh thông qua thần môn của Thương Huyền Đấu, tiến vào thức hải ông ta. Khoảnh khắc tiến vào, thần thức màu vàng của Trần Đức trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, vô số hơi thở tăm tối và khát máu vọt về phía anh. Trong thức hải của Thương Huyền Đấu, chỉ có bóng tối. Trong bóng tối đó, là ngập tràn những thứ giết chóc, máu tanh, hỗn loạn, như con dã thú đang ngủ đông. Đối mặt với sự khủng bố đó, Trần Đức hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thế mặc cho bóng đêm vỏ tận tùy ý cắn nuốt bản thân mình. Phù! Từ Phong, còn chưa chịu cút ra đây, cùng tôi đến chỗ bàn khai đang bế quan, thay Trần Bát Hoang quỳ ở đỏ xin lỗi đi. Thứ rác rưởi này, cứ tưởng mình theo Trần Đức là không có ai dám đụng tới mình hả? Ngày đó, Từ Phong bị thương nặng, suýt chết, nếu không có nhị viện trưởng Làm Chi Tâm xuất hiện đúng lúc thì chắc là đã chết lâu rồi. Chỉ còn một tháng nữa là bí cảnh Đại Thiên sẽ chấm dứt. Học viện Thánh Phong loạn thành một đống bùi nhùi. Bàn Khai thì đã tranh thủ thời gian bế quan trong bí cảnh, củng cố cảnh giới và thực lực. Các viện trưởng không thông báo cho mọi người chuyện Trần Đức tiến vào núi Vạn Long nên ai cũng tưởng anh sợ Bàn Khai nên đã bỏ trốn. Viện trưởng Danh Thiên Viện, Trần Không Hành vô cùng đắc ý, thật sự cảm nhận được câu sư phụ quý nhờ đồ đệ, tốn thất trước đó đã quay trở về trong vài ngày ngân ngủi. So với sự đắc ý của ông ta, các viện trưởng học viện Thánh Phong vẫn đang chìm trong sự đau thương mất mát. Cố Lục Đạo bị trói trên đỉnh cô, vẫn không nhúc nhích, lòng như cho tàn, trong một tháng này, ông ta không ăn không uống, cũng chẳng tu hành, như một bức tượng vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, thời gian tu luyện là không thể đong đếm được, lại hơn nửa tháng trôi qua. Trong núi Vạn Long, Trần Đức vẫn còn giúp Thương Huyền Đấu trị. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch của anh là vô cùng lớn. Thậm chí, còn có bất ngờ ngoài ý muốn. Điểm đen đó cắn nuốt đủ loại hơi thở tiêu cực, sau đó cũng như lúc trước, trả lại cho hắn một ít tinh túy. Nửa tháng nay, ngoài linh khí được trả về, còn có nguyên khí. Đúng vậy, chính xác là nguyên khí. Nguyên khí chuẩn bị trở thành thần vương. Trần Đức và Linh Lung đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng cẩn thận ngầm lại, dù khá bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thương Huyền Đấu mạnh đến mức nào? Đó chính là một thánh nhân. Là cao thủ thánh nhân hàng thật giá thật. Trong cơ thể ông ta có nguyên khí, có gì lạ? Không lạ. Bình thường đến mức không thế bình thường. Hơn. Chỉ là, Trần Đức và Linh Lung chưa từng nghĩ đến việc này mà thôi. Hơn nửa tháng trôi qua, nguyên khí Trần Đức tích lũy được đã là rất rất nhiều, thậm chí hắn còn cảm giác mình có thể đột phá thần vương bất kỳ lúc nào. Niềm vui bất ngờ này khiến Trần Đức lại càng có thêm động lực, không ngừng chữa trị cho Thương Huyền Đấu. Lại là 7, 8 ngày trôi qua. Cuối cùng, Thương Huyền Đấu đã khỏi. Bấy giờ, thức hải của Thương Huyền Đấu đã tìm lại được thứ ánh sáng vốn có. Là Thánh Nhãn. Thức hải của ông ta hoàn toàn khác biệt với Trần Đức. Thức hải đã chuyển sang màu xanh nhạt, giữa thức hải chính là một kim đan nặng nề di chuyển, như chiếc thuyền lơ lửng. Vầng hào quang tỏa sáng, trên kim đan, thần thức của Thương Huyền Đấu đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, tam hoa tụ đỉnh, hệt như một vị thần. Thế nhưng, thức hải của ông ấy đã khỏi, nhưng vẫn chìm trong hôn mễ. Dù đang chìm trong trạng thái hôn mễ, nhưng Trần Đức quan sát thần thức của ông ta thôi mà đã suýt lạc trong đó, thần trí không rõ ràng, hết sức khủng bố. Đến lúc phải đi rồi. Trần Đức không hề do dự, rời khỏi thức hải Thương Huyền Đấu, trở về bản thể. Ngay sau đó, anh mở mắt. Trần thiếu tử, tôi phải chúc mừng anh. Linh Lung nói, đúng là người tốt có phước báo, nguyên khí trong cơ thể anh đủ để đột phá thành thần vương rồi. Đúng vậy, có thể đột phá bất kỳ lúc nào, nhưng mà, chúng ta không vội, chờ thêm một lát đã, để xem lão tiền bối Thương có hồi phục lại hẳn chưa. Trần Đức cười khẽ, trong suốt khoảng thời gian qua, dù có điểm đen hỗ trợ nhưng anh cũng phải giúp Thương Huyền Đấu rửa sạch kinh mạch, chữa trị tứ chi bách hải đã tổn thương, cũng mệt chết đi được, cực kỳ suy yếu. Đột phá vào lúc này là không thích hợp. Để bảo đảm an toàn, anh rời khỏi nơi đó chừng 100 mét, lặng lặng chờ đợi. 10 phút sau, trong cơ thể Thương Huyền Đấu,
hơi thở đầy sức sống bỗng chốc lan tràn. Cơ thể chí còn da bọc xương đó như gỗ mục gặp mưa phùn, da rẻ khô khốc như được cơn mưa tưới mát, cả người cũng trở nên có da có thịt, mái đầu xám trắng cũng chậm rãi biến thành màu đen. Chỉ trong vài giây, từ một ông lão khô gầy biến thành một người đàn ông trung niên, giống hệt như những gì được vẽ lại trong sách sử, tư thế oai hùng rực rỡ, thần thái nghiêm nghị. Keng, keng. Cùng lúc đó, xích sắt trói hai tay, hai chân ông ta đã lơi lỏng, rơi ra khỏi cơ thể Thương Huyền Đấu. Trần Đức ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt anh đầy rung động. Đó là sức mạnh của thánh nhân hả? Cả người không còn nhiều tuổi thọ, cũng có thể hồi phục được như vậy ư? Ông ấy, đang rơi nước mắt há. Ngay sau đó, Trần Đức phát hiện trên mặt Thương Huyền Đấu không biết từ khi nào đã đầy nước mắt, từng giọt nước mắt chảy ra từ khe hở. Đường đường là một thánh nhãn, tại sao lại rơi? Lệ! Trong khi anh đang khó hiểu thì Thương Huyền Đấu chậm rãi mở mắt ra. Đồng thời, nước mắt cũng hóa thành sương mù, biến mất. Trên thực tế, ông ta đã thức tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Ông ta không hề quên đi những chuyện xảy ra khi tấu hỏa nhập ma. Xương cốt trước mặt đều là đồng môn của ông ta, đều vì ông ta mà chết. Năm đó, Thương Huyền Đấu vì tham vọng nhất thời, chìm vào ma đạo, càng đi càng xa. Cho đến khi hoàn toàn nhập ma, một đường đi tới, không biết bao nhiêu người đã chết dưới đao của ông ta. Nay thần trí đã quay trở lại, trong lòng ông ta là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có ập đến, bao trùm lấy tâm can. Ông ta biết rõ tội lỗi mình sâu nặng, nên không thể đối mặt với thế giới này. Này nhóc, cậu là người đã giúp tôi phải không? Giọng Thương Huyền Đấu vẫn khàn khàn, nhưng lúc này đây... Không phải là vì quá lâu rồi không nói chuyện, mà là trong lòng quá đỗi đau thương. Đúng vậy, tiền bối, ông đã hồi phục rồi hả? Trần Đức hết sức tôn kính, nhưng lời nói và hành động lại không hề có vẻ xu nịnh. Thương Huyền Đấu xoay cố tay, liếc nhìn Trần Đức, dường như có thể thấy được tất cả mọi thứ, trong mắt ông ta vẫn là sự tán thưởng, không tệ, là một mầm non tốt, cậu họ Trần, hay mang họ kép để ngủ. Ông ta vừa nói dứt lời. Trần Đức đột nhẽn sững người. Tại sao ông ta lại biết họ của anh? Biết anh họ Trần thì có thể hiểu được, dù sao anh và Linh Lung cũng liên lạc với nhau, với sức mạnh của Thương Huyền Đấu, hẳn là ông ta sẽ biết. Nhưng, tại sao ông ta lại biết được dòng họ của mẹ anh? Thưa ông, tôi họ Trần, tên Sinh, tự Bát Hoang, ông có thể gọi tôi là Trần Bát Hoang. Trần Đức vội vã hỏi, tại sao ổng biết được thân phận của tôi? Bởi vì trên người cậu có huyết mạch của tộc đệ ngũ, tất nhiên là tôi biết. Thương Huyền Đấu mạnh đến mức nào? Trừ khi Trần Đức đột phá lẻn thần vương, nếu không, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh đều không thể thoát khỏi Thương Huyền Đấu. Ngoài ra, cả dòng máu chảy trên người anh, Thương Huyền Đấu cũng có thể nhìn thấu. Đầu tiên, là dòng máu của tộc đệ ngũ. Tiếp theo đó, là huyết mạch nhà họ Trần. Nhưng ông ta lại không chủ động nói đến chuyện liên quan đến nhà họ Trần và tộc Giao Vương, hết cách, ông ta không muốn dính líu hay nhắc gì tới gia tộc đó. Xem ra cậu vẫn không biết gì về thân thế của mình đúng không? Thương Huyền Đấu hỏi. Phải. Trần Đức cũng không giấu giếm, anh biết, tất cả mọi sự giấu giếm cũng chỉ là điều thừa mà thôi. Sau khi trở thành thần vương, cậu hãy đến tớ giấu lớn hái, tộc đệ ngũ, tất cả đều sẽ được gỡ bỏ. Về phần thân thế của Trần Đức, Thương Huyền Đấu cũng không muốn nhiều lời. Nếu cậu đã thức tỉnh tôi, xem như tôi và cậu cũng có duyên. Thế này nhé, tôi tặng cho cậu một cơ duyên, điện cổ đồng xanh này đến từ thế giới đại thiên, cậu vào trong đi. Vừa nói xong, Thương Huyền Đấu vung tay lên. Trong phút chốc, cống của điện cổ mở ra. Cơ thể Trần Đức bị một vầng hào quang rực sáng đưa đến trước điện. Ngay sau đó, Thương Huyền Đấu xoay người. Chuẩn bị rời khỏi núi Vạn Long. Cho hỏi, tiền bối đang muốn đi đâu? Nhìn theo bóng hình ông ta, Trần Đức hỏi. Nay tôi đã đến tuổi xế chiều, như mặt trời sắp lặn xuống núi, nếu vẫn giữ trạng thái nhập ma, có lẽ còn sống đem được 5 năm nữa, nhưng... 7 giờ thì chỉ còn 3 tháng. Trong 3 tháng này, tất nhiên phải đi trả những món nợ còn dang dở, gặp lại những người của quá khứ chứ. Thương Huyền Đấu không quay đầu lại, dẫm mạnh xuống đất lấy đà. Biến mất trong vài bước, biến mất khỏi núi Vạn Long. Cùng với sự biến mất của ông ta,
Cánh cống lớn của cổ điện đồng xanh cũng đóng lại. Trần Đức lập tức bị hút vào. Nơi này, có càn khôn ẩn bên trong ư. Cảm nhận được hơi thở cổ kính bên trong cung. Điện đồng xanh, Trần Đức bỗng nhiên vui vẻ. Bên trong điện cố chính là một thế giới hoàn toàn khác. Đập vào mắt anh chính là thảo nguyên xanh biêng biếc. Trong không khí ngập tràn khí thể màu tím đen, linh tinh. Tất cả đều là linh tinh. Đảo mắt nhìn lại, khoảng chừng chục ngàn linh tinh. Ngoài ra, còn có nguyên khí, lọt vào mất anh, đều là nguyên khí cần để đột phá thành thần vương. Nhất thời, dù là người bình tĩnh như Trần Đức cũng thoáng lay động, miệng đắng lưỡi khô nói. Những thứ này, với võ giả mà nói chắc chắn là chí bảo. Đó là những thứ giá trị cách xù mà vô số người tha thiết ước mơ. Điện cổ đồng xanh này mà lọt ra thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra một hồi gió tanh mưa máu, khiến vô số người chém giết nhau để tranh đoạt. Núi Vạn Long là nơi 2000 năm qua không có người khai thác, nhưng cũng chỉ có từ mấy chục đến trăm linh tinh mà thôi. Vậy mà trong điện cổ này lại có hơn chục ngàn linh tinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Đức hoàn toàn không dám tin tưởng. Phù! Kiềm nén những rung động trong lòng, bắt đầu hoạt động, Trần Đức không suy nghĩ thêm nữa. Nhanh chóng vận chuyển âm dương, bế quan tu luyện. Anh ngồi xuống, như cá voi hút nước, điên cuồng cắn nuốt hấp thu linh tinh và nguyên khí xung quanh, đồng thời đánh thẳng vào bình cảnh. Đây chính là sự khủng bố của cực cảnh ư. Bên trong thức hải, Linh Lung ảm thầm tự hỏi, hơn chục ngàn linh tinh, nếu là người khác thì làm sao đủ sức cắn nuốt như anh vậy? Dù là ăn cơm uống nước thì cũng phải có lúc no, dù sao dạ dày cũng chỉ lớn từng đó thôi mà. Còn Trần Đức thì sao? Sau khi đạt tới cực cảnh, từ trên xuống dưới, mồ ồ một tế bào trong người anh đều cắn nuốt và hấp thu linh tinh, hệt như một cái động không đáy. Có thể nói, chưa từng có một người nào giống như Trần Bát Hoang vậy. Ít nhất, Linh Lung sống hơn 1000 năm nay, chưa từng thấy ai đột phá đến cực cảnh. Đến thời điểm này, cực cảnh chỉ là sự tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Trần Bát Hoang lại làm được. Cứ tiếp tục thế này. Rồi một ngày nào đó tên nhóc ấy cũng sẽ vượt qua mình thôi. Linh Lung không chậm trễ thêm nữa, cũng bắt đầu hấp thu linh tinh, hồi phục thần thức. Trần Bát Hoang bế quan suốt 3 ngày. Ngày hôm đó, cùng với tiếng vang rất nhỏ, hệt như tiếng đậu rang nổ lốp bốp. Trần Đức đột phá. Bình cảnh của thần tôn đã được đột phá, thức hải màu vàng cũng giảng lên, lan ra từng góc nhỏ, gió giật sấm rền, cả khí huyết cũng ù ù vang vọng. Như tiếng sấm triền miên không dứt. Hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đột phá qua bình cảnh. Thần vương nhất trọng, thần vương nhị trọng, thần vương tam trọng. Một hơi, Trần Đức trực tiếp đột phá đến thần vương tam trọng. Sau đó, anh đột nhiên trợn tròn mắt. Trong phút chốc, hơi thở trong người anh như cơn lốc khủng khiếp thối quét, khí thế vô biên lan ra khắp bốn phương. Rầm. Trong phút chốc, điện cổ đồng xanh đã sập xuống. Cố điện cao lớn giấy lẽn bụi mù ngàn vạn mét. Trong điện đồng xanh vẫn còn 2 đến 30 linh tinh, tất cả đều đã chạy đi thật xa với tốc độ ánh sáng ngay lúc điện cổ đổ xuống. Trần Đức không cản lại. Một phần là vì điện cổ sập quá đột ngột, anh không có chuẩn bị trước, mặt khác là chỉ có mấy chục linh tinh, anh cũng không cần. Anh đã thấy hơn chục ngàn linh tinh rồi, tất cả còn bị anh hấp thu hết, mấy chục linh tinh đó cũng vô dụng với anh thôi, vả lại, anh cũng không để ý. Như một tỷ phú cầm cả đống tiền trong tay rồi, sẽ không quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ đó nữa. Mất thì cứ mất thôi, không đáng kể. Tiếp tục tu luyện. Trần Đức không rời khỏi đó ngay, mà bắt đầu rèn luyện. Khu rừng trúc ở núi Vạn Long này là một nơi rất tốt để rèn luyện. Cần gì phải đi nhanh như thế, mới đột phá nên anh cũng cần làm quen với cảnh giới trước mắt. Vì thế, mấy ngày sau đó, Trần Đức dùng đôi mắt ngự thú. Gọi 8 linh thú trong núi Vạn Long có cấp bậc thần vương đến để luyện tập, đánh cho long trời lở đất, núi non đổ sập. Vào cái ngày Trần Đức đột phá, học viện Thánh Phong, bên trong đại thiên bí cảnh, lại có biến động. Bởi vì, linh tinh dưới núi Vạn Long chẳng bay đi đâu xa, mà chạy đến đại thiên bí cảnh. Sau đó, có một vài võ tu gặp được. Có người còn tìm thấy tận 2, 3 linh tinh. Bàn Khai đang bế quan cũng phải thức tỉnh. Xuất quan trước thời hạn, dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để giành giật 18 linh tinh từ tay các thần tôn và thần vương. Hẳn ta không cướp đi toàn bộ, bởi vì hẳn ta biết, nếu cướp hết sẽ bị mọi người vây đánh, bớt đi một ít mới có thể xoa dịu lửa giận trong lòng bọn họ,
để họ tiếp tục tranh giành. Ha ha, đáng giá, rất đáng giá. 18 linh tinh trong tay, Bàn Khai hào hứng. Đến quên mình, chuyến đi đến đại thiên bí cảnh này hắn ta lời rất to. Chỉ còn 5 ngày nữa là bí cảnh đóng lại, hắn ta tìm một nơi thật tốt, tiếp tục bế quan, luyện hóa linh tinh. 5 ngày sau, hắn ta mở to hai mắt, vô cùng hào hứng. 18 linh tinh, hắn ta luyện hóa được 6, mà cảnh giới của hắn ta đã lên tới thần vương tam trọng đỉnh phong. Bấy giờ, dù là thần vương tứ trọng hẳn ta cũng tin chắc mình có thể vượt cấp đánh chết. Suy nghĩ đó không phải là vô căn cứ, mà là đánh giá hết sức chính xác về lực chiến của bản thân mình. Lần này, tao muốn chống mắt lên nhìn xem ai có thể giúp mày, Trần Bát Hoang. Trong mắt Bàn Khai là sự khát máu lóe lên dày. Đặc, vù vù. Đúng lúc này, đại thiên bí cảnh xuất hiện động tĩnh, cửa vào đang đóng lại, Bàn Khai vươn người đứng dậy, lập tức lao ra đại thiên bí cảnh. Đồ đệ ngoan, cuối cùng con cũng ra rồi, ha ha. Bên ngoài đại thiên bí cảnh, viện trưởng danh thiên viện, Trần Không Hành đã sớm dẫn hơn 100 người danh thiên viện tới đứng chờ ở đó. Ra mắt sư huynh, ra mắt sư huynh. Khi Bàn Khai bước ra, người danh thiên viện, dù là cánh giới thần vương cũng cung kính cúi người hành lễ. Tốt, tốt, tốt. Trần Không Hành đích thân tiến về phía trước, quan sát Bàn Khai từ trên xuống dưới, liên tục nói 3 chữ tốt, hết sức hài lòng với đệ tử này. Bàn Khai, có con ở đây, cổ lục đạo lấy có thể lấy cái gì để so với Trần Không Hành này nữa. Học viện Thanh Phong lấy tư cách gì để sánh ngang với danh thiên viện. Ha ha ha, chúc mừng con, trở thành một thế hệ thần vương. Tất cả đều nhờ sư phụ bồi dưỡng tài năng. Bàn Khai nói thì nói vậy. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn ta nghĩ tất cả đều là công lao của bản thân mình. Hắn ta dẫn đầu, đầy tự tin và sung sướng nói, sư phụ, Trần Bát Hoang đâu rồi? Vân chưa quỳ xuống đất chờ con à? Anh à, con chó Trần Bát Hoang đó sợ lắm rồi, từ khi anh khiêu chiến đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Trong đám đông, Bàn Chiến đầy kiêu ngạo, hệt như bản thân mình là Bàn Khai vậy, con kiến hỏi đó nào dám ra đây gặp anh nữa? Khi nhắc tới Trần Đức, Bàn Chiến lại không nhớ được thời gian trước bản thân đã bị Trần Bát Hoang một chưởng đánh bay, bất tỉnh nhân sự thế nào. Ha ha, nó không dám gặp, anh lại càng muốn giết chết nó. Bàn Khai nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó nói với mọi người xung quanh, tôi dùng 2 linh tinh làm phần thường, ai tìm được Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ thì có thể lấy được, nếu ai tìm được cả Trần Bát Hoang thì sẽ có 3 linh tinh. Không cần phải đưa đến trước mặt, chỉ cần tìm thấy tung tích của bọn họ. Nói cho tôi biết là được. Này, lời vừa dứt, những võ giả vừa ra khỏi đại thiên bí cánh lập tức sôi trào. Không chỉ các trưởng lão học viện Thánh Phong mà tất cả cao thủ thần tôn đều tản ra hành động, tìm kiếm xung quanh hòng mò ra được bóng dáng 2 cô gái. Hết cách, linh tinh thật sự quá hiếm có, ai lấy được đều đồng nghĩa với việc đột phá. Bảo bối như thế, có thể nói là cực kỳ hấp dẫn với bọn họ, đó là cảm giác của một tên ăn mày nhìn thấy vàng vậy. Hoàn toàn không thể chống cự. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn lai truyền triệu. Chẳng mấy chốc, hầu như tất cả mọi người học viện Thánh Phong đều nhận được tin tức, hơn 100 triệu võ giả tìm kiếm tung tích 3 người khắp thành. Các viện trưởng không cách nào ngăn cản. Thứ nhất, nhân số quá nhiều, một khi bọn họ ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ là cái đích cho mọi người mắng mỏ. Thứ hai, không chỉ 5 vị viện trưởng, các viện trưởng khác cũng dồn phần lớn thực lực vào việc trông chừng đại viện trưởng Cố Lục Đạo mọi lúc mọi nơi, sợ ông ta đến núi Vạn Long, có thể nói là ốc còn không mang nổi mình ốc. Học viện Thánh Phong chớ nên rối loạn vì danh thiên viện, vì Bàn Khai. Cậu chủ Bàn. Bàn Khai dừng chân, ngày hôm đó có một cao thủ thần tòn bất ngờ ghé thảm. Ai đấy? Người đó còn chưa vào cửa, giọng nói lạnh lẽo của Bàn Khai đã truyền ra. Nhất thời. Người đó giận hết cả da gà, vội vàng nói, báo cáo cậu chủ Bàn, tôi là Trúc Phi, đến đây. Để báo cho anh biết tôi đã tìm thấy Âu Dã Tư Linh, Diêu Mộng Vũ, ngoài ra. Còn có anh em của Trần Bát Hoang, Từ Phong. Ồ, Bàn Khai đang tu luyện, nghe thấy tin này lập tức xuất hiện trước mặt Trúc Phi, mau dẫn tôi đến đó. Được thưa cậu chủ Bàn, mời anh theo tôi. Trúc Phi đi trước dẫn đường. Bàn Khai lại gọi thêm 100 người danh thiên viện cùng sư phụ Trần Không Hành theo sau Trúc Phi. Chưa đến 10 phút, bọn họ đã lên đến một đỉnh núi. Núi Độc Kiếm.
đây chính là nơi ngũ viện trưởng vệ hải tâm tu hành. Núi độc kiếm cao hơn 3.000 mét, đỉnh núi xuyên thẳng qua những tầng mây, từ xa nhìn lại, hệt như một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất, cả ngọn núi tràn ngập kiếm ý. Ngũ viện trưởng vệ hải tâm là người duy nhất tu kiếm trong số 6 đại viện trưởng, cả núi độc kiếm đều là kiếm ý khó nói rõ thành lời. Bấy giờ, xung quanh núi độc kiếm, bóng dáng của các võ giả dần tụ tập lại, đông đúc như cả đàn kiến, lại giống đàn châu chấu phá hoại mùa màng. Đảo mắt nhìn lại, bốn phía núi độc kiếm bỗng chốc chật trội như nêm cối trong vài phút. Không vì điều gì cả. Chỉ vì một thần vương vừa đột phá, bàn khai, võ giả nhận được tin tức đều kéo nhau đến nơi. Này, người người qua lại tấp nập, có ít nhất mấy chục ngàn người đang đứng, quy mô lớn khủng khiếp, hệt như biến người ập tới. Cậu chủ bàn, bọn họ đang ở trên núi độc kiếm này. Trúc Phi nói đầy nịnh bợt và ton hót. Đi. Bàn khai gật đầu, hân ta đã có thể cảm nhận được hơi thở của Diêu Mộng Vũ và Âu Dã Tư Linh, cậu có thể đi được rồi. Dạ, dạ thưa cậu chủ bàn, nhưng mà linh tinh trước đó anh hứa. Cầm. Bàn khai vung tay lẽn, hai bình nhỏ đầy ấn văn được ném về phía Trúc Phi. Cảm ơn cậu chủ bàn, tạm biệt. Trúc Phi cảm nhận được hơi thở của linh tinh trong bình, ánh mắt đầy sung sướng, như nhặt được báu bối, cẩn thận cất đi, sau đó xoay người rời khỏi. Trúc Phi, giao linh tinh ra đây, tôi sẽ tha cho cậu không chết. Thế nhưng khi hắn ta vừa rời khỏi chỗ bàn khai thì đã có người ra tay. Sau đó, không phải lè một người, mà là hơn trăm cao thủ thần tôn đỉnh phong, thậm chí là thần vương ra tay. Chưa tới 10 giây, Trúc Phi đã toi mạng ngay tại chỗ. Đồ của bàn khai này mà các người cũng dám tranh hả? Đúng lúc này, bàn khai hừ lạnh, nháy mắt ra hiệu, nhất thời, một đám thần vương của danh thiên viện đều ra tay, chưa đến 10 giây, đã giành lại linh tinh, trả về tay hắn ta. Ha ha, muốn lấy được đồ trong tay tôi cũng phải xem lại coi mình có mạng lấy, nhưng liệu có mạng dùng hay không? Hôm nay, bàn khai mạnh hơn 2 tháng trước không chỉ là chục ngàn lần. Mọi người, thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, khủng bố từ tận sâu trong linh hồn. Trên núi độc kiếm, vệ hài tâm nhíu mày, cũng ngưng tụ sức mạnh, cả núi độc kiếm đều lay động theo ông ta, cùng một hơi thở, cùng ngưng tụ, cùng một chiêu thức. Bàn khai là màu máu, là bá đạo, là cuồng vọng. Mà vệ hải tâm lại là sự bình thản, khiêm tốn, nội tấm. Thế nhưng, so sánh giữa hai người, bàn khai mạnh hơn vệ hải tâm không chỉ là gấp đôi. Cửu thiên thập tuyệt kiếm là một võ kỹ thiên giai trung cấp, võ kỹ đó không phải là thứ mạnh nhất vân tiêu giới nhưng cũng gần chạm đến ngưỡng đó. Nó được lão tố học viện Thánh Phong để lại, cả vệ hải tâm cũng chưa thể tu luyện đến mức mạnh nhất. Nhưng bàn khai lại làm được. Hắn ta thật sự đã đấy sức mạnh của cửu thì ên. Thập tuyệt kiếm lên mức cao nhất, chạy dọc giữa thân kiếm chính là chữ tuyệt đủ để nói lên tất cả. Buộc lòng phải thừa nhận bàn khai là một thiên tài, một kiếm của hắn ta có thể nói là một quyển sách sống. Chỉ cần nhìn cách hắn ta ngưng tụ kiếm thế thôi, các võ giả tu kiếm đã lĩnh ngộ được rất nhiều về kiếm đạo. Cửu thiên thập tuyệt kiếm. Cùng lúc đó, bàn khai đã thi triển xong chiêu thức. Trong mắt hắn ta là vẻ lạnh lẽo, khóe miệng là nụ cười khinh bí, vung kiếm lên. Vệ hải tâm lập tức nhảy lên, cũng là một kiếm đỡ lấy. Hai người, va chạm. Dầm. Hai thần vương đánh với nhau, khoảnh khắc đó, xung quanh núi độc kiếm, cát đá bay tứ tung, gió giật gió gầm, xung quanh có 3 ngọn núi đã đổ sập xuống, như núi lở ầm ầm. Mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm nơi năng lượng hội tụ. Năng lượng khủng bố. Như tạo thành phản ứng hạt nhân khiến không gian, những tầng mây và linh khí đều hòa vào nhau, hóa thành một cụm mây vàng vụt thẳng lên trời, nơi nó lướt qua, không gian vỡ nát, từng mảnh không gian như mảnh vải rách ra khiến da đầu con người ta run lên. Phập phập phập, trong lốc xoáy năng lượng đó, một đóa hoa máu nở rộ, tất cả kiếm thế của vệ hải tâm đều đổ ầm xuống, trước ngực, một đóa hoa máu như hoa hồng nở rộ. Kiếm của bàn khai đã đâm vào người vệ hải tâm. Lão già này, nhiều năm qua đi rồi vẫn không có chút tiến bộ nào. Bàn khai cười lạnh, cánh tay xoay một cái. Phụt, nửa người vệ hải tâm vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, màu đỏ nhuộm đẫm cả không khí, bay ra ngoài, rơi xuống núi độc kiếm, tạo thành cái hố sâu. Bốn phía núi độc kiếm, hàng triệu võ giả đều ngu người, da đầu run lên. Cái định mệnh, một chiêu,
đánh bại Trường lão học viện Thánh Phong. Bàn Khai, có còn là người không vậy? Biến thái quá rồi đấy chứ. Khụ. Ông ta chống kiếm xuống đất, quỳ một chân xuống, ánh mắt đầy hoảng sợ, nửa người trên của ông ta chỉ còn một đống máu thịt, xương trắng đan xen, lành lạnh rợn người. Phù. Vệ Hài Tầm vẫn nghiêm nghị, hít sâu. Bàn Khai. Còn mạnh hơn rất rất nhiều những gì ông ta tưởng, ông ta đã đánh giá thấp Bàn Khai rồi. Chỉ một chiêu, ông ta đã bị thương nặng, suýt. Chết. Ngũ viện trướng. Siêu Mộng Vũ, Từ Phong đều chạy đến chỗ ông ta, đầy thân thiết đỡ lấy. Ông ấy không sao, chẳng qua là bị thương nặng mà thôi, ha ha. Bàn Khai đứng giữa hư không, nhưng mà, muốn ông ta chết cũng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu tôi mà thôi. Bàn Khai, ngũ viện trưởng cũng được xem là một nửa sư phụ của anh tôn sư trọng đạo như thế hả? Siêu Mộng Vũ đầy tức giận, sát ý tràn ngập trong mắt. Đúng, tôi không thèm tôn sư trọng đạo sư thế. Đấy, Bàn Khai không hề kiêng nể gì, không sợ hãi trêu tức, sao, Mộng Vũ à, muốn dạy dỗ tôi hả? Anh, Siêu Mộng Vũ cân răng, trước kia cô ta đã không phải là đối thủ của Bàn Khai, bây giờ chắc. Còn không đánh nổi một chiêu. Đừng trách tôi, muốn trách thì phải trách Trần Bát Hoang ấy. Nó giỏi lắm mà, bây giờ lại sợ không dám xuất hiện. Bàn Khai thản nhiên nói. Mà nó không chết, thì Bàn Khai tôi lại cảm thấy khó chịu. Nếu đã thế thì tôi đành phải mang cô và ẩu dã tư linh này về làm con đàn bà của tôi, đồ chơi của tôi. Cho tới khi nó chịu xuất hiện. Còn mày, Bàn Khai đảo mất qua Từ Phong, có thế làm người hầu cho tao. Anh mơ đi. Âu dã tư linh rút kiếm ra, đang định ra tay. Sau đó, Bàn Khai chí nhìn cô ta một cái. Nhất thời, kiếm trong tay cô ta như một mặt kính, vỡ nát. Đồng thời, Âu dã tư linh thấy mình như bị đóng băng, điếm huyệt nói, cứng đờ, muốn cử động cũng. Khó, cả linh khí và công pháp đều không thể dùng được. Từ đầu đến cuối, Bàn Khai không hề làm gì cả, chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Bàn Khai, học viện Thánh Phong không phải là nơi mà cậu có thể quậy. Đúng lúc này, một giọng nói to như tiếng chuông trời chợt vang lên. Sau đó, một luồng hồn lực dập dờn ngăn cách núi Vạn Kiếm và bên ngoài ra. Lực cản trên người Âu Dã Tư Linh, Diêu Mộng Vũ và Tử Phong cũng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trên núi Độc Kiếm bỗng hiện lên vài bóng người. Dần đầu chính là Cổ Lục Đạo. Bên cạnh còn có mấy vị viện trưởng khác. Hải Tâm, không sao chứ? Đầu ngón tay Cổ Lục Đạo bân ra một viên đan dược rơi vào trong miệng Vệ Hải Tâm, song tinh huyết và nguyên khí trong cơ thể cũng quay cuồng trị liệu cho ổng ta. Vết thương của Vệ Hải Tâm bắt đầu dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại, 10 giây sau, nửa người ông ta đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu. Viện trưởng, mặt mày Vệ Hải Tâm kích động hô. Hải Tâm, thật sự xin lỗi, tôi đã tới chậm. Cổ Lục Đạo khẽ thở dài, chuyện của Trần Bát Hoang đã khiến ông ta chìm trong luẩn quẩn. Nếu không phải núi Độc Kiếm lọt vào nguy hiểm thì chắc Cổ Lục Đạo vẫn còn đang mờ mịt. Sau khi an ủi Vệ Hải Tâm, Cố Lục Đạo lại nhìn ê phía đám Trần Không Hành và Bàn Khai, 10 giây, tự động rời đi, không thì đừng trách bán tôn vô tình. Một câu vô cùng đơn giản, nói cũng hết sức bình tĩnh, thậm chí là nhẹ nhàng. Thế nhưng, những con chữ ấy lại như sấm rền ang vọng trong đầu mọi người cuốn theo hồn lực khủng bố có 102 chấn động lòng người. Xung quanh, vô số võ giả đều mặt mày trắng bệch, trong lòng hoảng sợ không thôi. Dù là Bàn Khai cũng mặt mày tái nhợt. Tuy hân ta có sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhưng đối mặt với một cao thủ thần vương đỉnh thì sự chênh lệch giữa cả hai lại giống như trên trời dưới đất, hoàn toàn không thể chống lại. Cổ Lục Đạo, đệ tử tôi chỉ muốn đánh với đệ tử Trần Bát Hoang của ông một trận mà thôi. Lẽ nào, ông cũng tính nhúng tay vào chuyện đó sao? Trần Không Hành đi lên trước một bước, đỡ uy áp cho đám Bàn Khai, cười gần nói, sao, Trần Bát Hoang không dám đồng ý khiêu chiến hả? Nhắc tới ba chữ Trần Bát Hoang, sắc mặt Cổ Lục Đạo chợt thay đổi rồi trầm giọng nói, hai tháng trước, đệ tử yêu quý Trần Bát Hoang của tôi đã tiến vào núi Vạn Long, giờ vẫn chưa có tin tức gì. Bàn Khai, nếu cậu muốn khiêu chiến thì tự vào núi Vạn Long mà tìm. Nhưng định kiếm chuyện ở đây thì Cổ Lục Đạo tôi chắc chắn sẽ khiến thiên tài như cậu chết non, không được hưởng tuổi già. Cho dù là thần tiên đến đây cũng không được, Cổ Lục Đạo tôi nói được thì làm được. Cổ Lục Đạo vừa nói ra câu đó. Thoáng chốc,
mọi người kể cả Diêu Mộng Vũ, Âu Giá Tư Linh, Từ Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ. Núi Vạn Long. Trần Bát Hoang thế mà lại đi núi Vạn Long. Hèn chi hai tháng qua vẫn chẳng ai thấy anh. Hơn nữa, dù bàn khai chế dẻo hay khiêu chiến kiểu gì cũng không thấy anh đáp lại. Với tính cách của Trần Đức thì có thể nhẫn nhịn sao? Trước đó còn có người cảm thấy khó hiểu, giờ cuối cùng cũng hiểu. Núi Vạn Long thì với thực lực của Trần Bát Hoang đi vào cũng cực kỳ nguy hiểm, có đi mà không có về. Khỏi cần phải nói, lúc này, e rằng đã sớm chết mất xác ở đâu rồi. Tôi nói 10 giây, giờ đã 1 giây. Khi mọi người đang ngây người suy nghĩ thì trong con ngươi già nua của Cổ Lục Đạo chợt hiện lên vô tận sát khí, giọng nói cũng từ nhàn nhạt trở nên trầm thấp. Một luồng thần thức khủng bố bỗng khuếch tán mớ ra, mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều bị Cổ Lục Đạo bao phủ. Mấy ngày nay, vì Trần Đức đã chết mà trong lòng ông ta vẫn đang nhẫn nhịn sự bực bội, tức giận. Muốn giết người. Giờ, đám người bàn khai lại đến gây chuyện ở Học viện Thánh Phong. Nếu ông ta không ra tay thì người ta còn nhìn mình kiểu gì? Trên thực tế, sau khi đến đây, ông ta đã không định giải quyết chuyện hôm nay trong hòa bình. Keng, keng, keng. Cùng với lời nói của Cổ Lục Đạo, bốn vị viện trưởng bên cạnh ông ta cũng dứt khoát lấy ra vũ khí. Cùng lúc đó, đệ tử thân truyền của họ, chấp pháp giả và 30 vị trưởng lão cũng lần lượt xuất hiện trong hư không giống như những giọt mưa. Nhìn lại thì có hơn 50.000 người, trùng trùng điệp điệp, khí thế lạnh lẽo tạo thành một đội ngũ khổng lồ xuất hiện trong đất trời, hoàn toàn chặn kín mọi đường lui. So với họ thì 100 người danh thiên viện lại chẳng đáng là gì. Cổ Lục Đạo, ông định cá chết lưới rách sao? Trận thế như vậy, ngay cả Trần Không Hành cũng biến sắc, lạnh giọng quát, nếu Trần Bát Hoang đã chết, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu, nhường đường, chúng tỏi sẽ lập tức rời đi. Các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cho rằng Học viện Thánh Phong tôi là khách sạn à. Cổ Lục Đạo bay lên trời, áo bào bay phần phật, hồn lực sôi trào, Cổ Lục Đạo tôi đã hơn 20 năm chưa từng ra tay, nếu cứ im lặng thì mọi người trên đời này cho rằng tôi là quả hồng mềm, muốn ngắt lấy nắn bóp gì cũng được chắc. Lục Đạo luân hồi. Cổ Lục Đạo không chút do dự. Trực tiếp sử dụng hồn kỹ mạnh nhất. Thoáng chốc, đất trời chợt âm trầm, mấy chục triệu người có mặt ở đây chỉ cảm thấy thần hồn dao động như bị một sức mạnh khủng bố nào đó khóa lại, dần dần không thể động đậy. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, hư không chợt nứt ra từng cái khe khủng bố như móc nối với thiên đạo. Vỏ số ánh sáng lấp lánh lóe lên trong không trung, sau đó xuất hiện những ký tự biến đổi kỳ lạ khó hiểu, âm luật. Vang vọng như có thần nhân đang ngâm sướng. Một luồng ánh sáng thần thánh như thác nước đổ xuống người bàn khai, phút chốc đã ngăn cách với mọi người, kéo hẳn ta vào thời không thần hồn do Cổ Lục Đạo làm chủ. Mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, đó là muốn giết bàn khai. Không xong. Sắc mặt bàn khai chợt thay đổi, bỗng cảm nhận được một sự nguy hiểm chí mạng. Đối mặt với Cổ Lục Đạo, hân ta hoàn toàn yếu ớt như con kiến, chẳng có sức chống cự. Bàn khai rõ ràng phát hiện linh khí trong người. Thậm chí là cảnh giới đều đang điên cuồng biến mất. Lão già kia, ông có biết xấu hổ hay không? Vậy mà lại ra tay với một tiểu bối. Trần Không Hành mặt đầy hoảng sợ, Cổ Lục Đạo đây là định giết bàn khai. Ông ta giơ lên một quyền, đấm thẳng vào kết giới ngăn cách bàn khai. Nhưng, vỏ dụng, bàn khai nhìn như đang à trước mặt ông ta, nhưng thực ra đã rơi vào một mảnh không gian khác. Bây giờ... Hẳn ta giống như là một cái hình chiếu nên một quyền của Trần Không Hành đã thất bại, không có một chút tác dụng nào. Trần Không Hành lại định ra tay thêm lần nữa thì bốn viện trưởng khác đã đứng dậy, tính cả 30 trưởng lão của Học viện Thánh Phong bao vây lấy ông ta và 100 người của danh thiên viện. Còn chấp pháp giả của Học viện lại ngăn cách mọi võ giả đang xem ở bên ngoài. Học viện Thánh Phong đang chấp pháp, dám can đảm bước qua ranh giới này nửa bước, chết. Người đứng đầu chấp pháp giả vung tay lên. Trường đao trong tay xẹt qua vẽ nên một cái khe màu đen, bổ đôi hư không. Ha, Học viện Thánh Phong, ghê gớm lắm hả? Đúng lúc này, chẳng ai ngờ trong đất trời lại vang lên một giọng nói cực kỳ chói tai. Sau đó, phụt, tên chấp pháp giả kia lập tức hóa thành một đống xương máu, chết. Người đứng đầu chấp pháp giả bỗng chốc chết ngay tại chỗ. Phải biết rằng, ông ta chính là một thần vương đó. Hơn nữa. Còn là thần vương tầng 3. Vậy mà, cứ thế đã chết.
không chỉ là những võ giả đang vây xem mà hơn 30.000 chấp pháp giả cũng ngây người. Bởi vì từ đầu đến cuối, họ đều không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chẳng nhìn thấy cả một bóng người. Gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, quầng sáng xung quanh bàn khai lập tức vỡ nát. Cổ Lục Đạo như bị thương nặng, thất tha thất thểu lùi lại mười mấy bước. Đồng thời, bên cạnh bàn khai bỗng xuất hiện một bóng người. Là một người đàn ông tóc dài mặc trường bào màu xanh, trông khoảng 37-38 tuổi, mặt mày có chút kiêu ngạo, rũ mắt nhìn xuống Cố Lục Đạo, mạng của bàn khai, Tạ Phong Vân tôi nhìn chúng đấy, ông có ý kiến gì à? Hóa ra người đến tên là Tạ Phong Vân. Cái tên đó vừa được nói ra, còn người Cố Lục Đạo chợt co rút lại, cậu là Tạ Phong Vân, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng nhà họ Tạ, một trong bốn gia tộc lớn ở Tây Hải. Đúng vậy. Tạ Phong Vân nhàn nhạt nói, xem ra, ông già nhà ông cũng có nghe qua tên tôi. Được đến sự xác nhận của hắn ta, mấy chục triệu võ giả có mặt ở đây đều chấn động. Có lẽ họ chưa từng nghe thấy cái tên Tạ Phong Vân, nhưng có mấy ai có thể tới học viện Thánh Phong mà lại chưa nghe đến nhà họ Tạ, một trong bốn gia tộc lớn ở Tây Hải chứ? Bốn gia tộc lớn ở Tây Hải, bất kể là cái nào cũng có thể xóa số một thế lực đứng đầu cấp 1. Bốn gia tộc nổi tiếng như cồn, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Dù nhà họ Tạ là gia tộc yếu nhất trong số bốn gia tộc thì cũng cực kỳ mạnh. Mà những người đã đến thần vương cảnh một thời gian như Cổ Lục Đạo, Trần Không Hành lại như sẩm bên tai đối với cái tên Tạ Phong Vân. Chỉ vì hắn ta có thực lực đứng thứ ba trong nhà họ Tạ. Chính là một gã bán thánh. Cái gì là bán thánh? Nếu nói Trần Không Hành, Cổ Lục Đạo là thần vương đỉnh đã nửa bước bước vào thánh nhân cánh thì Tạ Phong Vân đã bước vào được một bước. Trên thần vương, dưới thánh nhân chính là bán thánh. Sự chênh lệch đó nhìn như không lớn, nhưng thực ra với thực lực của hắn ta thì dù 10 Trần Không Hành cộng thêm 10 Cố Lục Đạo cũng không phải đối thủ của Tạ Phong Vân. Đây là bốn gia tộc lớn. Mặc dù là gia tộc yếu nhất như nhà họ Tạ thì người đứng thứ ba của họ cũng có thể xóa số bất cứ thế lực nào. Bất kể là Cổ Lục Đạo, Trần Không Hành hay toàn bộ cao thủ thần vương có mặt ở đây đều không hiểu sao Tạ Phong Vân lại xuất hiện và còn cứu bàn khai. Cổ Lục Đạo, nghe nói thần tiên tới cũng không cứu được bàn khai. Không biết Tạ Phong Vân tôi có thể cứu hắn ta được không? Tạ Phong Vân im lặng một lát rồi nhìn chằm chằm vào Cố Lục Đạo, nói với giọng có chút nghiền ngẫm. Câu đó vừa được nói ra, Cổ Lục Đạo, Làm Chi Tâm, mấy vị viện trưởng và ba mươi mấy trưởng lão khác đều im lặng. Sắc mặt họ đều khó coi đến cực điểm. Tạ Phong Vân rất mạnh, dù chỉ là bán thánh. Cũng không phải là người mà họ có thể chống lại. Mà giờ, hắn ta lại muốn bảo vệ bàn khai. Ai dám nói một chữ không? Một khi phản đối thì toàn bộ học viện Thánh Phong sẽ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Tạ Phong Vân tự mình mớ miệng muốn bảo vệ bàn khai, nói thật, dù đám Cổ Lục Đạo đồng ý thì cũng chẳng ai sẽ cảm thấy học viện Thánh Phong nhát gan sợ phiền phức. Vạn tiêu giới chính là như vậy, chơi luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Anh yếu, vậy anh phải nghe lời người khác, mặc người sai phái. Không nghe, vậy chỉ có một kết cục, đó là chết. So với sự im ắng, vắng lặng bên học viện Thánh Phong, mọi người bên danh thiên viện, đặc biệt là bàn khai, đều lộ ra vẻ bất ngờ, vui vẻ. Một chút sợ hãi xuất hiện ban nãy cũng biến mất không còn sót lại chút nào. Tạ Phong Vân đó. Ngay cả bàn khai cũng không ngờ một cao thủ như vậy lại đến đây cứu mình. Cố Lục Đạo, ông không nghe thấy lời nói của tôi hả? Trong sự yên tĩnh ấy, Tạ Phong Vân lại mở miệng, hờ hững nói, có phải, ông định từ chối không? Không. Cổ Lục Đạo yên lặng hoàn hồn, vội hỏi, cậu tự mình đến muốn người, Cổ Lục Đạo tôi há có thể từ chối? Có điều, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tại sao cậu lại cứu cậu ta? Hình như... cậu ta cũng không có quan hệ gì với nhà họ Tạ mà. Tạ Phong Vân khẽ nhíu mày, Tạ Phong Vân tôi làm việc còn cần phải giải thích với ông sao? Hắn ta vừa nói ra câu đó, sắc mặt Cổ Lục Đạo chợt đối tới đối lui, cơn giận trong lòng giống như núi lửa sập phun trào, quay cuồng, sôi sùng sục. Nhưng, một lúc lâu Vân không nói ra câu nào. Không phải ông ta không dám, mà là ông ta phải gánh vác rất nhiều. Mỗi tiếng nói cử chỉ và từng câu chữ của Cổ Lục Đạo đều ảnh hưởng đến tính mạng của hơn mấy chục ngàn người trong Học viện Thánh Phong và tương lai học viện. Uất ức, nhục nhã thật. Trong lòng Cố Lục Đạo điên cuồng kêu gào,
không ngờ có ngày ông ta lại phải chịu một sự sỉ nhục như thế. Điều này còn khiến Cố Lục Đạo cảm thấy nhục nhã hơn là bị tát một cái lên mặt cả ngàn lần. Theo sự im lặng của Cổ Lục Đạo, cả học viện cũng không có ai dám nói lời nào. Ngay cả thần vương như Cổ Lục Đạo và Trần Không Hành còn khúm núm thì họ lại có tư cách gì để nói chuyện. Ha ha! Tạ Phong Vân cười lạnh, nói cho ông biết cũng không sao, Tạ Phong Vãn tôi nhìn chúng bản khai, kể từ giờ phút này, cậu ta chính là đệ tử của tôi, ban cho họ Tạ, tên là Tạ Khai. Cái gì? Tạ Phong Vân muốn nhận bàn khai làm đệ tử. Giờ phút này, đám võ giả vẫn im lặng kia đều mớ to hai mắt, số bàn khai kia cũng đó quá rồi đó. Vốn dĩ hắn phải chết, giờ lại được Tạ Phong Vân nhìn chúng. Một bước lên trời luôn. Tuyệt đối là một bước lên trời. Trần Không Hành bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc và còn có chút tức giận. Ở Vân Tiêu giới, một người bái hai sư phụ tuy không phải chuyện hiếm thấy gì, nhưng trực tiếp cướp người như vậy hoàn toàn chính là không thèm nể mặt ông ta. Tiếc là ông ta chỉ có thể im lặng, không dám nói lời nào dù là nửa cẩu. Tạ Khai ra mắt sư tôn. Con người bàn khai hơi co rút lại, sau đó mừng rỡ như điên, lập tức quỳ xuống giữa trời, giọng điệu chân thành, trực tiếp tự xưng Tạ Khai. Tạ Phong Vân cũng không bất ngờ trước kết quả đó, người như hắn ta muốn thu đệ tử thì chưa bao giờ từng thất bại. Hân ta ngừng một chút rồi nói tiếp, ta nghe nói con đạt được 18 luồng linh tinh, lấy ra làm lễ bái sư đi. Hả? Bàn khai ngấn ra, hiển nhiên không ngờ Tạ Phong Vân sẽ nói câu đó. Có điều, nghĩ lại cũng bình thường, e rằng mục đích lần này của Tạ Phong Vân chính là linh tinh. Loại tài nguyên ấy, dù nhà họ Tạ ở Tây Hải hay bán thánh thì cũng hết sức quý trọng. Tuy bàn khai có chút không nỡ, nhưng Vân lấy ra tất cả linh tinh, sư tôn. Vốn là 18 luồng linh tinh, nhưng đệ tử đã luyện hóa 6 luồng khi ở Đại Thiên Bí Cảnh, chỉ còn lại 12 luồng. Không sao. Tạ Phong Vân vung tay lên, cất bình nhỏ phong ấn linh tinh vào nhẫn tu di, nếu làm đệ tử của ta. Vậy vi sư cũng cho con một món quà gặp mặt. Hẳn ta vừa nói vừa nhìn về phía Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ, rồi nói với bàn khai, chẳng phải con thích hai người phụ nữ kia sao? Từ giờ trở đi, họ chính là của con. Tạ Phong nói một cách hết sức hờ hững giống như Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ chính là hai món hàng hóa của mình, mặc cho mình giải quyết, hoàn toàn không thèm quan tâm đến suy nghĩ của Cổ Lục Đạo và mọi người trong học viện Thánh Phong. Cảm ơn Stone. Bàn khai lập tức vui vẻ, trong mắt lóe lên vẻ hài hước. Nếu Trần Bát Hoang đã chết, vậy chơi đùa với người phụ nữ của hắn cũng không tệ. Chơi chết người phụ nữ của hắn khiến mẩy cô đi gặp Trần Bát Hoang rồi kể lại những gì mình đã trải qua với hắn thì chẳng phải càng tuyệt hơn sao? Tạ Phong Vân lại liếc Cổ Lục Đạo nói, ông, đã nghe thấy lời tôi nói chưa? Cổ Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, Vệ Hải Tâm và năm vị viện trưởng kế cả hơn 30 trường lão cùng một đám chấp pháp giả đều lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng mà. Một đám mặt mày đỏ bừng. Siết chặt nắm tay, con ngươi rực lửa. Ức chế. Thật là hết sức ức chế. Chương 1754. Còn Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ thì sao? Hai cô đều ngơ ngác giống như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc kêu lên ong ong, trong đầu chỉ còn lại tin Trần Bát Hoang đã chết, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu. Tiền bối. Mãi một lúc lâu sau, Cổ Lục Đạo mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Phong Vân. Mặt mày xám như cho tàn, bước lên trước mấy bước chắn trước mặt Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ nói với giọng hết sức kiên quyết, cậu muốn cứu bản khai cũng được, nhưng muốn hai cô bé này thì không được. Đoạn này không đọc được nằm trong chương 1754, chuyện chữ Tam Linh 247. Vừa dứt lời đã thấy một luồng sáng vàng vọt tới từ đằng xa, chỉ vài giây sau đã vững vàng đứng ở trước mặt Cổ Lục Đạo. Ánh vàng biến mất. Điều đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một bộ đồ màu đen đang bay phấp phới, sau đó là một vò rượu. Người đến vừa dừng lại đã ngửa đầu uống rượu, hầu kết lăn lộn, ừng ực mấy ngụm, khóe miệng chảy xuống vài giọt nước trông hết sức tự tại và phóng khoáng. Vài giây sau, rượu gần không còn và cạn sạch thì anh mới dừng lại, bỏ vò rượu xuống, hơi thở mang theo một mùi rượu lạnh nhạt nói, dám gây chuyện ở học viện Thánh Phong, còn dám lấy người phụ nữ của Trần Bát Hoang tao làm hàng hóa. Tạ Phong Vân, mày tính cái thứ gì? Khi vò rượu được lấy ra, cùng lúc đó, hình dáng của người này cũng đột nhiên xuất hiện trong con ngươi của tất cả mọi người,
Trần Bát Hoang. Nhìn thấy anh, toàn bộ học viện Thánh Phong, tất cả các võ giả đều hơi sững sờ, ai nấy cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lâm vào trạng thái im lặng trong giây lát. Bao gồm Cổ Lục Đạo, một số vị viện trưởng, Âu Dã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ, tất cả đều ngây người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Không phải Trần Đức đã vào núi Vạn Long, chết rồi sao? Bát hoang.con.con vẫn còn sống. Phía sau Trần Đức, cơ thể già nua của Cổ Lục Đạo hơi khựng lại, khuôn mặt ông ta đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được và phấn khích. Sư tôn, các vị viện trưởng, xin lỗi, Trần Đức đến muộn làm mọi người lo lắng rồi, suýt nữa đã khiến học viện Thánh Phong xảy ra chuyện. Trần Đức quay lại, hơi cúi đầu, vẻ mặt đầy ý xin lỗi. Được rồi, chỉ cần sống sót trở lại là tốt rồi. Cổ Lục Đạo vui mừng gật đầu, Trần Đức trở lại, nút thắt trong tim ông ta đã được tháo gỡ. Chồng à! Trái tim của Âu Dã Tư Linh đập thình thịch, đôi mắt xinh đẹp chín Trần Đức không chớp mắt. Mặc dù Diêu Mộng Vũ đứng bên cạnh cô không nói gì, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, anh Hoang. Tử Phong siết chặt tay, Trần Đức trở về, trong lòng anh ta cũng vui mừng khôn xiết. Vợ, Mộng Vũ, anh Từ. Trần Đức chào hỏi từng người một, sau đó ngừng một lát rồi nói, mọi người yên tâm, học viện Thánh Phong có tôi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Về phần đám người Tạ Phong Vân và Bàn Khai thì anh trực tiếp phớt lờ. Những người này sao có thế quan trọng bằng Stone, phụ nữ và anh em của anh? Ha ha ha! Lúc này một loạt tiếng cười nhạo, châm chọc và giễu cợt đột nhiên vang lên, rất nhiều người đã bật cười, tao còn tưởng là ai, hóa ra, ha ha, hóa ra là Trần Bát Hoang. Đúng thật là sư tôn thế nào thì dạy nên đệ tử thế nấy, đúng là ngu ngốc đến cùng cực, dám nói chuyện với Tạ Phong Vân như vậy. Có lẽ là uống nhiều rượu quá nên não không bình thường rồi. Sau khi hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, vô số lời nói chói tai vang lên khắp tứ phương tám hướng. Trên không trung, Tạ Phong Vân cũng cảm thấy cực kỳ nhàm chán và thất vọng. Hắn ta còn tưởng là cao thủ hay cường giả lợi hại nào tới đây, trong giây lát còn có chút kinh ngạc, ai ngờ lại là một con kiến nhỏ bé. Trong khoảng thời gian này, hắn ta tình cờ đi du lịch ở Đông Nguyên, tất nhiên hân ta đã nghe nói sơ qua về chuyện ở Học viện Thánh Phong, nếu không, hắn ta đã không đến đây. Ngoài Bàn Khai, cái tên mà Tạ Phong Vân được nghe nhiều nhất chính là Trần Bát Hoang. Tất cả những chuyện hẳn ta nghe được đều liên quan đến vụ Bàn Khai thách đấu Trần Bát Hoang chạy trốn thế nào, sợ hãi và hèn nhát ra sao. Không ngờ một người như vậy lại dám ra mặt nói chuyện với hắn ta. Bàn Khai, không phải con thách thức con kiến đó sao? Bây giờ hắn đến rồi, còn xúc phạm sư tôn của con, biết nên làm gì rồi chứ? Tạ Phong Vân nhàn nhạt nói. Sư tôn yên tâm, loại con sâu cái kiến không biết trời cao đất dày này, con sẽ chặt đầu hắn làm cái bô cho người. Nói xong, hắn ta bước ra, cười khẩy nói, Trần Bát Hoang, mày là thứ chó má gì mà dám nói sằng nói bậy với sư tôn của tao như vậy. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Đồ ngu! Tâm cảnh của Trần Đức đã khác trước rất nhiều, trước đây anh chỉ ở thần tôn đỉnh phong. Chỉ có thế miên cưỡng coi Bàn Khai là đối thủ. Còn bây giờ, ngay cả 100 tên Bàn Khai cũng không đủ để anh giết. Dứt lời. Trần Đức không nói thêm tiếng nào, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trong khoảng không, kiếm long ngâm đột nhiên lao ra. Chết tiệt. Bàn Khai vô cùng tức giận, hành động của Trần Bát Hoang rõ ràng là đang coi thường và phớt lờ hắn ta. Mặc dù người tu kiếm lấy kiếm làm chú, cũng có thể ngự kiếm. Nhưng khi đối mặt với một kẻ thù ngang ngửa, không ai ngự kiếm cả, một khi gặp sơ suất, rất có khả năng xảy ra chuyện. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Không chỉ ngự kiếm mà thậm chí còn đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, không thèm nhìn thẳng hắn ta một cái. Cửu Thiên Thập Tuyệt Kiếm. Bàn Khai nổi cơn thịnh nộ, sử dụng võ kỹ mạnh nhất, ánh sáng đỏ nhởn nhơ lấp lánh trên bầu trời, linh lực cuồng bạo lại một lần nữa bùng phát, bao trùm toàn bộ thiên địa. Bùm bùm bùm. Hư không run lên, núi non tách ra, phái nói Cửu Thiên Thập Tuyệt Kiếm thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi chí với sức mạnh tích trữ cũng đủ để khiến nhiều võ giả đứng không vững. Ngay cả Tạ Phong Vân cũng khẽ gật đầu. Đánh nát cho tao. Bàn Khai tức giận gầm lên, thanh kiếm đỏ như máu trong tay mang theo sự tự tin và uy thế điên cuồng chém xuống. Keng. Ngay sau đó, một tiếng kim loại gãy nứt, rít gào đinh tai nhức óc vang lên,
trên mặt bàn Khai lộ ra nụ cười bá đạo, kiêu ngạo và châm chọc, hân ta còn chưa kịp thu lại nụ cười thì khuôn mặt đã đông cứng, đồng tử co rút lại. Sau đó, thanh kiếm trong tay hắn ta vỡ tan. Kiếm và kiếm đánh nhau, kiếm của hắn ta giống như đậu phụ, từng mảnh vỡ nát, nổ tung. Sau thời gian nửa hơi thở, chỉ còn lại một chuôi kiếm. Kiếm Long Ngâm không hề ngừng nghỉ phút giây nào, gần như trong cùng một giây, phập. Mũi kiếm cắm sâu vào cơ thể Bàn Khai, xuyên qua tim hắn, sau đó lại rút ra rồi lại tiếp tục đâm vào. Phập, phập, phập. Kiếm Long Ngâm cứ rút ra rồi lại đảm vào, trong vòng chưa đầy 2 giây đã xuyên qua cơ thể Bàn Khai hàng ngàn lần, vô số đóa hoa máu nở rộ, máu tươi từ trong người hắn ta phun ra như suối. Suốt cả quá trình, Bàn Khai giống như bị thuật định thân, đứng yên bất động. Không phải hắn ta không muốn kháng cự, mà là hắn ta hoàn toàn không thể cử động được. Thanh kiếm của Trần Bát Hoang quá xáo quyệt. Mỗi lần xuyên qua đều đâm trúng huyệt đạo và kinh mạch của Bàn Khai, phá vỡ trật sự vận hành nguyên khí của hắn ta. Phập. Mũi cuối cùng, Kiếm Long Ngâm đâm xuyên qua ấn đường của hắn ta, đến tận thần hái, sau đó. Khoảnh khắc đó, Bàn Khai giống như diều bị đứt dây, từ trên trời rơi xuống đất cái rầm khiến bụi bay mù mịt. Nhưng Kiếm Long Ngâm vẫn không dừng lại, trực tiếp lao thẳng về phía Trần Không Hành. Vù. Lần này, Kiếm Long Ngâm bùng phát với khí thế mạnh hơn, kiếm lĩnh hoan hiến hiện, trong hư không kiếm quang lấp lánh khắp bầu trời, vô cùng chói mắt. Tiêu Bối, dám làm càn. Sát khí đột ngột lao đến khiến Trần Không Hành phải khiếp sợ, ông ta mạnh hơn Bàn Khai và có kinh nghiệm thực chiến hơn. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta đã di chuyển và thi triển một chiêu võ kỹ rất đáng sợ, sau khi tích trữ sức mạnh thì tung nằm đấm về phía Kiếm Long Ngâm. Bùm! Trong một phần ngàn của một giây, kiếm và nắm đấm va vào nhau. Sau đó, nắm đấm của Trần Không Hành trở nên máu thịt tung tóe, năm ngón tay gãy nát, một kiếm này quá cuồng bạo, ông ta căn bản không thể chống đỡ được. Trong nháy mắt, tất cả kiếm quang của Kiếm Linh Hoan đều lao xuống, Trần Không Hành bị chia năm xẻ bảy, nổ tung giữa trời. Trên không trung chỉ còn lại tiếng gào thét của Trần Không Hành, ông ta cũng giống như Bàn Khai, chết ngay tại chỗ. Bù! Kiếm Long Ngâm xuyên qua khoảng không trở lại bên cạnh Trần Đức, lơ lửng trên không trung, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất, giữa thiên địa chỉ có tiếng máu chảy, ngoài ra, mọi thứ đều yên lặng. Trắng mấy chốc, mặt đất đã tràn ngập màu đỏ tươi, gió nhẹ thổi qua, áo choàng đen của Trần Đức tung bay, vẻ mặt anh không thay đổi, ngay cả động tác cũng không thay đổi, yên lặng đứng im tại chỗ, giống như một cây thông già sừng sững đứng giữa trời. Giữa thiên địa, giờ phút này ánh mắt của tất cả các võ giả đều đổ dồn về phía Trần Đức. Vô số cảm xúc lần lượt đan xen trong tâm trí của bọn họ giống như bức tượng điêu khắc, từng tế bào trong cơ thể, từng sợi tóc đều như đóng băng, bất động. Trong con người có muôn vàn cảm xúc đan xen, kinh hãi, khiếp sợ, chấn động. Bàn Khai, Trần Không Hành .com mẹ nó cứ như vậy mà chết rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Thời gian xảy ra toàn bộ quá trình, chưa đầy 10 hơi thở. Nhưng, 10 hơi thở này lại khiến mọi người cảm thấy như một giấc mộng, nếu không phải trong không khí vẫn còn xương máu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin là thật. Đó là Bàn Khai, Trần Không Hành đấy. Một người là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Nhân tài kiệt xuất trong số nhân tài kiệt xuất, mấy ngày trước vừa đột phá lên thần vương, ngay cả Vệ Hải Tâm cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Người còn lại là viện trưởng của Danh Thiên Viện ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, thực lực so với Cố Lục Đạo không yếu hơn chút nào. Hai người họ dù ở trong Vân Tiêu giới thì chắc chắn cũng là người tài ba trong số người tài ba. Nhưng sự thật là bọn họ đã chết. Bọn họ chết một cách nhanh gọn lẹ, không có chút gì gọi là dây dưa lằng nhằng. Nói một cách khó nghe, Trần Bát Hoang giết bọn họ như giết gà giết chó, dễ dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong không khí, màn sương máu đỏ tươi đó xông thẳng vào tâm trí, nhãn cầu và trái tim của mọi người. Quá khủng khiếp. Đừng nói những người ngoài cuộc như bọn họ, ngay cả Cổ Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, Vệ Hải Tâm, tất cả các vị viện trưởng của Học viện Thánh Phong, trưởng lão, chấp pháp giả, Giao Mộng Vũ, Âu Giá Tư Linh và những người hiểu rõ về Trần Đức, tất cả bọn họ đều sửng sốt, vẻ mặt ai nấy cũng đầy kinh. Hoàng! 2 tháng trước, Trần Bát Hoang chỉ mới ổ cảnh giới thần tôn đỉnh phong,
nhưng bây giờ, anh đã giết Trần Không Hành chỉ với một kiếm. Hay nói cách khác, cho dù người mạnh nhất học viện Thánh Phong là Cổ Lục Đạo, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Từ khi Trần Đức gia nhập học viện Thánh Phong đến nay, tổng cộng bao lâu? Chưa đầy 10 tháng. Trong vòng chưa đầy 10 tháng, anh đã vượt qua tất cả mọi người trong học viện Thánh Phong, thậm chí còn vượt qua cả Cổ Lục Đạo. Nếu như trước đây, có người nói một thanh niên hơn 20 tuổi từ thần tôn đỉnh phong vượt qua Cổ Lục Đạo, nhất định sẽ có người cười nhạo người phát ngôn là kẻ não tàn, nói mớ. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như ngày hôm nay. Ngay cả Tạ Phong Vân cũng ngây người sửng sốt. Nếu đối lại là hắn ta, có thể giết Trần Không Hành một cách dễ dàng và nhẹ nhàng như vậy. Không, có thể. Nhưng, hắn ta là ai? Hắn ta là Tạ Phong Vân của nhà họ Hạ. Sự tồn tại đứng thứ ba trong bảng xếp hạng của nhà họ Tạ. Nói cách khác, trong nhà họ Hạ ở Tây Hải chỉ có hai người có thể vượt qua hắn ta. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Chỉ là đệ tử của học viện Thánh Phong, hơn 2 tháng trước Vân Chí là võ giả thần tôn đính phong. Lúc này, hắn ta bắt đầu nghi ngờ không biết những lời đồn đại về cảnh giới thần tôn đỉnh phong của Trần Bát Hoang mà hắn ta từng nghe trước đây có phải là thật không. Trong 2 tháng, từ thần tôn đỉnh phong đến việc giết chết Trần Không Hành trong vài giây, chuyện này sao có thể chứ? Hay, hay quá! Cổ Lục Đạo kích động đến nôi toàn thân run. Lên, ông ta là người đầu tiên sực tỉnh sau cú sốc đó, cả người nối đầy da gà, tinh thần vô cùng xúc động, Bát Hoang, con, thực sự đã trở nên mạnh mẽ rồi. Lúc nãy, khi Trần Bát Hoang xuất hiện, ông ta có chút lo lắng, thậm chí còn cho rằng anh có chút kiêu ngạo, thái độ của anh đối với Tạ Phong Vân nên tốt hơn chút. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông ta lại cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào về sức mạnh khủng khiếp của Trần Đức. Nở mày nở mặt. Hơn 20 tuổi, với sức mạnh như vậy, tìm khắp Tiêu Vân giới thì 100% cũng chỉ có một người. Cổ Lục Đạo hiểu được, chuyến đi của Trần Đức đến núi Vạn Long lần này đã thu hoạch được không ít. Sư tôn, tất cả những điều này, vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ của người. Trần Đức bình tĩnh mỉm cười, sau đó anh ngước mắt lên nhìn Tạ Phong Vân, hình như học viện Thánh Phong không hề đắc tội mày đúng không? Đúng, không hề. Tạ Phong Vân đã thu lại sự khinh thường và kiêu ngạo trước đây, bắt đầu cực kỳ coi trọng Trần Đức, trong sự coi trọng này, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Trần Bát Hoang thực sự là quá mức đáng sợ. Bất kể 2 tháng trước anh có phải là cường giả thần tôn hay không, ít nhất, anh thực sự chỉ mới có 20 mấy tuổi. Còn Tạ Phong Vân, trông như hơn 30 tuổi, trên thực tế. Đã sống hơn 200 năm. Nếu đã không có... Tại sao mày phải giết chấp pháp giả của học viện Thánh Phong tao, tại sao phái tặng người phụ nữ của tao cho bàn khai? Là cảm thấy người phụ nữ của tao không phải con người, hay là cảm thấy Trần Bát Hoang tao rẻ ức hiếp? Trần Đức nói giọng rất lãnh đạm, nhưng trong giọng điệu lại toát ra mấy phần ép bức. Những lời này lại khiến rất nhiều võ giả tê dại ra đầu, toàn thân run rẩy như bị sét đánh. Trần Bát Hoang đang ép hỏi, chất vấn Tạ Phong. Vâng. Mấy chục triệu võ giả có mặt, đông đúc chật kín, như cá chép qua sông, nhưng... Ai dám như vậy? Tạ Phong Vân nhất thời nghẹn lời, mấy câu nói của Trần Bát Hoang khiến hắn ta á khẩu không biết nói gì. Nếu một phút trước, Trần Bát Hoang dám ăn. Nói với hắn ta như vậy, hắn ta đã sớm ra tay, nhưng bây giờ... Đối đầu với Trần Bát Hoang, hắn ta thực sự không nắm chắc. Tính cách của Tạ Vân Phong vô cùng thận trọng, chuyện mà không nắm chắc. Thông thường hắn ta sẽ không làm. Hít sâu một hơi, áp chế sự chấn hãi trong lòng, Tạ Vân Phong cố hết sức khiến vẻ mặt bình tĩnh, sau đó, chắp tay nói. Anh Trần, thực lực của anh, Tạ Vân Phong xin phục, chuyện hôm nay dừng tại đây. Tạ Vân Phong vừa nói lời này, tất cả võ giả xung quanh đều kinh ngạc và bất ngờ. Tên nhóc đó thật may mắn, Tạ Vân Phong lại không truy cứu. Đúng thế, có lẽ Tạ Vân Phong thấy hắn còn trẻ. Muốn kết giao. Tạ tiền bối thực sự khoan dung độ lượng, đồng thời cũng liên quan đến tính cách thận trọng của anh ta đấy. Người lên tiếng nói là mấy lão thần can, bọn họ. Biết rõ Tạ Phong Vân đáng sợ đến mức nào, cường mạnh đến mức nào, càng biết khoảng cách giữa thần can và bán thánh lớn thế nào. Vì vậy, cho rằng Tạ Vân Phong nế mặt và cấp bậc của Trần Bát Hoang, thậm chí có thể nói là khoan dung độ lượng, đại nhàn không chấp tiểu nhân. Tạ Phong Vân cũng nghĩ như vậy, với hắn ta,
là một thành viên của nhà họ Tạ, cho dù hắn ta không phải bán thánh, là thần vương bình thường, học viện Thánh Phong cũng không dám làm gì hắn ta. Hắn ta có thể chấp tay, gọi Trần Bát Hoang là anh Trần, đó cũng là ân huệ, là ban thưởng với Trần Bát Hoang và học viện Thánh Phong rồi. Sau khi chắp tay nói xong, hắn ta chắp hai tay sau lưng, đợi đám người Trần Bát Hoang thuận nước đẩy thuyền. Dừng lại tại đây. Nhưng đúng giây phút hắn ta dứt lời, Trần Đức cười, khóe miệng cong lên một góc mỉa mai đầy thú vị. Tạ Phong Vân, mày giết chấp phá giả học viện Thánh Phong, lại tặng người phụ nữ của tao cho người khác, mày muốn dừng lại tại đây, câu nói đùa này không buồn cười chút nào. Tạ Phong Vân ngấn người, trong ánh mắt lóe lên vẻ nóng nảy. Trần Bát Hoang, vậy mày muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn lấy mạng của tao? Trong đôi mắt Trần Đức lóe lên tia sáng, đúng thế, mày trả lời đúng rồi, tao muốn lấy mạng của mày. Muốn lấy mạng của tao? Sắc mặt Tạ Phong Vân âm trầm bất định, lóe lên tức giận, lập tức, giọng điệu trở nên nham hiểm, trong đôi mắt tràn ngập sát ý đáng sợ. Hắn ta muốn cho Trần Bát Hoang một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội, không ngờ, đối phương lại muốn lấy mạng của hắn ta. Chỉ bởi vì hắn ta đã giết một thần vương. Không biết tốt xấu. Nếu đã chắc chắn Trần Bát Hoang muốn ra tay, Tạ Phong Vân cũng vô cùng quyết đoán, không hề do dự, áp chế tất cả cảm xúc trong lòng, sau đó. Ra tay. Phệ mãng quyền. Tạ Phong Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay, trong đôi mắt tràn đầy tia máu máu, tiếng động như sấm sét, chỉ một tiếng quát đó, đã tạo thành lực sát thương đáng sợ, không khí xung quanh bỗng co lại, tầng tầng không gian sập đổ. Bên ngoài ngàn mét, hơn chục ngàn võ giả ù cả hai cái, đôi mắt phun máu, chấn hãi lòng người, đáng sợ không thể tả được. Cùng với thi triển võ kỹ, lại thấy Tạ Phong Vân giống như hóa thành yêu ma, một cánh tay, nguyên khí hội tụ, pháp tắc thiên địa quấn quanh, ngưng tụ ra một con mãng xà lớn, trên mãng xà khổng lồ, tràn ngập sức mạnh pháp tắc này đến pháp tắc khác, giống như mãng xà sống, điên cuồng cuồn cuồn. Ầm ầm, quyền còn chưa đến, dãy núi xung quanh như sập đê. Không ngừng sập đổ, bụi bay mù trời. Quyền này, cực kỳ mạnh. Phệ mãng quyền lướt qua khoảng không, khuấy đảo không gian hỗn loạn, cả trời đất rơi vào hỗn độn. Bóng tối, duy trì có mãng xà khổng lồ đó kinh thiên, mang theo khí tức nguy hiểm đáng sợ, nồng. Đặc, mấy vị viện trưởng cổ lục đã óp Lâm Chi Tâm ở cách xa như vậy cũng cảm nhận được sự nỗi sợ đến từ sâu trong linh hồn. Mạnh như bọn họ, trái tim gần như muốn nổ tung. Cảm giác áp bức đáng sợ khiến bọn họ không thở nổi. Tạ Phong Vân thực sự rất mạnh. Hắn ta là bán thánh, tuyệt đối không phải bẽn ngoài thối phồng, mà thực sự có thực lực đáng sợ, ngang ngược. Bán thánh thực sự có thể khơi dậy pháp tắc đại đạo, không còn tu hành linh khí, mà là tu hành nguyên khí. Những võ giả và bán thánh như thần vương, thần tôn bình thường hoàn toàn không thể sánh được. Bọn họ tự hỏi, mạnh như Cố Lục Đạo, ổng ta cũng không thể tiếp nổi quyền này. Nếu không phải trước đó Trần Bát Hoang dễ dàng giết hai người bàn khai, Trần Không Hành, tạo ra kỳ tích kinh thiên, Tạ Phong Vân ra tay, e rằng bọn họ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cũng may, bọn họ có Trần Bát Hoang. Ở hiện trường, nếu nói ai có thể tiếp được quyền này của Tạ Phong Vân, thì chỉ có một mình Trần Bát Hoang. Thú vị! Cũng đúng lúc Tạ Phong Vân hội tụ thế quyền, Trần Đức khẽ mỉm cười, sau đó cũng ra tay. Tạ Phong Vân dùng quyền. Còn anh lại dùng chướng. Võ kỹ cấp cao địa giai, Phượng Minh Trưởng. Lúc này, khoảnh khắc anh ra tay trong cơ thể Trần Đức kim quang lóe lên, mái tóc, đồng tử, giữa đôi lông mày của anh hoàn bộ hóa thành màu vàng, ánh vàng rực rỡ, như mặt trời chói chang, chói lòa nhức mắt, khiến người ta không mớ nối mắt. Cực cảnh. Dù sao anh cũng chỉ là thần vương tam trọng, đối phó với bán thánh, buộc phải dùng hết sức lực. Cho nên anh tung ra cực cảnh, đồng thời cũng điên cuồng vận hành cực ảnh cửu trọng. Ầm ầm ầm. Lúc này, trong bóng tối, kim quang nhấp nháy, Trần Đức che lấp bầu trời, mang theo sức mạnh dữ dội vô tận, đấu với Tạ Phong Vân. Vãi, tên nhóc đó điên rồi chắc, dám dùng chướng đế đấu lại. Một lão thần vương không nhịn được thốt ra lời, kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Đức. Quá ngạo mạn, quá điên cuồng. Trần Bát Hoang chỉ là một thần vương thôi. Còn Tạ Phong Vân là một vị bán thánh thực sự, một quyền của hắn ta đã mạnh đến mức độ chấn động trời đất, hủy diệt không gian, lúc này, lựa chọn lý tướng nhất, khôn ngoan nhất phải là sử dụng vũ khí trận pháp. Ai có thể ngờ được, Trần Bát Hoang lại mẹ kiếp,
dùng cơ thế dùng một trưởng đế đối chọi. Có rất ít người của Vân Tiêu giới biết cực cảnh, cho dù có biết cũng không ai từng thấy cực ảnh, nếu không, cảnh này rơi vào trong mật cường giả thần vương như bọn họ, hoàn toàn chỉ là hành động điên cuồng, kẻ điên, ngu dốt, tự tin thái quá, là tự tìm cái chết. Cùng đúng giây phút đó, quyền và chướng đập vào nhau. Ầm. Trong tích tắc, thiên địa ầm ầm, dường như cả thế giới như vỡ nứt, trên bầu trời, ngay cả khoảng không cũng xuất hiện một động đen chân không khổng lồ, cuồng phong gào thét. Khí tức bùng nổ dao động, cuốn bốn phương tám hướng, cho dù là các luồng khí lưu, cuồng phong cũng bao phủ trong vòng bán kính chạm dặm, tất cả cây cối, dãy núi, tảng đá, sáng chói đến hóa thành cho bay, cát bụi cuốn quét khắp trời, thiên địa hỗn loạn. Trong học viện, mười mấy ngọn núi cao chọc trời sập đổ ngang sườn, cát đá, bụi mù bay khắp trời. Các con sông dài hội tụ, đan nhau giống như bị đặt bom, hoa nước nổ tung, sông lớn đứt đoạn. Trong hiện trường, hàng chục triệu võ giả, có hơn một nửa số người cùng bị thương, thậm chí có người bị thương nặng, miệng phun máu. Mà đây chỉ là một quyền và một trường đụng vào nhau, tạo thành dao động khí tức thôi. Đây đâu phải là cuộc chiến giữa tu sĩ, mà là các thần. Điên rồi, đấy chính là bán thánh ư. Vô số võ giả giống như dã thú ma quý, không màng tất cả điên cuồng lui lại, bỏ trốn, tránh xa chiến trường. Sau khi chạy đến phạm vi an toàn, các võ giả vội vàng dừng lại, đôi mắt hung phấn, kích thích, mong chờ nhìn về phía trung tâm lốc xoáy. Tuy nơi đó hỗn loạn cả một vùng, cũng không nhìn rõ được gì, nhưng mỗi một võ giả đều chăm chú quan sát, không muốn rời mắt nửa giây, bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc, đồng thời, bọn họ cũng muốn biết giữa Trần Bát Hoang và Tạ Phong Vân, rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Gần 10 giây sau, cuối cùng, ảnh hỗn loạn phía trước dần ổn định lại, cát bụi dần lắng xuống, cuối cùng, một bóng hình xuất hiện trong mắt bọn họ, là Trần Bát Hoang. Màu vàng trong cơ thể anh đã biến mất, trở lại như ban đầu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng vẫn như giếng lặn không gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, một chiếc áo bảo đen nguyên vẹn, không bị tổn thương. Tạ Phong Vân đâu? Trong cánh hỗn loạn, ánh mắt của tất cả mọi người tìm kiếm bóng dáng của Tạ Phong Vân. Một hai giây sau, bọn họ đã tìm được. Bóng hình của Tạ Phong Vân ở chỗ cách ngàn mét, trong đống đá, cơ thể Tạ Phong Vân rơi vào trong đó, rơi xuống rất sâu, như bị chôn sống xuống đáy hố. Một cánh tay của hắn ta, ngay cả hơn nửa cơ thể, máu thịt lẫn lộn, có thể nhìn thấy xương cốt. Một vũng máu màu đỏ cực kỳ chói mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, chấn kinh và không thể tin nổi khó mà che được. Nhìn thấy cảnh này, đâu chỉ có Tạ Phong Vân kinh sợ. Hàng chục triệu, gần trăm triệu các võ giả đông đúc chật kín đầu nhấp nhô, hoàn toàn rơi vào chấn hãi, không thể tin nổi. Từng đôi mắt nhiều không đếm hết nhìn chằm chằm Tạ Phong Vân, đúng là không dám tin cảnh này là sự thật. Trần Bát Hoang. Thắng rồi. Với cảnh giới thần vương, một trường, đấu với một quyền, đánh Tạ Phong Vân bị thương nặng. Ai biết, bọn họ vẫn đánh giá thấp, đánh giá Trần. Bát Hoang vỏ cùng thấp một cách nghiêm trọng. Thường ngày, những người bọn họ, người nào cũng tự xưng là thiên tài tu võ, vượt qua 90% võ giả, nhưng, ha ha. Trước ánh mắt trời rực rỡ Trần Bát Hoang này, ngay cả sao sáng, đom đóm mà bọn họ cũng chẳng bằng. Cùng lắm chỉ là một hạt cát. Hai tháng, nhớ lại hai tháng trước, thực lực của Trần Bát Hoang, e rằng cũng không bằng một phần vạn của hiện giờ. Sâu trong lòng mỗi người, ngoại trừ chấn hãi, chỉ còn lại tự hào. Tự hào sâu sắc. Không vì gì khác. Trần Bát Hoang là đệ tử của Học viện Thánh Phong bọn họ. Là đệ tử của Lục Cổ Đạo. Là người đàn ông của Âu Dã Tư Linh. Làm sao bọn họ có thể không tự hào chứ? Cùng lúc đó, Trần Đức lại cảm khái, nói chuyện với Linh Lung, thực lực bán thành, quả nhiên rất mạnh, tôi vẫn quá yếu. Một chiêu Phượng Minh Trưởng, vốn là võ kỹ cấp cao địa giai, mà trong lúc thi triển Phượng Minh Trưởng, anh còn vận hành cực ảnh cửu trọng, thăng hoa trạng thái của bản thân đến cực cảnh. Một chiêu Phượng Minh Trưởng là võ kỹ cấp cao địa giai, trong lúc thi triển Phượng Minh Trưởng, anh còn vận cực ảnh cửu trọng, thăng hoa trạng thái của mình đến cực ảnh. Với các loại sức mạnh, anh gần như đã sử dụng 90%, gần hết toàn bộ sức mạnh. Phải biết rằng, một trưởng của anh không chỉ đơn giản là nguyên khí tấn công, trong đó, còn có sức mạnh thần thức, vốn dĩ dưới sự kết hợp của những loại sức mạnh này, Trần Đức có thể một trưởng giết chết Tạ Phong Vân,
không ngờ, đối phương chỉ bị thương nặng, khiến anh vô cùng bất ngờ. Trong thức hải, Linh Lung không còn gì để nói. Anh đang khoe khoang hả? Anh còn yếu. Nếu anh yếu, mấy chục triệu, hơn trăm triệu võ giả học viện Thánh Phong dứt khoát dập đầu mà chết cho xong, sống còn có ý nghĩa gì nữa? So sánh tốc độ của Trần Đức và bọn họ, đúng là khác biệt như ngồi hỏa tiễn và rùa bò. Như vậy mà còn nói mình yếu. Tôi khinh. Không biết xấu hổ. Nhóc Trần, người ta là bán thánh, anh chỉ là một cặn bã thần vương tam trọng, tu sĩ cảnh giới như anh, thông thường muốn sờ được vào tóc của bán thánh cũng là một chuyện khó, anh đã đánh hắn ta bị thương nặng, còn muốn thế nào? Giọng điệu Linh Lung đầy ngưỡng mộ, u oán, trước đây cô ta vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi, là yêu nghiệt, nhưng so với Trần Đức, cô ta vẫn ảm đạm không lóe sáng, sự đáng sợ của người này đã vượt qua dự liệu ban đầu của cô ta. Đòn này của anh, nói là khuynh đảo càn khôn, độc nhất vô nhị, tuyệt đối không ai vượt qua được, rốt cuộc yêu cầu của anh với bản thân cao đến mức nào. Xin anh đừng ức hiếp người quá đáng được không? Linh Lung càng nói lại càng muốn thổ huyết, hận không thế xông ra dúi chết Trần Đức. Ấy! Trần Đức hơi ngượng ngùng, thực ra anh cảm khái từ tận đáy lòng, chứ không phải khoe khoang, càng không có ý ức hiếp người khác, phải biết rằng. Anh từng biết đến cường giả tuyệt đỉnh như Đoàn Sơn Nhạc. Ánh mắt sớm đã thoát khỏi phạm vi bán thánh. Yêu cầu của anh với bản thân, tất cả là lấy thực lực của Đoàn Sơn Nhạc làm chuẩn, cho nên mới cảm khái như vậy. Nhóc Trần, tôi đề nghị sau khi giải quyết chuyện ở đây, anh lập tức đến Tây Hải đi, với thực lực hiện giờ của anh, đủ để đến Tây Hải. Hơn nữa, ngoài Tây Hải, tôi cũng thực sự không nghĩ ra còn có người nào là đối thủ của anh. Linh Lung nói. Được. Cho dù Linh Lung không nói. Thực ra trong lòng Trần Đức cũng có dự định này, ban đầu đệ Ngũ Huyên đưa thư đến, chẳng phải nói muốn sau khi đạt đến thần vương mới gặp mặt anh mới có tư cách đến Tây Hải sao? Nay anh đã làm được. Thần vương tam trọng, cảnh giới như vậy, đến Tây Hải một chuyến, có lẽ không có vấn đề lớn chứ? Thu lại dòng suy nghĩ, thân hình lay động, 3 giây sau, bóng hình Trần Đức xuất hiện phía trước. Tạ Phong Vãn. Trong phút chốc, Tạ Phong Vân nằm dưới đất bị thương nặng. Toàn thân là máu run lên, nhìn thấy bóng hình Trần Đức, như nhìn thấy tử thần, giãy giụa, run rẩy đứng lên từ trong hố sâu, ngước nhìn Trần Đức. Anh, Trần, chúng ta không thù không oán, chỉ là giết một con kiến thần can, lấy hai người phụ nữ của anh, hơn nữa còn chưa thành công, chẳng lẽ anh thực sự muốn dồn tôi vào chỗ chết ư? Tạ Phong Vân sợ thực sự, cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Sống nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn ta sợ một người như vậy. Nỗi sợ này không chỉ vì bản thân thất bại, mà là vì thiên phú của Trần Bát Hoang, thiên phú khủng bố. Loại thiên phí này, thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi. Thần vương tam trọng đấy. Khi Trần Đức ra tay toàn lực, hắn ta đã biết cảnh giới của anh, chỉ là thần vương tam trọng thôi. Nhưng hắn ta lại thua. Thua một cách nhanh gọn. Nếu Trần Bát Hoang là thần vương tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, bát trọng, cửu trọng, bán thánh, thì sẽ có thực lực đáng sợ thế nào? Hắn ta không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra được. Tóm lại, người khác có thể không biết, nhưng hắn ta biết rõ, một người luôn cẩn trọng như hắn ta, trước nay sẽ không coi thường bất kỳ người nào. Một quyền ban đầu, hắn ta hoàn toàn dùng hết sức lực, hơn nữa, còn âm thầm uống 2 viên đan dược tăng cường thực lực. Ra tay, chiến đấu với 500% thực lực. Nghĩ cũng biết, rốt cuộc quyền đó hung tàn, cuồng bạo đến mức nào. Kết quả thì sao? Thần vương tam trọng như Trần Bát Hoang, chỉ dùng một chưởng, đã dễ dàng giải quyết hắn ta. Tạ Phong Vân thực sự bị dọa sợ. Từ linh hồn, đến tinh thần, tất cả đều tràn ngập nỗi sợ hãi, hoang mang. Trần Bát Hoang đứng trước mặt hắn ta dường như cảm thấy như tử thần bao trùm hắn ta. Ép bức khiến hắn ta khó thở, đập điên cuồng, thần hôn run rẩy. Chí là một thần vương, trong mắt mày, thì không phải một mạng người sao? Còn có, Trần Đức cúi nhìn Tạ Phong Vân, cất giọng lạnh lùng, như hầm băng từ cửu u. Người phụ nữ của tao, ngoài Trần Bát Hoang tao, không ai được động vào. Trần Đức nói rất đơn giản, bình thản, giống như đang nói một chuyện bình thường không thế bình thường hơn. Nhưng chính giọng điệu bình thản không có chút tình cảm này lại tuyên án số phận, ngày chết của Tạ Phong Vân. Cả người hắn ta sớm tóc gáy, như bị hất một chậu nước lạnh từ đầu lạnh đến chân,
khi hẳn ta còn ở thời kỳ hoàng kim, cũng không phải đối thủ. Cố Trần Bát Hoang. Bây giờ, thương nặng gần chết, Trần Bát Hoang muốn giết hắn ta, rất dễ dàng. Không tự chủ run lên một cái, Tạ Phong Vân hoảng sợ nói. Anh Trần, không cần thiết, tôi cảm thấy anh không cần giết tôi, vì một thần can mà giết tôi, rất không đáng. Hơn nữa, người phụ nữ của anh, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa từng động vào. Anh Trần, chỉ cần anh không giết tôi đều có thể cho anh mọi thứ, võ kỹ. Linh thạch hay là linh tinh, chỉ cần tôi có, tôi đều cho anh. Thứ nhất, những thứ đó, tao không thiếu. Thứ hai, giết mày, những thứ của mày, cũng là của tao, mày nói đúng không? Trần Đức thản nhiên hỏi. Tạ Phong Vân không còn gì để nói, Trần Bát Hoang nói đúng, một khi hắn ta chết, những thứ trên người hắn ta đều thuộc về Trần Bát Hoang. Vãi! Sắc mặt Tạ Phong Vân âm trầm, Trần Bát Hoang, anh dám giết tôi, không nghĩ đến nhà họ Tạ phía sau tôi ư. Nếu giết tôi, anh, và cả học viện Thánh Phong, chắc chắn sẽ bị nhà họ Tạ san bằng, cỏ không mọc lên nổi một tấc. Anh không nghĩ cho bân thân, cũng không nghĩ cho người phụ nữ của anh, không nghĩ cho sư tôn của anh, không nghĩ cho học viện Thánh Phong ư. Dụ dỗ không thành, Tạ Phong Vân chỉ có thể uy. Hiếp, giọng âm trầm, lộ hết sát ý. Mày nói đúng. Trần Đức suy nghĩ, gật đầu, nhà họ Tạ, đúng là rắc rối, nhưng đây không phải là chuyện mày cần suy nghĩ. Trần Đức nói xong, không hề báo trước, không hề liệu trước, một chướng giáng xuống nhằm chuẩn vào thiên linh cái của Tạ Phong Vân. Rắc 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 rắc. Trong tích tắc, đỉnh đầu của Tạ Phong vản lõm xuống, máu phun ra, nhuốm đỏ hư không, sau một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể tan tành. Bành! Tạ Phong Vân ngã thẳng xuống đất. Chỗ ngón giữa của hắn ta xuất hiện một chiếc nhẫn. Đương nhiên Trần Đức không khách sáo, tháo nó ra, cũng giải trừ lạc ấn thần thức bên trong. Cùng với đó, liền nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có các loại dược liệu, đan dược, cuộn sách, tử linh thạch, và cả linh tinh mà lúc đầu bàn khai giao ra. Những thứ của tỏi cuối cùng vẫn là của tôi. Trần Đức mỉm cười, anh vừa nhìn là nhận ra linh tinh đó chạy ra từ núi Vạn Long. Sau khi thu thành quả của cuộc chiến, Trần Đức quay đầu, đi trên không, rất nhanh về đến núi Độc Kiếm. Giữa trời đất, từng ánh mắt đổ dồn trên người anh, há hốc miệng trợn mắt, im lặng như tờ, đầu óc rơi vào hỗn loạn. Hơn trăm người còn lại của Danh Thiên Viện sợ đến lông tóc dựng đứng, hồn siêu phách lạc. Đặc biệt là Bàn Chiến. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Nhớ lại mấy tháng trước đây, hắn và Trần Bát Hoang cùng sát hại ở Học viện Thông Thiên, hắn đã từng thề, nhất định phải vượt qua anh. Nhưng, gần 10 tháng trôi qua, tuy hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng so với Trần Bát Hoang, đúng là một trời một vực, kiêu ngạo, cam kết, lời thề trước đây, giờ đây nhớ lại, thực sự chỉ là một trò cười lớn. Giữa hắn và Trần Bát Hoang đã hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Cả trời đất vô cùng yên tĩnh. Đám người Cố Lục Đạo cũng chìm trong chấn hãi, cho đến khi Trần Đức hạ xuống trước mặt họ, lúc này họ mới hoàn hồn lại, người nào cũng nhìn chằm chằm Trần Đức. Như nằm mơ, muôn vàn suy nghĩ. Bát Hoang. Trong đôi mắt già nua của Cổ Lục Đạo đầy kích động, tự hào, kiêu ngạo. Sư phụ, tên Tạ Phong Vân đã bị giải quyết rồi, người còn lại, giao cho người xử lý. Trần Đức kính trọng nói. Được. Cổ Lục Đạo gật đầu, ra lệnh xuống dưới, mấy phút, xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Tiếp đó, ông ta cho Trần Đức cùng về đỉnh cô, đi cùng còn có Diêu Mộng Vũ. Lúc này ánh mắt cô ta nhìn Trần Đức. Bớt đi mấy phần xinh đẹp, thêm mấy phần sùng bái. Sư tôn, chuyến đi núi Vạn Long lần này, gặp được một người. Trần Đức động tâm niệm, trong chiếc nhẫn, một. Bóng hình già nua không còn khí tức sinh mệnh xuất hiện. Lâm Phá Thiên. Nhìn thấy bóng hình này, lập tức, cơ thể già nua của Cổ Lục Đạo run bần bật, trong mắt nổi lên sương mờ. Phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.